lò này siêu này, cái này đang này, cái này đang rảnh nữa này. Hello mọi người, áo em mặc á? Áo em mặc rẻ thôi chị ơi. Hôm nay em về muộn, hàng về muộn quá cho nên là em lên hơi muộn các bác nhá. Ôi. Chị xem cái sạc này cắm được có vàng không? Các chị có nhìn thấy em không ạ? Các em xin một chấm ạ, chia sẻ livestream giúp em các chị nhá. Hello mọi người. Nhìn có rõ không chị? Chị thử vào xem nhìn có rõ. Rồi em lên luôn các chị nhá, tại vì là hôm nay lên muộn. Áo em mặc á, 180 chị ơi. Để đúng là 6, 6, 8. Rồi ok, thoải mái, số lượng các chị chốt đơn luôn. Em chào chị Phạm Hồng, em chào chị Hạnh Trần nhá. Em chào chị Hà Hiệp ạ. Hello các bác đang xem live của em. Áo em mặc là 180.000 chị ạ. 180 em có 3 size ML, XL các chị nhá. 3 size ML, XL ạ. Các chị lên đơn hàng, cộng số điện thoại trên là mã này là các chị coi là đá 38 nhá. Đá 38 và lên số điện thoại giúp em với ạ. Đấy chứ ạ, đá 38 và cộng số điện thoại giúp em. 180.000 chị ơi, lên thu hàng. Áo này em hết từ, nói chung là cách đây tầm hơn 1 tháng là em hết mã này rồi. Hôm nay mới về được thêm một chuyến nữa. Các chị nhìn cho em ạ, gen đá rất là xịn luôn các chị nhá. Gen đá cực kỳ là xịn luôn ạ. Nhận được K603 vừa và đẹp nhé, cảm ơn chị Vũ Điệp ạ. Áo đông thỏ sau là 650 chị ơi. Áo đẹp quá, cảm ơn chị Nguyễn Định nhá. Các bác cho em xin lượt chia sẻ với ạ. Đấy, áo em mặc là mã đá 38 ạ. Đá 38 lên số điện thoại cho em mình chốt đơn các chị này. Những cái áo này các chị mặc ở trong áo vest rất là đẹp luôn các chị nhá. Mặc bình thường nó cũng xinh, mà các chị phối hợp bên trong áo vest cũng rất là đẹp luôn ạ. Áo em mặc các chị lên đơn hàng cho là đá 38 và kèm số điện thoại ạ. Hay quá chị cứ ôi. Nó cũng dễ mà chị, nó cũng kéo khóa như bình thường của mình thôi. Chị dồn hay quá, một trong là chị nhét cái set của nó vào ấy. Rồi đá 38 các chị mình lên nhanh tay cho em với các chị này. Nhanh không hết tại vì mã này em về được đúng thêm một chuyến này nữa là em nghỉ Tết rồi. Đấy, em về đúng thêm một chuyến em nghỉ Tết, các chị comment là đá 38 và cộng số điện thoại ạ. Đào mã chất lượng không biết em còn không, đợi em tí em kiểm tra. À, cảm ơn chị Nguyễn Định nhá. Lấy cho em xíu cũng nước rồi. Em thấy mệt lắm rồi đấy.
Rồi nay lại khoác len nhà em đẹp lắm. Hôm nay về thêm mấy mã nữa mà vừa đẹp lại còn vừa rẻ các chị ạ. Vừa đẹp lại còn vừa rẻ luôn ý. Cảm ơn chị Việt Hà quét nhận được áo đá ưng lắm. Cảm ơn chị gái. Đá 38 em có 3 size MLXL. Các chị từ 40 cân đến tầm 65 cân đổ về em chốt đơn. Đấy chạm 40 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn. Các chị nhìn cho em cái cổ đá của nó này rất là xinh luôn ạ. Gen đính đá các chị nhá. Còn cái phần thân của nó sẽ là cốt tông. Phần thân của nó sẽ là cốt tông ạ. Các chị lên chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em với ạ. Lấy cho em xin cái cốc chị. À mà thôi. Đúng em cứ thế này em chiến đi. V3 là cái gì nhỉ? Đây quá các chị ạ. Mã này thực sự luôn ạ. Đá 38 chị ơi. Đá 38 kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn. Lấy cho em xin mã khoác len ngày hôm nay về cho em với. Cái mã khoác len chữ ấy. Em nó đẹp lắm ấy chị ạ. Ở ngay đây mẹ mày. Đâu? Đấy. Mấy màu chị ơi, có một màu thôi. Có một màu tình yêu nhá. Chị nào đang hư sao các chị cho em xin sao nhá các chị nhá. Chị Hùng Hào ok. Thúy Ngân Bùi chốt đơn hàng ạ. Em bảo thật các chị này. Những cái mã này các chị nhà em sẽ có số lượng các chị mình thoải mái chốt. Còn hôm nay em sẽ có một chị bảo comment trên bài em là cái shop này chỉ khi nào mà cái nào ế thì nó mới gọi cho mình. Đấy. Chứ còn những cái còn không thấy gọi chốt đơn bao giờ. Nhưng mà em xin thưa các chị luôn là những cái mã hàng các chị đặt vào hàng xả nó chỉ còn vài chiếc thì chỉ có một vài chị được thôi. Còn những cái mã hàng em về số lượng tầm khoảng vài nghìn đấy chứ ạ, thì các chị mình cứ thoải mái lên đơn. Ví dụ như áo đá 38 đấy các chị này. Và em chỉ về được đúng một lần đấy thôi các chị nhá. Tại vì mã này em đặt em hết cách đây tầm của là hơn một tháng rưỡi rồi. Hết cách đây tầm một tháng rưỡi thôi các chị ạ. Mã đá 38 em tặng các chị là 180.000 đồng. Các chị nhá, ngày hôm nay về được rẻ hơn một tí. Rẻ hơn một tí 180. Chị Phạm Hạnh rồi, chị Nguyễn Lan Anh chốt đơn hàng ạ. Đá 38 cộng số điện thoại ạ. Rồi ok chị Phương Anh nhá. Phong ngắn em có, áo em mặc là 180.000. Chị Trần Loan ơi, chị Nguyễn Ngân ok chốt đơn hàng ạ. May quá hôm nay nó không bị ẩn comment. Đây các chị này. Chị yêu nào đã nhận được khoác len nhà em rồi, các chị vào cho em xin một cái phản hồi ạ. Để cho các chị comment và cho em xin một cái phản hồi về cái chất lượng của khoác len các chị nhá. Yêu chưa? Eo ơi các chị này. Toàn bộ hàng hơn 500.000. Em thấy luôn, em tham quá các chị ạ. Em tham quá. Các bác nhìn hàng cho em này. Một con áo khoác len nó chất lượng như này luôn ạ. Thực sự luôn, các chị nhanh tay cái mã khoác len này cho em các chị nhá. Áo len đi ok. Ok em ạ, có cả áo len, áo đá các kiểu luôn các chị ơi, nhìn cho em một con áo này. Eo ơi, hàng hơn 500.000 một cái. Hàng hơn 500.000 một cái. Các bác nhìn hàng cho em này. Toàn bộ hàng chất lượng các chị nhá. Khoác len xịn cho các chị luôn. Có mất ship với chị. Chị tất nhiên là mua hàng phải mất ship với chị ơi. Đó, mua hàng nếu mà không mất ship thì các chị chỉ có bị mua đắt thôi. Còn mình mà mua hàng mới lăn tăn tiền ship thì chỉ có bị mua đắt thôi chị ạ. Chỉ có chỗ nào người ta bán đắt thì người ta mới miễn ship thôi. Em nói thật luôn đấy. Còn nếu mà chỗ nào bán rẻ thì không bao giờ người ta miễn phí ship cả. Được chưa? Nhà em gọi là chạy doanh số. Được chưa? Bán hàng theo kiểu là số lượng thôi. Thế nhà em sẽ không bán lãi cao và nhà em sẽ không miễn phí ship. Bác nào đã mua hàng nhà em 4 năm nay rồi, các chị biết nhà em chất lượng như nào rồi và nhà em bán giá như thế nào rồi. Chị em không miễn ship đâu. Đấy, trừ khi một cái áo em được lãi các chị 50.000, 70.000 một cái thì em sẵn sàng em miễn phí ship cho các chị 2, 30.000. Nhưng mà em được lãi các chị 10, 15.000 một cái áo là cao nhất rồi. Thì em sẽ không miễn phí ship, bán cho chị gần như bằng giá sỉ rồi. Khoác lên ngày hôm nay các chị nhá. Đợt trước các chị vẫn đang mua 550 đúng không ạ? 550 là giá nhà em. Đấy là giá nhà em ạ. Rồi khoác lên đẹp lắm. Em ơi đẹp hơn mong đợi, em cảm ơn chị. Ngày hôm nay ạ, vừa rẻ vừa đẹp luôn các chị yêu nhá. Chị Ninh Thị Minh ơi, lên lại mã hàng với số điện thoại cho em với ạ. Bác nào chia sẻ livestream cho em ạ. Để chạm thả tim thả like em chốt luôn các chị mã này giá đẹp này. Em bảo rồi ạ, tầm giờ này thì chỉ có rẻ và đẹp thôi. Để chạm không cần lãi nhiều. Em chỉ được lại các chị một tí tí thôi. Nhưng mà em gọi là bán cho nó nhanh để em nghỉ Tết chị nhá. À, mình đẹp mã lên K603 màu đỏ mà lại hết hàng á. Ơ hôm nay về được thêm mấy cái thôi đúng không? Hết sạch rồi chị ạ. Còn sót vài chiếc nhưng không biết là đã trả đủ đâu, nó khách chưa. Thì ngày hôm nay các chị đặt mã này thêm cho em này. Trời ơi, các chị comment là mã gì ạ? K052 cho em ạ. Ủa ôi, K052 ạ, nghe giá cho em với ạ. Em tặng các chị luôn ạ. Đợt trước là 550 các chị nhá. Được chưa ạ? Được kiểm tra hàng thoải mái. Nhớ cho em là nhận hàng bóc hàng kiểm tra hàng cho em. Và hôm nay em chốt đơn các chị thoải mái ạ. Từ 40 cân đến 65 cân. Em tặng các chị này 200 ạ. 79.000 đồng. Nghe giá sốc chưa các chị ơi. Em nó có màu, em mặc là màu nâu các chị nhá. Màu nâu cho em này.
toàn bộ khoác len ép ạ. Màu nâu này, màu vàng cho em các chị này. Em móc các chị xem luôn. Lấy cho em xin cái túi. Rồi ôi, hàng càng về sau càng đẹp và rẻ này, làm sao bây giờ ạ? Chị ơi, chốt luôn đi chị. Đấy, các chị ơi nhìn hàng cho em ạ. Màu vàng cho em các chị nhá, màu vàng này. Màu đen cho em ạ, toàn bộ hàng loại 1 luôn. Các chị comment của em là K052. K052 cộng số điện thoại ạ. 726 đợi em tính để xem còn gì không. Hôm nay nhiều mã đẹp lắm chị ạ. Hôm nay nhiều mã đẹp, các chị có bình tĩnh cho em ạ. K052 em tặng các chị 279.000 đồng ạ. Rẻ hơn một cái áo len bình thường. Rẻ hơn một cái áo len bình thường. Các chị nhìn cho em một con khoác len ép các chị ơi ạ. Hàng mạng TT cho em ạ, toàn bộ hàng loại 1. Đấy, toàn bộ hàng loại 1 luôn ạ. Cảm ơn chị Mỹ Dung nhá. 65 cân đổ về, dưới 65 cân em chốt đơn. Để chặn dưới 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Chị Phương Nghiệm ơi, Luân Lộc ơi, lên lại mã hàng số điện thoại cho em đi. Em không qua nhanh được, tại vì mã này mã về thêm, mã mới về, cho nên là em sẽ không lên nhanh được các chị nhá. Các chị đừng giục em. Nhiều mã lắm chị ơi. Các chị nhìn cho em ạ, tông màu này, tông màu be cho em này. Để chặn tông màu be và kèm số điện thoại cho em ạ. K052 các chị nhá. Được chưa ạ? 279.000 đồng một áo. Em bao giá các chị luôn ạ. Chỗ nào bán rẻ em cho các chị giả lại. Được chưa ạ? Nó đẹp dã man luôn các chị này. Đó, các chị chọn màu cho em ạ. Các chị chọn màu luôn ạ. Hôm nay em chỉ về được 200 cái thôi. Em chỉ về đúng 200 cái. Em tặng các chị giá 279.000 đồng ạ. Quá rẻ, em cảm ơn chị Nguyễn Thủy nhá. Còn các chị ơi ạ, rẻ quá cháu ơi. K052 chị ơi, các chị nhìn qua cái mác của nó các chị biết. Được chưa ạ? Hơn 500.000 bây giờ em tặng các chị luôn 279.000 đồng ạ. Có xứng đáng không các chị? Ôi ơi, mẫu nào cũng muốn mua em. Cảm ơn các chị yêu nhá, chị Nguyễn Xuyến này. Các chị ơi nhìn trên màu đỏ này, đỏ của nó kiểu màu đỏ đậm nhá chị nhá. Đỏ đậm cho em này. Màu be cho em các bác ơi, màu be cho em ạ. Em tặng các chị mã này gọi là lấy tương tác. Được chưa ạ? Chị nào mình nhanh tay mình có đơn hàng ạ. K052 cho em ạ, màu vàng này. Màu đen cho em ạ. Màu đỏ các chị này, màu đỏ cho em nhá. Màu em mặc là màu nâu. Áo này không có túi đâu chị. Được chưa? Không có túi là áo kiểu là dòng áo khoác gần như kiểu là dạng cardigan ấy chị ơi. 279.000. Ok chị ạ, 279.000 đồng một áo ạ. K052 và kèm số điện thoại mình chốt đơn hàng cho em mã này. Đó, đẹp dã man luôn ạ, đúng 200 cái ạ. Ngày mai gọi là hết trong vòng một nốt nhạc luôn. Đấy chị ạ, ngày mai hết trong vòng một nốt nhạc luôn các chị này. Yêu ơi, ai bán được 279.000 đồng giá này ạ các chị ơi? 279.000 đồng, các chị đi mua cái dòng hàng loại 2, loại 3 còn giá cao hơn đúng không? Bây giờ hàng này của em là hàng loại 1 luôn. Đấy chị ạ, kỷ niệm nhé các chị nhá. Nhận hàng ạ, nhớ cho em xin feedback nhá. Chị Đặng Thao em cảm ơn ạ. Chị Hạnh Hồng Nguyễn ok, K052 ạ, chị Tuyết Lưu chốt đơn ạ, chị Đặng Nga có ạ. Để cho chị số điện thoại của em Loan quá sao ấy chị ơi. Sao đấy chị gọi vào số hotline giúp em với. Còn số điện thoại của em chỉ đọc tin nhắn thôi chị ơi, chứ em không nghe điện thoại được. Chị Trần Liên ạ, chị Nguyễn Lợi, Nguyễn Hải chốt đơn hàng ạ, chị Thoa Thanh chốt đơn hàng này. Đẹp quá này chị này. Để chị nhìn mặt len cho em các chị nhá. Cảm ơn chị Trinh Dương ạ, nghe như là hàng đẹp lắm em, cảm ơn tình yêu. Đấy là toàn những khách hàng đã nhận được áo như em rồi đúng không ạ? Các chị vào phản hồi này, thực chất luôn, như em không có comment ảo luôn. Được chưa ạ? Khen chê đều là lời nói, các chị thực chất luôn ấy. Như em không gọi là lấy cái nợ cái kia vào comment này nhận xét về hàng hóa. Nói chung nhận hàng các chị mình cứ bốc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái. Chị Bây Hồng lên số điện thoại cho em với chị Nguyễn Yến, Phạm Hương chốt đơn hàng ạ. Đây nhận được áo ưng ý lắm, cảm ơn chị gái ạ, chị Liễu Bùi ạ, chị Thúy Thuyền, Thúy Lê ok. Chị Hải Ham Hồ ạ. Áo đá em mặc là 180.000. Áo em đang mặc là mã đá 38 chị nhá. Đá 38 cho em 180.000 đồng ạ. Áo có bao bên trong? Không chị ơi, cái này là không có túi. Chị Nguyễn Thắm ok chốt K052. Chị Trung Quân chốt ạ, chị Nguyễn Nam. Các chị nhớ để lại mã hàng với số điện thoại giúp em với nhá. Đấy là cái lý do mà hôm nay em lên muộn. Đấy, các chị nào đang dư sao, các chị cho em xin cái sao các chị nhá. Coi như là cái lời động viên. Để chạm một cái lời động viên ạ, để em tiếp tục là cố gắng săn cho các chị nhiều cái mã hàng ạ, vừa rẻ vừa đẹp lại vừa chất lượng. Bây nhận mấy áo đá đẹp quá chị ơi, cảm ơn chị Hương Phan ạ. Đá 8738 á, đây là mã gì đây? 68638, đây là mã 8638 ạ, rẻ chất lượng em cảm ơn chị ạ. Thấy chị Trang Phan, chị ơi chị cứ lên mã hàng với số điện thoại cho em, ưng mã nào lên số điện thoại, tại vì là bây giờ comment đang trôi rất là nhanh luôn ý. Đấy, mình cứ lên mã hàng là máy nhà em sẽ tự động lên đơn các chị nhá. Chị Nguyễn Lợi ok chút K052 chị ơi. K052 cho em với. K052 cho em. Các chị nhìn hàng này. Nhận hàng nhớ bóc hàng kiểm tra trước các chị nhá. Để chị ạ, nhìn chất lượng cho em ạ. Sờ tay ạ, mắt thấy tay sờ cho em rồi hãng thanh toán các chị nhá. Tay màu vàng này. Không đúng hàng như quảng cáo, chất không đẹp các chị mình cứ giả lại. Nếu chỗ nào ở bên ngoài thị trường bán áo này ạ, rẻ hơn nhà em, đúng cái hàng mác này nha em các chị nhá. Nếu mà chỗ nào bán rẻ em cho các chị quay đầu ạ, giả lại cho em.
Chị Thảo Nguyễn Bích ơi, chị đặt lại mã hàng mấy số cho em, xin lại số điện thoại của chị với nhá. Để chạy nếu mà không thấy nhân viên thì em gọi ý, đặt lại giúp em với ạ. Để chạy chị Đỗ Hà. Ồ, chị mua 6 cái rồi vẫn muốn mua, em cảm ơn chị ạ. Chị Đặng Thơm ạ, cuốn legging á, cuốn legging bây giờ nha, em chỉ còn cuốn Q3 đấy chị gái ơi. Đấy, chị nào đang dư sao ạ, cho em xin sao lấy động lực nha các chị yêu nhá. Hôm nay nhận hàng đẹp lắm, cảm ơn chị Trang Nguyễn Thị ạ. Chị Nguyễn Lợi chốt đơn hàng ạ. K05 em đưa lại bản màu sẽ em qua mẫu các chị nhá. Đó, các chị này, màu đỏ cho em này, đỏ của nó không phải là đỏ chót đâu các chị ơi. Đỏ là đỏ đậm cho em, nó giống như cái mã hàng khoác khoác lên mà mọi khi em hay like ý. Màu như thế luôn. Đấy, các chị đã nhận được hàng các chị biết màu đúng không ạ? Phương Anh em nhìn thấy chị nhá. Xem màu lông đợi em một tí ạ. Đây các chị này, K052 cho em ạ, tông màu đen. K052 cho em ạ, tông màu đỏ này. K052 cho em ạ, tông màu be. K052 cho em ạ, tông màu nâu ạ. Và K052 cho em ạ, tông màu vàng. Tối mai gọi lúc 19 giờ ạ. Nhưng em sẽ gọi cho danh sách hết. Chị nếu mà chị không nghe máy thì không được chốt đơn đâu chị ạ. Đấy nhà em sẽ không gọi lại đâu chị nhá. Nhà em sẽ không gọi lại đâu. Nếu các chị thấy cuộc gọi nhớ các chị nhắn tin cho bên nhân viên ấy, hoặc là các chị gọi lại giúp em với. Áo em mặc em tặng các chị 279.000 đồng chị ơi. Không nghe nhầm giá luôn ấy, em tặng các chị giá 279.000 đồng ạ, bằng cái áo thường luôn, bằng cái áo len bình thường luôn. Để chị ạ, rẻ hơn cả áo thổ, rẻ hơn cả cái áo len len nhung, len pha lê mà con khoác len đợt trước của nó giá cũ là hơn 500.000. Giá cũ hơn 500 ạ, nhận hàng bóc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái. Các chị ơi em có 5 màu các chị nhá. Len cổ cao đi đợi em tí tình đại tình yêu ơi. Thôi ạ, qua mẫu luôn này. Các bác không tính hôm nay nhiều mã đẹp lắm. Hôm nay nhiều mã đẹp lắm. K052 cho em ạ. Đây áo em mặc là đá 38. Chị ơi em thấy chị, để chị em thấy chị cứ lên số điện thoại cho em đi. Em giờ này là các chị nào cũng hỏi là em ơi thấy chị không, là em không trả lời được hết mọi người đâu. Những cái mã mà nhà em không gọi là nhà em có thể là một, thứ nhất là sai số điện thoại. Để chị, thứ hai là hết hàng. Để chị, và thứ ba là các chị gọi không nghe máy. Đấy, thứ tư là thuê bao, hoặc là thứ năm là các chị để con cầm điện thoại thì nhà em mới không gọi được thôi. Chứ còn là nhà em sẽ gọi hết, kể cả hết hàng nhà em vẫn gọi điện. Đấy chị ạ, kể cả hết hàng em vẫn gọi điện bình thường. Hôm nay em hàng em vừa về muộn quá chị ơi, cho nên em lên muộn. Em hứa em hẹn các chị là 8 giờ nhưng các chị thấy không, 9 giờ em mới lên được. Đấy, nó về được mấy nghìn hàng như thế này. Hả? Đây đây mà cái này đi. Đẹp quá các chị ơi, áo đá 38 cho em. Chị Nguyễn Vòng cái áo em mặc là đá 38. Đấy. Áo đá em mặc là đá 38, 180.000 một áo chị nhá, 180.000. Em đợi cái hàng này 1 tháng rưỡi mới về được hàng. 1 tháng rưỡi về được hàng. Chị nào hôm trước ấy, đợt trước các chị săn cái mã này rất là nhiều. Săn mã này rất là nhiều luôn ấy. Cái các khẩu mua qua nhìn không còn màu đen nữa đúng không? Đấy, có nhiều mã bây giờ hết hàng, không về được hàng đâu chị ơi. Bây giờ gần Tết em không nhập hàng nữa. Để chạy mã này em đặt từ rất là lâu rồi, hôm nay về được và nốt chuyến này lẽ cũng nghỉ thôi các chị yêu ạ. Ai? Cái chị trong Hà Tĩnh ấy. Thôi thôi im. Đó, ngày mai có nói chuyện với khách sau. Lại phải mua nữa rồi chị ạ. Ôi cảm ơn em. Khoác lông đi ạ. Khoác lông nhà em còn có đúng 2 màu ấy nhá. Để chạy em còn đúng 2 màu khoác lông thôi. Áo em mặc là cái phần thân của nó sẽ là cốt tông. Để chạy phần thân là cốt tông, còn cái phần tay của nó sẽ là pha ren lưới. Để chạm phần thân của nó sẽ, phần tay của nó là pha ren lưới. Đá em mặc các chị coi là đá 38. Để chạm đá 38 MLXL em có 3 size. MLXL em có 3 size ạ. Chốt đơn các chị từ 40 cân ạ đến tầm 65 cân đổ về. Áo đá em mặc 180.000 chị Huy Hải Nguyễn ơi, áo đá 38 ạ, 3 size MLXL thì các chị cứ lên mã hàng và số điện thoại bên em lên đơn nhá. Tiếp theo các chị một mã đẹp độc lạ luôn. Toàn bộ khoác len xịt, các chị nhìn hàng cho em này. Hẳn một con khoác len. Rồi hôm nay nhận hai áo phao dài đẹp lắm em ơi, em cảm ơn chị yêu. Em cũng rất là mong các chị nhận được hàng, các chị ưng được chạm rồi lại quay lại ủng hộ cho em tiếp. Đấy cho nên là nhà em nếu mua các chị được đồng kiểm trước cho các chị yên tâm luôn nhá. Còn là bình các chị đừng lăn tăn tiền ship, thực sự luôn đấy. Vừa rẻ vừa đẹp này, mất có 30.000 vì ship các chị có thể mua rất là nhiều sản phẩm, các chị dồn cùng một đơn hàng ấy thì tính ra tiền ship không đáng bao nhiêu. Trừ khi là nhà em bán gọi là các chị mua chỗ nào người ta bán cộng lãi suất nó cao ấy thì người ta mới miễn ship thôi, chứ không chỗ nào bán rẻ người ta lại vừa rẻ lại vừa miễn ship. Được lại các chị từ 50 đến 15 nghìn một cái áo thì em sẽ không thể nào miễn ship 30 nghìn được các chị nhá, các chị mình thông cảm cho em với ạ. Đấy nhưng mà chị mà thích miễn ship thì em bán các chị áo này tầm khoảng là 250 nhỉ, 230-250. Các chị thích miễn ship em miễn ship được, tại vì cái áo này em được lãi rất là nhiều thì em mừng miễn ship ạ. Đúng không? Nhà em bán hàng 4 năm nay chưa giờ mình bị ship. Tại vì nhà em bán các chị gần như bằng giá sỉ rồi. Khách lẻ mua một chiếc cũng gần như sát với giá sỉ, tranh khách sỉ có 5.000 một cái thôi.
Để chạy chạy khách sỉ có 5.000 một cái thôi. Áo em mặc là đá 38 ạ, cộng số điện thoại cho em ạ. Khoác len từ từ chị ơi. Khoác len thì em vừa lên một mã, đầu tiên là mã K052 ý. Thì chị mình chưa xem được mã đấy, tí xem lại em với chị comment là khoác len thì em sẽ không lên được đơn chị nhá. Huế Trần, chị Quang Minh ạ. Em chào chị Nguyễn Giang. Cho các chị xem qua này. Cho các chị xem qua mã này cho em ạ. Chị Lụa Quách em cảm ơn ạ. Chị Ngọc Tú em cảm ơn ạ. Nhà Loan tối nào cũng có mẫu mới đẹp lắm, em cảm ơn chị ạ. Ôi các bác ơi ạ. Các chị nhìn cho em một con áo len. Được chưa? Nhìn cho em một con khoác len này. Em ơi chất nó đẹp này các chị này. Được chưa? Nhìn cho em một con khoác len này cho em ạ. Mã này các chị comment cho em là mã K97. Ok chưa? K97 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn. Ôi ôi, vùng đỏ không chuyển được hàng là khổ tâm thế chứ lại. Đấy, các chị nhìn cho em một con áo khoác len các chị nhá. Mã này các chị comment là K97 kèm số điện thoại. Áo đá 38 là 180.000 chị Ngọc Lê ơi. Chị Phạm Huyền Thanh chốt đơn ạ, chị Thanh Bình ạ. Em cảm ơn chị Hoàng Thị Hoa Quỳnh ạ. Cái đấy nó phải nói đúng sự thật thì khách hàng mới. Chị hết 3.500.000 nhà em trời. Ok chị Nguyễn Đông nhá. Áo vét một cọc á, nhà em có áo vét kẻ thôi chị gái ơi. Chị Huyền Lan ok này, chị Phú Duyên Hải chút đôi nàng ạ. Rồi mã em mặc các chị comment là khoác thì ạ, K bao nhiêu nhỉ? K97 cho em ạ, em nó có màu đỏ các chị nhá. Màu đỏ này, tông màu be cho em này, tông màu nâu này, và tông màu đen. Em đang có 4 màu các chị đâu nhá, em đang có 4 màu các chị này. Tay các chị nhìn tay cho em này, rất là xinh luôn nhá. Toàn bộ khoác len xịn các chị luôn. Ôi săn các chị toàn bộ hàng đẹp, giá lại còn rẻ ạ. 5788 phao em còn chịu anh Hoàng, nhưng mà nó còn lẻ size thôi, nó không còn đủ size nữa. Nè, ngày mai để ngày mai em soạn xem là còn những size gì để em kỷ niệm nốt các chị cho nó gọn hàng. Đây màu đen các chị này. Mã này cho em là K97 chị nhá. K97 tiếp cho các chị một mã này nữa. Để chạm bây giờ các chị shopping thì không lo về giá luôn, tại vì là khoác chữ D em còn hôm nay về thêm được một chuyến nữa. Để chạm ngày hôm nay em về thêm một mã khoác chữ D nữa, nhưng mà trước khi lên chữ D em sẽ lên mã này trước các chị này. Đó, màu đen cho em ạ. Hôm chút đợt các chị từ 40 cân đến tầm khoảng là 63 cân đổ về. Để chạm 63 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Đây màu nâu cho em các chị này. Màu nâu của nó là màu nâu đậm các chị nhá. Nâu đậm cho em ạ. Các bác lên mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ, K97 này. Tiếp sập cho các chị một mã này nữa nhá. Để chạm riêng mã này các chị cũng không phải lo về giá cả luôn. Nhân ba đã đẹp lắm luôn, hay giờ vẫn lấy ok chị yêu em, cảm ơn chị ạ. K97 ạ. Giá đầu 2. Bán bằng tiền mã kia luôn nhá. Ok chưa? Bán bằng tiền mã kia luôn. 279.000 đồng. Ok chị ạ, 279.000 đồng một áo. Em ơi các chị này. Được chưa? Toàn bộ khoác len xịn nhá các chị, ngày hôm nay các chị ơi nhìn cho em màu nâu của nó này. Nhìn cho em màu nâu của nó luôn ạ. 279.000 đồng ạ. Chị ơi áo em mặc nó áo len, áo khoác len một size chị, 65 cân các chị cũng mặc được này. 65 cân các chị, nói chung là tùy chiều cao thôi chị nhá. Để chạm màu be cho em, các chị nhìn chất len nó đã đời không? Để chạm nhìn chất len nó đã đời con các chị ơi ạ. K97 cho em ạ, 279.000. Đấy, nhìn cho em ạ, tông màu be các chị nhá, màu be này. Màu nâu các chị này. Đó, tông màu đen cho em ạ và tông màu đỏ ạ. K97 cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Ngọc Loan lên số điện thoại ạ. Chị Vũ Thị Nơi chốt đơn hàng ạ. Áo lông sau đợi em tí em lên luôn. Tại vì áo lông ngày hôm nay em có sót ít tại vì em đăng hết. Em đăng lên một cái là khách hàng nhắn tin và khách hàng chốt đơn cũng rất là nhiều rồi. Đấy không cần phải like thì mã đấy là cứ em cứ về tí nào hết tí đấy luôn ấy. Khoác lông ngắn ạ. Còn khoác lông ngắn thông em chị nhìn thấy không? Đằng sau kìa. Đó, đằng sau kia kìa. Đấy. Không còn thế nào. Chị Thắm Hồng ạ, lên số điện thoại ạ. Chị Nguyễn Thắm ok này, chị Trung Quân chốt đơn hàng ạ. À, khoác len lông đằng sau đợi em tí. Đợi em tí, em thử lên các chị xem cái màu be của nó luôn nhá. Màu be luôn. K97, mã này là K97 cho em ạ. Tông màu be và kèm số điện thoại ạ. Chị Nguyễn Hương ạ, chị Tâm Đường Phạm Húy Tâm giờ này các chị mình kể cả khách miền Nam tranh thủ nhá. Tại vì là ngoài rằm là em nghỉ, em sẽ dừng vận chuyển có đơn vị mà các chị đang khách miền Nam. Tại vì tầm giờ đấy là sẽ không vận chuyển được nữa. Đấy, còn khách hàng miền Bắc em nhận đến 20 âm các chị nhá. Khách hàng miền Bắc em sẽ nhận đến 20 âm. Còn khách hàng miền Nam em nhận đến 15 âm. Cho nên bây giờ các chị mua các chị tranh thủ. Bây giờ là nhiều mẫu đẹp với giá rẻ. Đấy, nó vẫn còn nhiều mẫu đẹp với giá rẻ. Chứ còn tầm khoảng đến ngoài 20 nó không còn gì đâu chị ạ. Được miễn ship không nhé, em không miễn ship chị ơi. Không miễn phí ship đâu. Thông cảm giúp em với, đã bán rẻ chứ không bị xít đâu các chị nhá. Đây các chị nhìn trên màu nâu này. Đẹp dã man, cái tay của nó lên ép cho em. Tay ở lên ép này.
Cái phần thân của nó sẽ là len, kiểu len gần như kiểu len thừng ấy. Đó, 279.000 đồng ạ. Có quần dài chị ơi, có quần dài nhưng mà đa số là quần nhà em là còn quần dáng u mì. Áo khoác váy em có chị Quang Đinh ơi. Áo đá có size chị nhá, áo đá 38 nhà em sẽ có size. Đấy cho em xin một cái mẫu áo đá nữa kìa, mẫu đá pha cổ sơ mi. Ôi, em sắp sập nguồn rồi, tại vì có nhiều mã đẹp quá các chị ạ. Có nhiều mã đẹp quá mà mỗi mình em đứng live stream thế này. Có em có B21 nữa không à? B21 em hết hàng rồi. B21 em hết hàng rồi, các chị ơi nhìn màu nâu cho em. Cảm ơn chị Phượng Tuấn ạ. Trời ơi, chỗ nào bán rẻ hơn nhà em nữa các chị? Chỗ nào bán rẻ hơn em nữa? Đây các chị về còn được bóc hàng kiểm tra chưa? Chứ không phải các chị đến nơi là không được kiểm tra. Thế là các chị mình cứ yên tâm luôn ạ, hàng không đúng trên live. Để chạm chất mà xấu các chị khỏi phải nhận hàng cho em. Đấy như thế là thoải mái cho cả hai bên đúng không ạ? Áo nhiệt em mặc là 180.000 chị ơi, đá 38. Em mặc size M. Tại vì áo nó co giãn chị ạ, áo nó co giãn này. Đẹp lắm mê các chị ơi, hàng này đợt trước em về đúng một lần mà em bị hết hàng đấy. Xong là mình còn 8 hay không em còn. Chị Việt Hà quét chị lên mã hàng cho em là nhiệt 8 hay không đấy, kèm số điện thoại. Chị bé fan đây thông cảm nhá, đơn hàng cuối năm nó sẽ là chậm hơn so với hành trình của ngày thường ấy chị ạ. Lúc nào cuối năm cũng thế, kiểu là đơn vị vận chuyển nào nó cũng bị quá tải ấy. Áo nào cũng muốn mua em cảm ơn chị ạ. Chị Việt Hà quét lên mã hàng cộng số điện thoại cho em đi em còn đấy chị nhá. Đây các chị nhìn trên màu nâu này, nâu của nó bên ngoài nó sẽ đậm hơn trên line một chút. Ôi dồi ôi nghiện chết mất, em cảm ơn chị ạ. Quần cứ bình tĩnh cho em lên áo đã. Nhà em lại chuyên về áo nhiều hơn là quần. Chị Hồng Yến ok chốt đá 38 ạ. Đấy, áo vest á, áo vest em còn lẻ size à, còn vest dạ đấy. Vest dạ ngắn với vest kẻ chị ơi. Em lên các chị vest kẻ đi. Đấy em thử mặc cho các chị xem ở bên trong cái áo đá này. Trông xinh lắm ấy chị Hoa. Lấy cho em mít vest kẻ đi. Rồi ôi cảm ơn chị Mai Tú nhá. Đây, hôm nay rất là nhiều chị đã nhận được hàng nhà em rồi các chị này. Em ơi các chị nhìn cho em con áo len này. Mã này các chị coi là K97 các chị nhá. K97 và cộng số điện thoại cho em 279.000 đồng. Nó đẹp như thế này mà các chị. Nhiều chị bảo Loan ơi bây giờ chị biết đến shop nhà em. Chị mua ngoài đắt hơn một gần như là một gấp đôi luôn. Rồi lên các chị thêm một cái áo vest. Em thử mặc ở trong cái chị Loan ơi, có gì thì chị báo nhân viên để giải quyết đơn hàng cho chị nhá. Số chị hơi đen đấy. Đúng là số chị hơi đen đấy. Không phải con này chị ơi, con này có ít nhưng mà có nhiều nhiều kìa. Chồng cao kìa. Đếm đọc mã cho chị lấy nhá. Cái mã sao? Xem cái mã hộ em là 8737 đi. Mã 8737 xem nó mã nào chị ơi, có số lượng là 8706 nữa. Mã 8706 ấy. Còn pha cổ sơ mi của em. Lâu em cái. Lâu lắm rồi mới thấy em á. Ui, thế thì chị bị mất tương tác với em rồi. Trời ơi chị này. Các chị ơi một con áo vét dạ cho các chị luôn ạ. 3 size MLXL. Mã này là mã bao nhiêu chị ơi? Đây nha em thử mặc các chị xem cái ở bên trong áo vét luôn này. V5. Mã này các chị comment là V5 ạ. Áo vét dạ cho em. Này, V5 mà kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Đó, V5 mà kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. Mã em có 3 size là MLXL các chị nhá. Các chị mình từ 45 cân ạ đến tầm khoảng là 60 cân đổ về em chốt đơn các chị vừa cái mã áo vest dạ các chị này. Đấy, các chị này mặc ở trong áo vest rất là xinh luôn. Em nhìn thấy chị Nam Phương nhá. Áo gì em mặc là mã đá 38. Em nhìn thấy chị Nam Phương, trời ơi các chị ơi cứ lên số điện thoại cho em có mã hàng cho là có đơn chị nhá. Tại vì em nhọc đơn trên máy không thể sót đơn các chị được. Rồi chị Nguyễn Hằng ok. Nhận được hàng các bác nhớ cho em xin phản hồi nhé chị nhá. À, nhìn hàng nhà em Loan đẹp lắm ạ, nhận được hàng các chị cứ kiểm tra chất lượng cho em. Là ơi, yên tâm các chị ơi, giữ nhiệt có không chị có thể gửi mẫu để em mua. Nhà em chọn mẫu ở trên live chứ nhà em không gửi ảnh đâu chị ạ. Em live trực tiếp luôn. Áo em mặc là mã V5 ạ. V5 là áo vét dạ cho các chị luôn này. Em tặng các chị 299.000 đồng. Riêng mã này nó vẫn đủ size và có số lượng một chút. Còn các mã khác là gần như là hết hàng rồi các chị nhá. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là... Ui chứ em dẫm vào cái gì vậy chị? Chưa dẫm, gần dẫm. Em gần dẫm vào chân chị ạ. Rồi ạ, V5 cho em ạ. 299.000 đồng. Em có 3 size MLXL. Có áo trung tuổi không ạ? Chị ơi chị cứ xem like của em đi. Xong là ưng mã nào các chị chốt đơn đi chị nhá. Mã áo lông đợi em tí. Mã áo lông em còn có tầm 20 cái thôi. Có màu đâu. Không đến 20 cái. Rồi ạ, chị Toàn Hoàng chốt đơn ạ, chị Vinh Lê có đơn hàng ạ. Áo em mặc là mã V5 ạ, cộng số điện thoại cho em.
V5 kèm số điện thoại trên một con áo vest dạ các chị nhá, vest dạ hai lớp cho em. 299.000 đồng một áo. Đây các chị này, mặc ở trong áo vest rất là đẹp luôn ạ. Nhà em hết gilê rồi chị Chiêm Vũ ơi. Em hết gilê rồi. Đây ạ. V5 cộng số điện thoại cho em ạ, 299.000 đồng. Các chị đi mua ngoại trường toàn hơn 500 một cái. Được chưa ạ? 450 500.000 một cái. Em tặng các chị giá 299.000 đồng. Tôi nói chung là 60 cân phải tùy chiều cao chị Nguyễn Thị Hoa ơi. Nếu mà 60 cân các chị cao tầm 1m58 các chị ấy vừa, 57-58. Còn ví dụ như là nếu mà 60 cân chị cao tầm 1m50-55 thì nó sẽ không vừa ấy. Nói chung là 60 cân là phải phụ thuộc vào cả cái chiều cao của các chị nữa. Rồi chị Cao Xuân chốt đơn hàng áo đá, chị comment là mã đá cho em với đá 38, chị comment nguyên áo đá nhé, em sẽ không lên đơn đâu chị gái nhá. Chị Tấn Tán Thị Lý chốt đơn hàng, chị Hà Thu, chị Thái Hà, Trần Thị Vinh chốt đơn hàng đá 38 cho em, còn áo em mặc bên ngoài là V5. K97 tí xem lại like của em với chị Trần Xuân chốt đơn ạ. Hôm nay nhiều mã em sẽ lên các chị là nhanh nhanh một tí nhá chị nhá. Chị Cúc Đàm ok chị chốt đơn ạ, chị Ánh Doãn chốt đơn hàng này. Chị Nguyễn Vinh ok chị yêu. Đây các chị ơi, bên trong của nó sẽ có một lớp lót nữa. Đó, mà vách dạ cho em các chị nhá, chất dạ cho em này, cái màu rất là sang luôn, màu nâu cho em các chị nhá, màu nâu ạ, V5 cho em và kèm số điện thoại ạ, chị Huyền Phương ạ, chị Ánh Hòa rồi ạ, chị Tâm Trịnh ok em chốt đơn ạ, 1m660 cân vừa XL cho em chị Hà Khanh ơi, chị Phạm Huệ chốt đơn K97 ạ, lấy cho em áo đang mặc V5 ok chị Ánh Sơn Võ, đấy các chị comment là V5 cộng số điện thoại cho em chứ không cần phải lấy cho chị cái áo em mặc màu nâu mã V5 rồi các kiểu luôn ạ, không cần phải comment dài như thế đâu chị ạ. Comment đúng là V5 cộng số điện thoại cho em là các chị mình lên đơn hàng thôi. Chị Bon Dương ok, Trung Quân có đơn hàng ạ, em qua mẫu các chị nhá. Đây nè, một cả mã gọi là siêu phẩm. Một mã siêu phẩm thì em vừa mới về thêm. 8706. Được chưa ạ? Các chị comment là mã 706 cộng số điện thoại cho em ạ. Con này các chị phải nhanh. Được chưa ạ? Về được hẳn 200 cái. Em về đúng 200 cái đấy các chị ạ. Ôi các chị nhìn cho em một con cổ sơ mi các chị nhá. Một con cổ sơ mi các chị luôn. Ôi các chị này. Em nói thật các chị luôn ạ. Con này con chất nó đẹp gọi là long lanh. Sơ mi mà. Ừ. Toàn thân luôn. Nhìn trông vừa đẹp vừa sang luôn các chị ạ. Đó, vừa đẹp vừa sang luôn ạ. 3 size MLXL. Ui yêu nhở. Eo ôi, hôm nay về toàn mã hàng gọi là đỉnh cao thôi các chị ạ. Chị Nhâm Đức ơi, mã V5 chị ơi. Mã V5 ấy chứ không phải là B nhá, B nó là bộ rồi. Mã V mới là áo vest chị nhá. Bộ ngày hôm nay xin phép các chị em chưa lên được bộ đâu. Tại vì bộ bây giờ nhà em còn một ít thôi. Đấy, nó lẻ size nữa. Áo đá giá bao nhiêu Loan ơi? Chị ơi, em đào, áo đá em vừa mặc là đá 38. Thì em chốt cho các chị 180.000 cái mã đá 38. Còn mã này các chị comment là 706 ạ. Mã hàng cho là 706 và kèm theo số điện thoại cho em một con sơ mi. Để chặn sơ mi gen. Kiểu sơ mi gen lưới co giãn và dòng hai lớp cho em các chị nhá. Phần tay nó sẽ là một lớp nhưng mà cái phần thân của nó sẽ là hai lớp và cái phần cổ nó sẽ là đính đá cho em này. Để chặn phần cổ đính đá. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là 706 á. Để chặn 706 cộng số điện thoại cho em ạ. Em gặp các chị giá 100 ạ, 95.000 đồng. Ôi các chị này, toàn bộ hàng Quảng Châu các chị luôn. Toàn bộ hàng Quảng Châu các chị nhá. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là 706 cộng số điện thoại cho em ạ. 3 size MLXL, 40 cân ạ, đến tầm 65 cân. 45 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng các chị ơi ạ. Đá cho em này, cái phần này là phần gen đá các chị nhá. Phần gen đính đá cho em ạ. Mã hàng 706, cái phần này phần cúc này. Đẹp quá các chị ơi, mã mới. Đấy chứ ạ. Hả? Cái gì? 195.000 thôi. Rẻ nhờ. Rẻ không? Rẻ quá. Mã tiền bằng cái này. Ừ. Số tiền thì bằng cái số comment ở trên này. Số mắt xe. Yeah, ừ. Đẹp quá các chị ạ. 706 cho em ạ. Em về luôn. Mã này em phải gọi là tranh nhau mới chốt được cái mã này để về phục vụ các chị đấy ạ. Đấy. 706 ạ. Chất co giãn các chị nhá. Chất co giãn ạ, cái phần này cúc hết cho em này. Phần cúc cho em ạ, sơ mi của nó, sơ mi hàng Quảng Châu. Chị ơi không có 2X đâu chị ơi, nó chỉ có MLXL thôi. Để chưa ạ, 40 cân đến tầm 65 cân đổ về em chốt đơn. 40 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. 706 ạ, MLXL 3 size. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em mình lên đơn. Quá rẻ luôn đấy, trông rất là sang luôn các chị này. Trông nó rất là sang luôn. Đó, 706 cộng số điện thoại cho em, không màu trắng đâu chị ơi. Không màu trắng đâu ạ. Mình cho em cái phần tay của nó này.
co giãn các chị nhá, phần tay co giãn đẹp phê luôn, em cảm ơn chị ạ. Chị Nhâm Đức chúc đơn ạ, chị Nguyễn Đan ạ, chị Nguyễn Thị Lợi lên đơn hàng ạ. Các chị nhìn qua nhìn tay mát cho em với chị nhá. Để chạy chuẩn cho em hàng Quảng Châu ạ. 706 chữ 705 là mã khác. Comment đúng mã hàng giúp em với. Đấy, mình comment không đúng mã hàng là ngày mai sẽ không chốt được đúng đơn ấy. Đây 705, ví dụ tí em lên mã 705 nó lại mã khác cơ. Áo hay dây em mặc có em để chỗ nào ấy. Mà em mặc áo em mặc là 706. Áo em mặc là 706. Rồi ôi cho em xin cốc nước rồi. Hôm nay có mấy nghìn mã hàng về toàn bộ lẹt này các chị ạ. Toàn mẫu đẹp tí em mới len len. Áo đẹp lắm mà em mua hết tiền mất rồi Ngọc Tú ơi. Em thấy luôn loại fan cứng ngày hôm nay đừng bỏ sót một mã nào. Để chạm fan cứng ngày hôm nay đừng bỏ sót của em một mã nào luôn. Tại vì hàng em hôm nay là về chuyến cuối. Sẽ không còn một mã áo đá nào ngày hôm nay được về thêm nữa các chị ạ. Cho nên hôm nay mới lên muộn tại vì vừa kiểm hàng xong phát em phải lên luôn cho nó nóng. Đấy, vừa hot vừa đẹp luôn này. Em đăng ảnh lên cái là khách hàng cứ bảo ủa ôi chị phải đợi tối nay xem like của em bằng được. Tại vì là rất là nhiều cái đơn trước các chị là không đủ hàng chốt đi, là hết hàng. Sau các chị lại quay ra trách các chị bảo là, các chị bảo là sao nhỉ? Cái shop này buồn cười lắm. Chị đặt hàng mà chả thấy gọi chốt đơn. Nhưng thực tình là nhà em bị hết hàng đấy. Có nhiều mã bị hết nhà em sẽ không gọi nữa. Đó, ví dụ như là có tầm của 200 áo nhưng có đến tầm khoảng là 300-400 chị chốt thì đến chị thứ 200 là hết hàng rồi. Đấy, chân váy chị mặc bao nhiêu? Chân váy em mặc là hết hàng chị gái ơi. Hết hàng rồi. Chị Nguyễn Dần ạ, Tông Nguyễn chốt đơn hàng ạ, 706 nhá, về đúng một lần thôi các chị ơi. Không có hàng về lần sau bù hàng ở đâu các chị ạ. Chị Hồ Mến ạ, Nguyễn Hữu Đô chốt đơn ạ, chị nhanh gõ lên đơn hàng ạ, 706 và kèm số điện thoại cho em với ạ. Chụp ảnh cưới đẹp thế nhỉ? Phạm Thảo Thu lên xem. Ai chụp ảnh cưới? Huế. Phạm Thảo Thu lên xem. Huế nào? Huế lần nhé. À thế à? Vẫn dịch cái này vẫn cưới được ạ? Vẫn cưới không? Đợi em tí em lên áo lông luôn. Đợi em tí. Rồi tiếp theo đi chị ơi. Ồ, thế thì phải xem lại nhá. Mấy kiệu đá 38 đúng không? Ừ. Thế phải xem lại thì mã này cũng đánh là 738 này, 8738. Xem lại của em đi. 706 là cái gì? Xem lên 706. 706 là mã này này. Ừ. Đây đang mặc mã 706. 638. 8638 cái mã mình vừa lên đầu tiên đấy, còn cái mã đấy là mã gì? 738. Nhúc cái kia lên mỗi là đá 38 thôi. Thế chị đang mặc là 706. 706. Rồi, em qua mẫu đi. Lên các chị một mã áo len đã nhá. Đúng không ạ? Lên chèn thêm một mã áo len pha sơ mi các kiểu đi. Các chị thích len phối sơ mi hay len len FC, các chị ơi lên hãng nhá các chị nhá. Hôm trước về đúng một lần mà các chị đang bảo là chị đặt hàng không thấy chốt, có nghĩa là bị hết hàng. Bị hết hàng ạ. Hôm nay về thêm mấy mã toàn mẫu đẹp thôi ạ. Đợi em tí em lên luôn. Chị ơi đứng dậy lấy cho em xin một cái mã áo len đi. Cái gì cũng được, cái gì cũng được. Thấy chưa? Cái gì cũng chiến luôn. Cái gì nhiều nhiều. Nhiều nhiều. Sao không lên cái con phối sơ mi ấy? Đấy, Tết nhất đến đời mặc cái phối sơ mi cho xinh. Trời ơi, em thích khách hàng em mặc xinh lắm. Xinh lên cái nào thì chị đẹp luôn. Đây nè. Sơ mi này, toàn bộ hàng len đẹp các chị luôn. Tao gọi là shopping. Rồi, shopping luôn các chị nhá. Dịch dã này các chị mình cứ ở trong nhà. Để chạm shopping với nhà em luôn. Ôi, toàn hàng đẹp như thế này ạ. Sao có màu gì nhiều ta? Màu hồng nhá, lên màu hồng luôn đi. Rồi, các mã cho em này. Mã này các chị comment là mã gì? Mã trên là đỉnh 1 ạ. Được chưa? Đỉnh 1 và kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Đỉnh 1 lên số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ len ép của hàng len hãng luôn các chị này. Toàn bộ len ép của hàng len hãng cao cấp nhé các chị nhá. Em bảo rồi ạ, bình thường thì em bán cái len nó dòng gọi là nó bình thường, nó vừa vừa. Nhưng mà Tết các chị ơi ạ, em bán những cái mã này em còn được ít nhưng mà hàng nó chất lượng. Được chưa? Ít nhưng mà chất lượng cho em ạ. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là ồ chị này, mặt len cho em nhá. Xịn đét đèn đẹt luôn ạ. Nhưng mà nó chỉ có tầm 20 cái nhỉ. Đến 20 cái. Có đúng 20 chị được mã này cho em ạ. Ok chưa các chị ơi, len phối sơ mi cho em ạ. Đỉnh 1 kèm số điện thoại nhá. Em mặc màu hồng đó chị này. Màu hồng này. Tông màu vàng cho em ạ. Tông màu vàng này, tông màu nâu các chị nhá. Và tông màu xanh cho em ạ, 4 màu, đúng không? Vàng, hồng ạ. Vàng, hồng, nâu, xanh, không có đỏ. 4 màu ạ, các chị comment là đỉnh 1 cộng số điện thoại mình chốt đơn hàng ạ. Đẹp không các chị ơi? Toàn bộ len hãng.
Đấy chứ ạ, toàn bộ hàng lên hãng này, các chị nhìn mặt lên cho em này. Nó dày, nó đanh chất, các chị đang mua mức giá bên ngoài ạ, trên 400 các chị nhá. Trên 400 cho em ạ. Em kỷ niệm các chị luôn ạ. 300 ạ, 10.000 đồng. 310.000 đồng một áo, lên hãng các chị nhá, toàn bộ hàng lên hãng các chị mình luôn. Màu nâu cho em này. Đó, tông màu nâu các chị nhìn màu cho em với ạ, màu cho em với ạ. Ờ, thổ K74 á, thổ K74 để em xem lại chị gái ơi. Mã hàng chưa là đỉnh màu đặng, màu vàng có 5 chiếc thôi. Màu vàng có 5 cái. Màu hồng có tầm khoảng là 8 đến 10 cái á. Em cảm ơn chị Liên Đinh ạ. Đẹp quá các chị này. Em thề luôn, nhìn sờ cái lên nó đã sướng rồi. Sờ cái lên đã sướng rồi, mua ít thì mua hàng chất lượng cho em. Đấy chị ạ, mua ít thì mua chất lượng cho em với ạ. Nhìn màu cho em với các chị ơi ạ, màu xanh cho em này. Nhìn màu xanh cho em ạ. Đỉnh 1 cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ, màu xanh cho em các chị nhá. Rồi ôi, khoác len áo len cho chị một size, form các chị dưới 65 cân đổ về. Từ khoảng là 45 đến 65 cân em chốt đơn ạ, 45 cân đến 65 cân ạ. 706 là 195.000 chị ơi. Mã 706 là 195.000 đồng. Còn mã em áo em mặc ở đỉnh 1, chị nào nhanh tay mình có đơn em chốt cho tầm khoảng là 20 chị được mã này các chị nhá. Tại vì hàng này em không có hàng về nhiều. Không có hàng về nhiều tại vì là hàng này em vượt được giá đẹp, chứ còn bình thường các chị mua phải tầm là hơn 400. Các chị đang mua hơn 400.000 một cái ạ, kỷ niệm các chị luôn ạ. 310.000 đồng các chị nhá, 310.000 ạ. Ôi hôm nay nhận được G14 ạ, đẹp trên cả tuyệt vời ạ. Chị ơi, em nguyên đăng hình mà em đã gần hết hàng rồi. Đó, các chị nhìn màu cho em với ạ, 65 cân đổ về em chốt đơn các chị nhá. Đỉnh một em qua mẫu này. Hết nhá các chị nhá. Rồi ôi điện thoại em sao mà rung bần bật vậy? Đâu? Rồi ơi các chị tầm giờ này các chị đừng gọi em. Gọi em không thưa đâu. Gọi em không thưa đâu chị ơi. Tiếp theo ạ. Nhiều mã phải lên phối sơ mi mà không phải một mẫu đâu. Em mặc một màu các chị còn ước mã nào các chị cứ lên đơn nhé chị nhá. Chất len ép nó dày dặn chứ không phải chất nó rão rão và hàng xưởng đâu các chị ơi. Đấy, nhận hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái. Đỉnh một đặt một cái này chị mặc đi làm đi chơi được gọi là ngon lành cho em. Ok chưa ạ? Bốn màu các chị nhá. Xanh ạ, ôi nhìn cái mặt len nó đã sướng này. Để chị ạ, nhìn mặt len cho em với. Đỉnh một cộng số điện thoại cho em mình chốt ạ. Tiếp theo ạ. Tiếp theo mình lên mã này cho em ạ. Để chị ạ, các chị comment nó em là mã 8738 ạ. Chuẩn mã cho em với nhá. 8738 mình lên đơn hàng ạ. 8738 cộng số điện thoại cho em ạ. Ôi chị ơi, đá 7 màu. Được chưa ạ, hàng đá 7 màu cho em ạ. Các chị ơi, dòng giữ nhiệt các chị nhá. Giữ nhiệt đính đá. Xuất sắc quá thể luôn ạ. 8738 này. Ôi, cái này thì các chị phải nhanh tay. Để em xem mã này có bao nhiêu chiếc. Để em xem mã này có bao nhiêu chiếc. Đẹp nhở. Ôi các chị ơi, mẫu này các chị mix với lại là cái khoác len hay áo da, áo dạ ấy, cực kỳ là xinh luôn. Áo vest này. 8738 mình lên mã này cho em ạ. Chuẩn mã giúp em với ạ. 8738 kèm số điện thoại mình chốt đơn hàng ạ. Xịn nhở. Ôi nhìn cái tay này. Để chặn cái tay này, cái cổ cho em nhé chị nhá. Để chặn cổ là phần cổ gen nó sẽ đính đá. 8738 ạ, em tặng các chị 185.000 đồng. 3 size MLX. Em về được 300 áo. Em về được đúng 300 chiếc thôi các chị ơi ạ. 8738 lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em. Em phải kiểm tra, em kiểm tra xem là nó về số lượng nhiều hay ít thì em mới gọi là em mới lên lâu, còn mã nào em chỉ về được tầm khoảng 100 cái em sẽ tua nhanh thôi. Đó, 8738 các chị nhá. Cộng số điện thoại cho em 185.000 ạ. 40 cân đến 65 cân em chốt đơn. 40 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng. Ôi nó xịn đét luôn này. Ôi sao hôm nay nó về toàn hàng đẹp các chị. Q426 em còn thì Tuyết Mai ơi. Áo dây mặc hình như là còn hay sao vậy chị nhỉ? Áo dây bên trong là áo dây 2 ấy. Còn. Lại còn đá 7 màu các chị ơi. Đá đổi màu cho em và đá 7 màu như này. Thích quá rồi chị mới xem. Cảm ơn chị. Chị ơi có 185.000 các chị mình nhanh tay mã này cho em ạ. Đá 738 cộng số điện thoại ạ. Em có MLXL3 size. Chị Lê Dung ơi nhớ ghi mã ra tờ giấy chị nhá. Không ngày mai không nhớ mã là chị là chốt sau cùng đấy. Chị yêu nhá, cứ nhớ ghi ra tờ giấy cho em với hôm nay mình chốt mã nào ấy. Để ngày mai nhân viên chốt tôi mua hết hàng. Thì mã này hôm nay về được đúng 300 chiếc thôi. 300 chiếc. 300 không phải là 200, 299 cái. Hôm nay về hẳn 299 cái.
đá 738 cho em ạ, 8738 kèm số điện thoại ạ. Từ 40 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. Chất co giãn này, cái phần thân của nó sẽ là cốt tông. Phần thân là cốt tông, còn cái phần tay của nó sẽ là pha ren lưới. Đó, phần thân pha ren lưới và đính đá cho em này, đá nó rất là sáng. Được chưa ạ? Toàn bộ đá đổi màu cho em rất là sáng luôn, mặc trông rất sang. Được chưa ạ? Chị Nguyễn Hà ok, chị Phạm Luyến chốt đơn hàng ạ, chị Hoa Cương ok, chốt là mã là 78738 cho em. 8738 mà em có 3 size MLXL, toàn bộ áo đá của hàng Quảng Châu các chị ơi. Toàn bộ áo đá của hàng Quảng Châu cho em ạ. Hôm nay về toàn mã xinh. Toàn mã đẹp. Toàn mã đẹp thôi. Nhức nách luôn hôm nay các chị ơi ạ. Mình lên muộn một tí nhưng mà thực sự luôn là bỏ công các chị chờ đợi. Bỏ công các chị mình chờ đợi cho em ạ. Đừng comment là cho chị một áo. Chị phải comment trên là 8738 cách số điện thoại cho em. Đó, 8738 khác mà mã đá 38 khác chị nhá. Hai mã hoàn toàn khác nhau đấy. Mã này là mã 8738 cho em. Đây chị này. Ngày mai Huyền nhớ nhắc nhân viên nhá. Không có chúng nó lại nhầm đấy. Mã đá 38 khác và mã 8738 khác. Hai mã khác nhau. Ok chưa ạ? Rồi ô các chị này. Đẹp nhỉ. Đây em khoác thử các chị xem cái khoác len nhá các chị, à khoác lông nhá. G14 ạ, chị yêu mình chốt đơn nhanh ạ. Kiểm tra chị xem cái G14 này còn bao nhiêu con đỏ nào. 7 8 con đỏ. 8 con màu đỏ. 8 đỏ. 8 đỏ mấy be? 7 8 con màu đen. 8 đỏ, 8 be, phần nâu màu đen. Lâu có mỗi mấy con thôi. Nâu 3 con đi. Nâu 3 chiếc. Đỏ. Đỏ còn mấy con? Đỏ còn mấy con? Đỏ còn 8. Ừ, be còn mấy? Be còn nào? Lâu có mỗi con. Be còn mấy? Lâu một. Nâu còn mỗi con á? Các chị ơi ạ, à, áo này G14. G14 cho em một con khoác lông, em còn sót mấy con màu đỏ nhỉ? Tổng thể còn 15 con. Tổng tất cả có 15 chiếc à? Ừ. Ui còn 15 áo thôi các chị ơi. Để chạy em còn 15 cái. Mã này các chị comment cho em là G14 ạ, à, cộng số điện thoại cho em. 650.000 một áo các chị nhá. 650.000 đồng ạ, à, mã G14 cho em. Mã này em còn màu đỏ này, màu đỏ này, màu be và màu nâu, bên em còn một chiếc màu nâu các chị nhá. Để chạy nâu em còn đúng một cái thôi các chị ơi ạ, à, nâu còn đúng một chiếc, các chị tầm khoảng là 60-65 cân đổ với em chốt đơn ạ, à, 45 cân đến 65 cân ạ, à, đây là màu be cho em này. Để chạy màu này em sẽ gọi là màu be các chị nhá, nó chỉ còn màu be với lại màu đỏ thôi ạ, à, màu nâu em còn đúng một chiếc, các chị có mày là G14 ạ, à, cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ, à, chị Trần Nhung lên mã hàng với số điện thoại giúp em với, tổng còn 15 chiếc, để chạy, tổng còn 15 cái, đa số là còn đỏ với be thôi, nâu em còn một cái. Mã này các chị tranh thủ chốt nhanh tay cho em ạ, vừa đẹp vừa sang, các chị bơm mua ngoài hơn 1 triệu các chị này. Em kỷ niệm các chị luôn ạ, 650.000 một áo. 650.000 đồng ạ, các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em, đỏ là đỏ đô các chị nhé. Đỏ bên ngoài còn là màu đỏ đô cho em. Đó, bên ngoài màu nó sẽ đậm hơn trên like một chút ạ. À bên trong em mặc có màu đen thôi. Nó chỉ có màu đen thôi chị yêu ơi. Để chạm G14 ạ, em thử màu be các chị mình xem luôn nhé. Cái cổ này các chị tháo rời ra cho em này, cái lông ấy, cái lông cổ ấy, nhưng mà nó đẹp nó sang ở cái lông cổ ấy này các chị này. Đó, vừa đẹp vừa sang luôn ạ, G14 cộng số điện thoại cho em ạ. 8738 43 cân có size vừa. Chị à, Mai Thanh chốt ạ. Thôi các chị ơi ạ, em tua nhanh mẫu này không em không treo lên nữa tại vì là mã này không có hàng về nữa, bây giờ nó còn tổng 15 chiếc. Được chưa? Tại vì hôm qua em đăng ảnh lên một cái là khách hàng đã chốt rất là nhiều rồi. Không cần phải cần mẫu này là em thề luôn không cần phải like nhiều ấy. Mã này toàn bộ khách hàng đặt hàng em mới về thêm ấy. Áo hở cổ em có. Em lên áo hở cổ luôn bây giờ đấy ạ. G14 màu be ok. Đây em mặc là màu be các chị này. Màu be cho em ạ. Ok chưa? Đấy, túi là túi lông cho em các chị nhá. Túi lông mà dạng tay cánh rơi. Tay cánh rơi chị nào mà bắt tay to nó không bị lộ. Và cái mẫu này các chị khoác bên ngoài váy. Để chạm rất là xinh luôn. Trông rất là sang. Ok chị ạ, vừa đẹp vừa ấm vừa sang luôn ạ. G14 ạ, kèm số điện thoại. G14 là một size chị nhá, nó không có SML gì đâu. Tại vì nó là khoác lông co giãn. Để chị ạ, khoác lông co giãn ạ. Áo em mặc bên trong là đá 8738. 8738 cho em là 185.000 đồng. 185 ạ, chị có nhìn thấy em nhá Nguyễn Hồng ơi. Còn màu nâu em còn một chiếc em sẽ không mặc lên nữa. Nâu em còn đúng một chiếc thôi. Là hết hàng ạ. Còn đúng một chiếc màu nâu các chị comment cho em là G14 màu nâu ạ. Chị ơi đừng treo nhá, hết rồi. Ôi, không treo nữa, không treo nữa. Chị à, ba vụ chốt đơn hàng ạ. Chị Thùy Linh Phan có ạ. 8738 là mẫu đá em mặc. Còn G14 là khoác lông. G14 nó là khoác lông các chị ơi. Nhìn cái đá nó đã phê rồi. Đá toàn bộ đá ép nhiệt cho em ạ. Để chạm đá nó sáng long lanh luôn các chị nhá. Đá bên ngoài rất là sáng luôn. Đá ép nhiệt rất là chắc ạ. G14 em hết. Em chỉ còn 15 chiếc G14 thôi. Đấy các chị mình thông cảm nhá. Bây giờ không về hàng nữa.
chết chết là cái chị cứ G14 từ nãy giờ chết em rồi. Có một cái mã mà mình nhớ là đợt trước nó về được size M ấy. Về được size M, hôm nay nó về được bù size. À hình như là nó về chuyến sau rồi phải. Không có đâu. Thế chắc về chuyến sau. Rồi. Nào bây giờ lấy cho em cái gen báo đi. Cái gen cổ sơ mi báo ấy. Không phải. Đây này. 37 này. Thế được về hàng rồi thấy. 737 có hàng. Em bảo là cái mã có cổ sơ mi báo báo ấy, nó giống cái lần trước mà mình về hàng ấy. Nhưng lần này nó là báo. Được chưa? Lên cái cổ sơ mi các chị luôn. Rồi, các chị ơi, đợi trong cái thời gian chờ đợi áo đá nhá. Em sẽ lên các chị thêm một mẫu len nữa. Đấy, chuẩn luôn, chuẩn bài đấy. Đúng hàng rồi. Lấy chị cái size M đây. Đấy, mặc là mã 8738. Để chạy, mà áo em mặc là 8738. Kèm số điện thoại cho em 185.000 đồng chị nhá. 185.000 đồng ạ. Các chị lên đúng mã hàng kèm số điện thoại ạ. Đây, tiếp các chị này. Để chạy, các chị nhìn hàng cho em này. Đẹp chưa? Đá gọi là đá đổi màu cho em ạ. Toàn bộ đá đổi màu cho em như này. G14 em hết rồi, đừng chốt G14 nữa, không còn đâu. Có tầm 15-20 chiếc. Làm gì đến 20 chiếc hả chị Hoa? Có 10-15 cái. Rồi áo em mặc là 8738 ạ, có 300 chiếc các chị nhá. Các chị lên đơn cho em ạ, đủ size MLXL. Đủ size MLXL, các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. 8738 các chị này. Đẹp quá này các chị ơi. Đấy chứ ạ, đẹp quá luôn này. 8738 mà kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Đá đổi màu rất là đẹp luôn. Mỗi này các chị, nói chung là rất là dễ mix đồ luôn ý. Gen 8568 em không về nữa em chị ơi. Tại vì là mỗi mã bây giờ em chỉ về một chuyến thôi. Em sẽ cắt mẫu luôn. Đấy cho các chị được nhiều mã mới. Có mặc quần em mặc quần gì nó chân váy chị ơi. Em mặc là chân váy. Rồi tiếp theo các chị một mã nữa nhá. Khoác lông 650. Di lê em hết hàng rồi chị ơi. Lê em hết rồi. Rồi ôi các bác ơi, nhìn cho em này. Đấy chưa? Xem hôm nay các chị comment hộ em là 8625. Đấy chưa? Mã hàng 8625 ạ. Sơ mi, một con sơ mi gen báo. Đấy chưa? Đính đá. Sơ mi gen báo đính đá. Quần nhung em hết rồi chị ơi. Quần nhung hết hàng ạ. Cardigan em còn. Cardigan dáng dài nhé chị nhá, không phải dáng ngắn. Lại bảo là không đẹp đi các chị ơi, đăng ảnh lên một cái các chị điện gọi là cháy máy luôn mã này. Đấy chứ, đăng ảnh lên một cái các chị gọi là điện cháy máy luôn, các chị nhìn này, đá có rất là sang luôn ạ. Mã này các chị yêu lên cho em là mã 8625 ạ. Đấy chứ, 8625 ạ, cộng số điện thoại cho em ạ. Em có 3 size MLXL. Mã 8625 các chị nhá. Tay của nó sẽ là gen báo. Còn cái phần thân của nó sẽ là gen 2 lớp cho em ạ. Nó sẽ là gen 2 lớp ạ. 8625 để em xem lại giá nào. Em hứa luôn là em không bán các chị giá cao như ngoài thị trường. Mà em chỉ bán lại gọi là giá số lượng các chị luôn. Em tặng các chị 180.000 một áo. Được chưa? Em tặng các chị 180.000 ạ. Em có size các chị từ 40 cân đến 65 cân. 40 cân đến 65 cân ạ. Mã này các chị comment của em là 8625. Cộng số điện thoại cho em ạ. Comment một lần và đúng số điện thoại cho em là mình chốt đơn hàng. Đó, các chị ơi ạ, các chị nhìn cho em hàng này. Đẹp quá này, đá này, sáng long lanh. Được chưa, đá sáng long lanh. Cái hàng này nó sẽ không có size S chị nhá. Đánh từ size M đi lên. Size M sẽ tương đương các chị trên 40 cân đổ lên ạ. XL các chị dưới 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn từ. Nói chung là các chị cứ từ khoảng cái cân nặng mà 40 cân đến 65 cân ấy là mình chốt đơn hàng mã này cho em. Được chưa, 8625 bây giờ các chị chốt thì nó vẫn đủ size. Chứ còn hôm nào mà các chị đợi em săn sale ấy, đợi em xả hàng ấy, thì nó chỉ còn có vài chiếc thôi. Thế là chị chốt được, chị không chốt được. Bây giờ hàng nó vừa mới về đủ size đủ số, các chị cứ chốt cho em. Mã này ạ, chỉ sợ là không có hàng bán thôi các chị ạ. Tại vì hàng này bây giờ, nếu mà bảo là hàng xưởng thì may ra có. Nhưng hàng Quảng Châu bây giờ không về được hàng nữa. Các chị này nhìn xem ạ, toàn bộ cái hàng đá này em đặt cách đây tuần hơn 1 tháng mới về được hàng. Thế chạy tầm 1 tháng rưỡi mới về được hàng. Các chị thấy em đăng mà em lại phải xóa ảnh lên, tại vì các chị hỏi nhiều quá. Các chị hỏi nhiều quá em không có hàng, ngày hôm nay mới về được cái mã này các chị nhớ không? Em đăng các chị cái mẫu này cách đây tổng khoảng là 1 tháng rưỡi rồi. Xong em lại phải xóa bài đi vì không có. Nó không về được hàng, các chị nhắn tin hỏi em nhiều cái mã này quá ấy. Ôi trời ơi, hủy kết bạn em loan thôi, không chồng cho ra đường vì mẫu nào cũng muốn mua hết. Em cảm ơn chị, chồng đuổi đi lên đây ở với em. Đúng không ạ?
chồng đuổi lên đây ở với em ạ, không khí trong lành ạ. Tiền thì em không có nhưng mà đất em rất nhiều. Đấy, lên đây ở với em là ok luôn ạ. Quần áo, cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày luôn. Chị nhá, cứ bảo với chồng chị như thế, đuổi phát đi luôn. Ok chưa? Mã này các chị coi là 8625 ạ. MLXL3 size. Đó, MLXL3 size ạ. Lên đúng mã hàng và kèm số điện thoại cho em. Đẹp quá này, áo này cũng đẹp chị ơi. Em bảo rồi, hôm nay toàn siêu phẩm thôi. Hôm nay toàn siêu phẩm thôi ạ các chị này. 8625, ôi mẫu này có ít quá. Mẫu này có ít. Có 150 cái. Mẫu này có mỗi 150 cái thôi. 45 cân mấy size M? 108 chị. Sợ nhầm giá không? Không sợ nhầm giá đâu. Đây này em còn ghi rõ giá nhập vào đây này. Cho nên là tại vì là 86 rồi ok. Đấy tính cho chị 180.000 luôn. Chênh giá xỉu mấy nghìn một cái. Ok chưa? Các chị được mua online nhà em, các chị được giá quá hời luôn. Đấy, áo xịn sò á. Chị muốn hỏi loại nào chị ơi, chị Nga Nga cho em số điện thoại nhá. Chị Phạm Thị đoán là chị Nguyễn Hằng chốt đơn hàng ạ. 8625. Chị Lương Thị Quyên có ạ, chị Thơm Đinh chốt đơn hàng ạ. À, đá 726 như bên em bây giờ chị còn lẻ sai các chị thấy không ạ? Chốt đúng một like xong bây giờ nó chỉ còn vài cái của cái mã 726 ấy. Ngày mai các chị cứ lên mã hàng là 726 cộng số điện thoại thì ngày mai những viên em sẽ xem là còn cái size của chị vừa không thì các chị chốt, các bạn sẽ chốt cho chị nhá. Được chưa? Nhớ cho em là comment đúng mã hàng cho em với. Rồi, các chị lấy dồn đơn luôn mã này cho em ạ. Về đúng một lần ấy, về được có 150 áo thôi. Đúng 150 áo là hết hàng. Tại vì em xác định là em bán nốt một tầm khoảng là một tuần nữa là em nghỉ Tết rồi. Đấy, một tuần nữa, đến 15 là em không nhận đơn miền Nam rồi. Tại vì nó không kịp hàng gửi cho các chị. Đến tầm 15, ngoài 15 là em sẽ gửi nhận đơn nguyên miền Bắc thôi. Chị Sơn Phượng em cảm ơn nhá. Chị cao 1m55, 62 cân, 8625 rồi ok chị luôn. Chị Nga Nga, chị Thành Chu chốt đơn hàng ạ. Thấy cho em một con áo Minh Phay. Đấy, mấy có hai màu ấy, màu, ba màu ấy, màu hồng này. Đấy, màu tím ấy. Đây, rồi ok, đây này. Đây, mẹ ơi đây này đấy, chân chị đấy. Đang nhìn, không biết nó hướng nào, nhiều chơi đầu hàng. Nhiều lắm nha. Nhiều mẫu. Nhiều lắm nha, không mua nhiều rồi vẫn cứ mua nhiều nữa. Muốn cứ mua nữa em cảm ơn chị ạ. Đấy, nói chung là chất lượng là tốt, để trả giá cả hợp lý là chị em mình cứ gọi là shopping thoải mái cho em. Không lo về giá cả luôn, để trả an toàn. Tuyệt đối không phải đi ra ngoài đi mua rồi làm nó đông đúc lại nhỡ lại vô tình va phải F0 thì gọi là ăn Tết trong khu cách ly thì hơi mệt luôn. Đúng không ạ? Gái Tiên Quang xinh thật ạ. Em là xấu nhất của gái Tiên Quang luôn rồi. Đấy, lúc nào có gọi là có dịp thì mời anh chị lúc nào hết dịch lên Tiên Quang chơi và nhà em vào cửa hàng em chơi. Áo đá, xem áo đá 38 với em. Chị ơi đặng ai tí xem lại like nhá. Tại vì là nhưng mà em lên lại thì nó sẽ sợ em không có đủ hàng chốt. Thôi đem đi chị xem lại mã đá 38 đi. Huyền ơi, lấy chị lại mã đá 38 cho các chị xem lại với. Tại vì các nhiều chị vào sau. Rồi ôi, hôm nay nhà em về mấy chục mã áo đá mà chị. Mà toàn những cái hàng em đặt số lượng nhiều, xong bây giờ mới về được hàng ấy. Bao nhiêu ngày hôm nay mới về được hàng, đây là đá 38 ấy chị ơi. Ok, cảm ơn chị Đồng thêm. Nhanh quá, chốt đơn nhanh đúng không? Em cảm ơn chị. Đây chị này, đây là mã đá 38 đây. Đây mã này em về được trước em cũng bán một lần rồi đấy. Bán một lần mà sau đi bị ra hàng ấy. Áo em mặc là 180.000 chị ơi. Áo em mặc 180.000 mã 8625. 180.000 một áo. Đây các chị này em lên lại mẫu đá 38 một lần nữa nhá. Em sẽ tua nhanh mẫu này thôi. Vì là nó không về được nhiều ấy. Quần em mặc là chân váy chị ơi, không phải quần. Nhưng bên trong nó có quần này. Bên trong có quần. Chị Hà Phan chốt đơn hàng ạ. Áo phao lông cừu là kiểu gì kìa? Kiểu gì? Hôm nay mình nhận áo len của hàng nhà Hoàng Loan rồi, đẹp lắm, cảm ơn em đã bán hàng thật. Ố, thế mọi khi chị mua ở chỗ nào mà bán hàng hiểu hả chị? Đấy, nếu mà thật hay không thì các chị cứ nhận hàng, các chị bóc hàng kiểm tra trước thì mình gọi là không sợ bị lừa, để chợ không sợ mua về hàng đều. Đây các chị này, đây là đá 38 cho em. Đá 38 là 180.000 đúng không? Rồi, đá 38 là 180. Có quần, còn quần chất co giãn không em? Còn chị ơi, len di lê em không chị ơi, len di lê em hết rồi ạ. Sao chị chốt mãi không được em à? Chị ơi, chị cho em xin lại số điện thoại của chị nhá. Tại vì đá 568 em không nhớ là mã nào luôn ấy. Tại vì nhà em nhiều mã quá.
Shop có áo len rồi. Ôi nhà em một biển len luôn. Cho các chị một áo len chốt giá đẹp cho các chị luôn đi. Ừ, để em tí, để em tí em đến áo len luôn. Chưa được hàng một lúc trời ơi, chị Loan Mai giờ mới vào xem bán hàng. Hôm nay chị được áo mã G14 và áo mã VIP 8 đẹp và ưng lắm luôn. Em cảm ơn chị, ngày hôm nay về được rất là nhiều mã luôn chị ơi. Đẹp nhở. Đá gọi là đá đổi màu. Đấy thì mã là đá 38 cho em 180 các chị nhá. Đá 38 là 180.000. Các chị lên đúng mã hàng cho em với á. Các chị từ 40 cân đến 65 cân. 40 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Đẹp dã man luôn này. Cái mã này em về đúng một lần xong là bị hết hàng ấy, xong là bao nhiêu ngày hôm nay mới về được thêm mẫu này. Mong gọi là mong hơn mong mẹ về chợ luôn. Hơn mong mẹ về chợ luôn. Đá 38 cho em. Các chị ngắm kỹ cho em cái mã này xem qua mẫu luôn nào. Dạ, cái tay này á. Em ơi chị người dễ mặc nhở. Chị Loan Mai Huyền nhà em cứ khen. Nó bảo là sao mà chị người dễ mặc thế. Có nghĩa là cái nào nó chốt chị cũng mặc vừa. Em không biết đấy. Mà sao có những người khó mặc lắm ấy chị ạ. Đến nơi cũng cái nào vừa luôn mà cũng bằng cân nặng với chiều cao của chị. Xong bọn nhân viên em cũng bảo ấy, sao cái chị đấy chị dễ mặc thế. Mà chị cũng là hơn 60 cân đúng không? 6 mấy cân đi Huyền? 64 cân, cao 1m58 mà cái nào gửi cho chị cũng vừa. Đấy, em chỉ mong là cứ về hàng một cái là có vía như chị mở hàng là em gọi là em cảm thấy yên tâm. Yeah. Rồi hàng nhà em đẹp thế, cảm ơn chị nhá, mạng kém mà. Chị ơi, xem thoát lại ra vào lại hộ em với. Đá 38 em qua mẫu nhá. Tiếp các chị một mã len phối sơ mi, để chạm một mã len phối sơ mi này. Đỉnh cao của chất lượng luôn, đỉnh cao của chất lượng luôn. Mã này các chị có phải là đỉnh 2 ạ? Đỉnh 2 và kèm số điện thoại ạ. Đỉnh 2 em có 3 màu các chị nhá. Màu hồng các chị này, hồng là hồng tím. Hồng là hồng tím cho em ạ. Màu xanh rêu và tông màu be. Hồng tím ạ, xanh rêu với màu be ạ. Len pha sơ mi cho em các chị nhá. Đây chị này, hàng loại 1 luôn ạ. Chứ em không bán hàng loại 2 cho các chị đâu. Các chị nhìn chất lượng cho em với ạ. Các chị chất lượng cho em này. Đó. Mã hàng lên trên là đỉnh 2 cộng số điện thoại. Mình chốt đơn hàng mã này ạ. 45 đến 65 cân em chốt các chị yêu nhá. Rồi ôi bây giờ mà bán hàng mà lừa đảo ấy là không có tâm ấy thì sẽ không bao giờ đứng vững được trên thị trường chị ạ. Tại vì là chỉ lừa được khách một lần thôi. Lần sau là không có lần thứ hai nữa. Sau là không có lần thứ hai nữa. Rồi là khách hàng lại bảo nhau đúng không? Ví dụ như một chị ở trong cơ quan hay ở trong công ty mà chị đã phải mua một cái hàng đểu của cái shop nào đấy thì các chị tự dưng các chị khác bảo nhau thôi. Đấy, hoặc là một chị đã ở trong công ty các chị mua hàng đẹp thì các chị tự giới thiệu cho nhau là ừ, mình mua ở cái shop này đẹp lắm, đấy vào đấy mà mua. Thì là nói chung là tiền nào của đấy, đấy chứ ạ, nhận hàng bốc hàng kiểm tra cho em là mình gọi là mình yên tâm. Áo vest em có vest dạ đấy chị gái ơi, mã này các chị lên đơn hàng cho đỉnh 2. Đỉnh 2 cộng số điện thoại cho em ạ. Màu ở bên ngoài nó sẽ đậm hơn trên line một tí các chị nhá, một tông đấy ạ. Đây màu xanh là xanh thể gọi xanh lá, xanh rêu ấy. Đấy chạm màu xanh cho em này. Và tông màu B. 3 màu các chị ơi ạ. Đỉnh 2 cho em ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn ạ. 310.000. Hàng loại 1 luôn các chị nhá. Hàng này nó sẽ có hàng nhái. Hàng nhái nó chỉ có tầm khoảng là dưới 200.000 thôi. Đấy chạm hàng loại 2 nó chỉ dưới 200.000 một cái thôi. Các chị nhìn hàng cho em này. Ok chưa ạ? Em kỷ niệm các chị giá 310.000. Sờ chất len cho em ạ. Đấy chạm sờ chất len nó đỉnh cao này luôn. Các chị nhìn cho em ạ. Chọn mã nhanh tay cho em mẫu này ạ. Mã hàng cho là đỉnh 2 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Hồng em mặc là kiểu màu hồng tím nhá. Màu bên ngoài nó sẽ đậm đậm một tí đấy. Không phải là màu sáng, màu hồng phấn đâu các chị nhá. Đó, màu rêu cho em này. Màu rêu ạ. 65 cân, 1m50 chị ơi. Cái này các chị cũng mặc dễ mà tại vì nó là áo len. Đấy chứ, áo len nó sẽ pha sơ mi. Các chị mặc đi làm đi chơi gọi là rất là xinh. Đấy chứ, và nó gọi là trông nó rất là lịch sự. Các chị nhá, đỉnh 2 cho em ạ. Đấy, pha cổ sơ mi này các chị này. Nói chung hàng đẹp, các chị nhìn cho em cái mix sơ mi của nó, chất nó rất là đẹp luôn, nó rất là mịn đấy chị nhá. Chị Nguyễn Thị Kiên ạ, chị Hương Nguyễn chốt đơn hàng ạ. Chị nhận được áo VIP 1. Màu xanh đẹp quá cho chị, cảm ơn nhân viên nhà em chốt đơn nhiệt tình. Khách hàng và gửi tới em Huyền hai con nhé. Huyền hai con là Huyền. Nhưng em có một cái Huyền hai con, một cái Huyền ba con. Thế là Huyền hai con là Huyền giỏi. Ok, em cảm ơn chị nhá. Đây em thử mặc màu rêu các chị mình xem luôn ạ. Ok, chị chốt luôn tại vì mẫu này không có nhiều, mỗi mã áo len hôm nay nhà em nói chung là bây giờ không đóng được nhiều ấy, lên cả 3 màu luôn. Ok chị ạ. Đây, lên 3 màu thì hơi bị lâu một tí. Chị Hải Hồng em cảm ơn chị nha. Hôm nay rất là nhiều khách phản hồi đã nhận được hàng đẹp đúng không? Đợt này cuối năm rồi mà em săn được nhiều cái mẫu đẹp ấy chị, mà giá nó lại rẻ nữa.
len này len ép các chị này, để cho len ép mặt len nó mịn, đỉnh hai trên màu rêu ạ. Bổ luôn nhá. Đó, đỉnh hai màu rêu và cộng số điện thoại cho em. Bộ này các chị phải tầm 45 cân nhá, 45 cân hay 65 cân. Rồi em chốt bên trên rồi nhé. Ok, em nhớ để lại số điện thoại cho nên mình chốt đơn hàng nhá. Đỉnh hai cho em ạ, 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Xanh rêu ạ, chị ơi 310.000. 310.000. Màu be cho em này các chị này. Đây là màu be cho em các chị nhá. Đó, mặt len cho em này. Nó rất là đanh với mịn ạ. À, chị Thùy Dung ạ, kiểm tra đơn hàng này. Đấy chị ạ, chị Nguyễn Tuyết Mai chốt đơn ạ. Lên bách dạ đi ạ. Bách dạ em nữa, em lên được 4 mẫu. Tí em sẽ lên tiếp ạ. Có áo len trung niên không ạ? Có, em có chị ơi. Em để em thở đã. Cái gì cũng có, nhiều. Cái gì cũng có, nhưng mà các chị cứ bình tĩnh nhá. Tại vì một mình em thì nó sẽ lên hơi lâu ấy. Chị Sơn Thủy ạ, chị Liễu Bùi ạ. Em chốt đơn hàng này. Áo vest à? Áo vest bây giờ thì em đang lẻ sai. Áo vest hiện tại bây giờ đang lẻ sai. Mã này các chị lên đơn hàng cho là đỉnh 2 cộng số điện thoại cho em với ạ. Đỉnh 2 kèm số điện thoại ạ. Chị Hiên Đào, chị Trương Mân, thế thì hôm nay ạ, các chị đã nhận được áo len nhà em rồi nhá. Thì hôm nay ạ, bác nào có đơn hàng, em kỷ niệm các chị một mã này ạ. Giảm các chị sập giá luôn đi chị ơi. Một mã len pha lê đi. Chị xem em cái mã nào có số lượng một tí đi. Không có lại chốt cái mã mà có ít thì ngày mai chị được chị không là buồn lắm. Đấy. Chị sao ở trong kia xem có mã này không nhá. Có. Ồ. Phát lên được em tí chị ơi. VIP 1 không thấy gọi chán quá, bị hết hàng đấy chị ơi. VIP 1 em hết sạch chị ơi, còn đúng một cái màu trắng. Chị Phạm Ngọc ok chút đơn hàng ạ. Nhà em vẫn ship miền Nam chị ơi. Nhà em vẫn ship đơn hàng miền Nam ạ. Chị Nguyễn Hào ok chút màu B này. Len khoác bình tĩnh chị ơi, nhà em rất là nhiều mẫu len khoác luôn. Chị Thiết Nguyễn ok chút màu B chị nhá. Đây màu B cho em ạ. Màu B này, màu hồng tím này, với lại tông màu xanh rêu, 3 màu ạ. 310.000 chị Hải Yến ơi, 310.000 đồng ạ, hàng loại 1 luôn các chị nhìn hàng cho em này. Đó, chuẩn chất lượng cho em các chị nhá, chuẩn hàng hãng các chị mình luôn. 310.000 ạ, khoác chữ D em còn. Khoác chữ D còn, khoác chữ D mình bán được mấy ngày nhỉ? Ở chữ D xem hôm nay về được nhiều không? Rồi đỉnh 2 cho em. Hết tiền vẫn phải xem em mặc gì cũng thế đẹp. Cảm ơn chị Hương Phạm nhé. Đúng á. Đây các chị này. Thế thì hôm nay nhá các chị nhá, một mã len, hàng cũng hàng len cao cấp ạ. Em kỷ niệm các chị lấy kèm đơn hàng luôn nhá. Đây những cái dòng này thì ai cũng mặc được. Trẻ mặc được, trung tuổi mặc được cho em. Các chị nhìn mặt len cho em này, màu hồng này. Để chạm mã này các chị comment cho là đỉnh 3. Đỉnh 3 và cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Bao nhiêu chị đã nhận được áo len nhà em rồi? Để chạm cũng là đợt trước cũng là hàng hơn 300, nhưng mà em bây giờ là cái mã này em còn ít. Khách mặc đẹp do thẩm mỹ của em Loan đây, chị thấp mặc cũng rất đẹp, em cảm ơn chị ạ. Nói chung là em lấy hàng em cũng phải chọn chất rất là kỹ luôn, chứ em không lấy kiểu là lấy aloso cái gì em cũng bán trên live được. Tại vì là lấy về cái hàng mà chất lượng nó xấu thì bán mất khách lắm. Đây các chị nhá, mã này các chị coi là đỉnh 3, ngày nào cũng phải xem shop em, cảm ơn chị ạ. Đây màu hồng này, mẫu này có tổng của bao nhiêu cái chị? Đây len này cho em nó rất là dễ mặc, kiểu đơn giản các chị nhá, đơn giản dễ mặc luôn ạ, chất đẹp. 300 mấy người sale bộ này nhá. Đấy không? Giá đầu 1 luôn. Để chạm đầu 1 luôn ạ, các chị màu hồng ạ, 65 cân đổ về em chốt đơn ạ, 45 đến 65 cân nữa chị nhá. 45 cân đến 65 cân đổ về các chị nhìn mặt len cho em ạ, toàn bộ của nó len pha lê ép. Đấy, em tặng các chị luôn ạ. Chị mua dễ vậy thì giảm giá ưu tiên. Ok luôn nhá. Chị mở hàng cho em con này lấy vía đi. Em tặng luôn khách hàng 150.000 một cái. Được chưa ạ? 150.000 đồng em hứa luôn ạ. Mã này em chỉ bán kỷ niệm với các chị giá này thôi. Mẫu em mặc là màu hồng. Đây là màu màu này là màu trắng kem cho em ạ. Màu trắng kem này, đỉnh 3 màu trắng kem này. Đỉnh 3 cho em ạ, tông màu màu nâu tây. Được chưa ạ? Đỉnh 3 cho em ạ, tông màu nâu tây này. Đó, đỉnh 3 cho em ạ, tông màu đen ạ. Cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ, 150.000 đồng một áo. Em tặng các chị nhá. Trời ơi Loan nhà em Loan đẹp thế chị ơi, bao nhiêu chị đã nhận được áo len nhà em rồi ạ các chị này. Cái mã này nhá. Được chưa ạ? Đợt đầu nhà em về em bán các chị là 219 đấy là còn được giá sale rồi nhá. Đấy, áo len mình mua rồi đẹp lắm, cảm ơn chị luôn. Ngày hôm nay tặng các chị luôn 150.000. 150.000 các chị gọi là chốt cái hàng đợt trước của nó giá cũ cũng là hơn 300. Đấy, mẫu này cũng còn gọi là nó còn nhiều hơn cái mã khác một tí thôi, nhưng mà nói chung là bây giờ nó còn số lượng ít. Chị Thiên Nga cho em số điện thoại với chị ơi. Đây chị này, màu này của nó là màu kiểu là màu 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 be đậm ấy, thì em cứ gọi là màu nâu tây ấy nhá. Đây là màu nâu tây này.
Đây là màu trắng kem cho em ạ. Màu trắng kem này. Đó, em mặc là màu hồng đấy chị nhá. Chị ơi, áo len nó sẽ là một size. Màu size ạ, co giãn ạ. Các chị tầm 65, 65 cân đổ với em chốt đơn ạ. Mã này các chị lên đơn hàng cho là đỉnh 3 cộng số điện thoại ạ. Hàng này em nó đẹp quá luôn, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị gái. Chị Phạm Huệ ạ, Phạm Hồng Thuận chốt đơn hàng ạ. Màu cam em có màu cam chị. Màu hồng này em mặc này. Màu này em gọi là màu nâu tây. Để chị ạ, màu nâu tây cho em ạ. Bên ngoài nó sẽ đậm hơn trên line một tí đấy. Đây là màu kể là màu trắng kem. Để chị ạ, em gọi màu là màu trắng kem này, nâu tây này, hồng này và màu đen ạ. Có 4 màu đó các chị nhá. Nó chỉ có 4 màu thôi. Đấy, 150.000 một cái. Ok chị ạ, 150.000 đồng ạ. Dưới 65 cân đổ về, chất gọi là chất nó quá đẹp luôn ạ. Cái sợi len nó sẽ ánh ánh như kiểu là cái pha lê ấy. Đấy thì nó có tên gọi là len pha lê. Đấy chị ạ, đỉnh 3 và cộng số điện thoại cho em ạ, 150.000 đồng ạ. Em qua mẫu luôn này. Xin phép các chị là em chốt giá đẹp luôn ạ. Cái mã quắc chữ D này thì à, biết rồi nhưng mà bây giờ vừa bán hôm qua giá khác mà hôm nay mà sale cái là khách hàng nhiều nhiều chị kiểu là các chị hay tị. Các chị bảo là chị chưa nhận hàng mà đã xả giá rẻ rồi thì thôi nhá. Đó. Em chỉ sợ là xả giá rẻ các chị nhiều chị chưa nhận được hàng các chị bo mềm chết. Thấy chưa? Các chị lại bo mềm chết. Tiếp các chị một mã áo len đẹp đi. Để chạm một con áo len hãng FC luôn này. Để chạm một con len hãng của FC luôn ạ. Nào đưa chị xem cái màu này. Cái này đây có mấy màu đây? 4 màu. Ôi các chị ơi, đẹp cho các chị luôn ạ. Tiếp các chị một len hãng mới về nhá. Chất len tuyệt vời, em cảm ơn chị yêu. Rồi em qua mẫu này. Gì? Chị đều đùa em thế mà giờ. Đây, em ném thật lại bảo là con này nó đều. Các chị ơi ạ, tiếp theo các chị nhá. Áo đá nữa, bình tĩnh cho em ạ. Tiếp một áo len nữa xem áo đá. Chị Thanh Thảo comment lại mã hàng cho em với ạ. Comment 150k nhé, em sẽ không lên đơn được như thế chị ạ. Áo len VIP 1 em hết hàng chị ơi. Bây giờ có về được hàng đâu. Đây này, cái mẫu này cũng có được một tí. Đấy chị ạ, mẫu này cũng về được một tí luôn. Hãng FC cho em, mẫu này các chị có là đỉnh 4 ạ. Đỉnh 4 cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn. Em đang có màu này là màu vàng đậm các chị nhá. Màu vàng đậm này. Màu xanh coban cho em ạ. Màu đỏ này và tông màu nâu. Em có 4 màu các chị nhá. Em có 4 màu của hàng len hãng ạ. Đấy chị ạ, 4 màu của hàng len hãng luôn ạ. Xem nào, con này chốt các chị giá bao nhiêu được. Em tặng các chị 299.000 đồng đi. 299.000 đồng ạ. Đỉnh 4 cộng số điện thoại cho em ạ. Chị yêu nào mình nhanh tay mình có đơn. Em hứa luôn đấy. Chị chưa mua được áo khoác len chữ D à. Thực ra là Em đang muốn nhiều thứ. Thôi em không nói. Em nói tí nữa em cho các chị một mã giật mình luôn. Đấy chị này, màu nâu cho em các chị nhá. Khoác len xịn các chị mình này. Đấy, hàng lên hãng luôn ạ. Đỉnh 4 ạ, màu nâu này. Đỉnh 4 cho em ạ, màu xanh coban. Mỗi màu có 5 cái. Mỗi màu có 5 cái các chị ơi ạ. Đỉnh 4 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Đẹp dã man luôn ạ. Chị Thanh Thảo chị comment thế không bao giờ chốt được đơn. Chị cứ comment là áo len 150k rồi là áo 150k à, cái mã đấy là mã đỉnh 3 chị nhá. À, đúng không? Đỉnh 3 đúng không? Đỉnh 3. Rồi cái áo mà len 150.000 là mã đỉnh 3. Chị phải comment đúng cái mã hàng ấy. Không ngày mai chị không nhớ mã nào là nhân viên em sẽ không chốt được đơn cho chị. Rồi chị Trang Nguyễn em thấy chị ok luôn ạ. Đấy chị tính mắt dã man luôn. Cứ hàng lên nào FC, hàng lên hãng cái là chị rồi chị chốt luôn này. Đấy chị ạ, nhìn qua các chị biết ạ. Các chị mua rẻ nhất ngoại trường là 380. Áo len có chữ B ở ngực ok. Hôm nay về được thêm một ít nữa thôi. Hôm trước là bị hết hàng, hôm nay về thêm. Mã này các chị có phải là đỉnh 4 ạ. Đỉnh 4 cộng số điện thoại cho em ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn ạ. 47 cân đổ lên các chị nhá. 47 cân đến 65 cân. Đây màu đỏ cho em này. Đấy chị ạ. Màu đỏ có nhiều không? Đây màu đỏ này. Đỉnh 4 cho em màu đỏ ạ. 299.000 đồng ạ. Ôi em mong mãi khoác chữ D mà cứ hết hàng á. Hôm nay có. Nhưng mà đang bán 350, đang sale 350 rồi. Cứ sale bán 350 thôi. Hôm nay thế cho các chị giá rẻ hơn 10.000 cái đi. Đó, tại vì là bình thường là hàng 52. Bình thường là hàng 52. Đỉnh 4 cho em. Chị Thúy Diệu em nhìn đến chị nhá. Chị cứ lên mã hàng cho em này, em nhìn đến các chị hết luôn ấy. Chị nào đang thừa sao dư sao cho em xin sao các chị nhá. Đấy chứ, cho em xin sao lấy động lực. Đỉnh 4 chị Yến Yến này. Đấy, chị đặt khoác chữ D mấy lần mà không được nhé. Chị Trang Trạng không được chốt mã chữ D à? Tại vì là cũng phải thôi, tại vì em thấy là người ta xỉ 480 rồi.
470, 480 mà em sale 350 là các chị đã mua rất là nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay chị nào mua thì các chị em tặng các chị giá rẻ hơn thêm một tí nữa được không ạ? Tại vì nhà em bây giờ cũng không còn hàng ấy. Các chị nhìn màu nâu cho em là đỉnh 4 này, đỉnh 4 nâu này, đỏ này, xanh coban này và tông màu vàng. Lên đi chị yêu rồi, ok. Thì các chị thích mã nào em chiều nó các chị mã đấy. Thế chị ạ, hôm nay rẻ hơn thêm 10.000 nữa nhá. Được không ạ? Các chị comment là khoác chữ D cho em luôn. Bắn luôn đơn khoác chữ D cho em ạ. Em qua mẫu này này. Dì lê em không chị ơi, dì lê em hết rồi. Thế nào chị Hoa còn 3 màu này. Thế trên kệ còn tí nào không? Thế hết nhá. Hết xanh thì xanh luôn đúng không? Rồi, thế thì giảm cho các chị thêm 10.000 nữa. Rồi chiều nay nhận được áo rồi, ưng lắm ý, cảm ơn chị, ưng ý lắm, cảm ơn chị Dung Trần. Chị thích áo khoác chữ D kiểu nó đẹp rồi, ok luôn. Các chị comment mã này là khoác chữ D và kèm số điện thoại. Hôm nay tặng các chị luôn giá 340.000. Ờ, chị ơi, chị Trương Vân ơi, em đang bán cái áo đỉnh 4 là 299, giờ chị thích mua 310 đúng không? Đấy, chị comment hẳn là đỉnh 4 310.000 đúng không? Xanh cô ban. Chị cho em thêm 10.000 này chị. Đỉnh 4 em bán có 299.000 đồng thôi. Chị lại comment là 310.000, thế thì cho em thêm 10.000. Ok, em cảm ơn chị yêu rất nhiều. Đấy, em xin luôn. Đấy chị này. Khoác chữ D kèm số điện thoại, mình chốt đơn mã này cho em. Đấy các chị ơi ạ, 340.000 ngày hôm nay. Nhớ cho em là ngày hôm nay là ngày 11 tháng 1. Đấy, em mới giảm cho các chị thêm 10.000 nữa. Chứ còn ngày hôm qua vẫn đang bán 350 nhá. Còn bình thường giá cũ ở 520. Giá cũ là 520. Ngày hôm nay tặng các chị mức giá khoác chữ D đúng không? Khoác chữ D cho em ạ, 340.000 đồng. Em có màu đỏ này, để chạm màu nâu này, và tông màu vàng ạ. Chị ơi, chị uống nhầm, hôm nay hình như là có cả màu đen nữa mà. Thiếu màu đen của em rồi. Đợi em tí. Có màu đen đấy không? Không. Có cả màu đen nữa, có cả màu đen nữa. Đợi em tí em lên luôn. Đấy, phụ lai kiểu này chết dở em rồi, còn màu đen nữa cơ mà. Màu đen dưới 58 cân. Hôm nay dưới 58 cân thôi. Dưới 58 cân em chốt đơn ạ. Có cả cái màu đen nữa. Các chị nhanh tay mẫu này, tại vì là chuyến này nhẽ còn tí thôi chị ơi. Đấy, màu vàng đấy. Ui thấy chị ơi. Treo ở trên này mà mình không nhìn thấy. Khổ thân con bé gầy, đã gầy lại mất. Đấy, đã gầy lại còn mất đi nhiều. Sao chị không vào được là sao chị Đào Thắng ơi. Mãi đây các chị ơi là khoác chữ D ạ. Hôm nay chị được váy len cúc rồi đẹp lắm. Em cảm ơn chị Phạm Vân nha. Chị Thu Nguyễn ok chốt khoác chữ D ạ. Chị ơi phong này là phong nhỏ hơn nhá. Các chị 40 cân đến 58 cân em chốt đơn. Đấy chứ ạ, 40 cân đến 58 cân là chị nào người gọn các chị dưới 60 cân cho em. Đó, khoác chữ D cho em ạ. 340.000 đồng một áo. Các chị nhìn cho em ạ, tông màu đen của nó này. Đấy, tông màu đen cho em nhá. Phong này rất là trẻ trung luôn ạ. Đây màu nâu cho em ạ. Ôi lấy chị màu nâu treo như kia này thôi. Còn đôi trên kia hết đúng không? Đây là toàn bộ hàng loại 1 luôn ạ. Bằng len chị ơi, len ép. Nó là len ép chị gái. Bây giờ các chị chọn thì nói chung là nó vẫn còn đủ màu một tí đấy. Khoác chữ D cho em ạ, 340.000 ạ. 340.000 đồng một áo. Các chị nhìn mặt len ép cho em này. Rất là xịn luôn các chị nhá. Toàn bộ của nó là hàng loại 1. Ok chị ạ, toàn bộ hàng loại 1 luôn ạ. Len ép xịn sò luôn ạ. 70 cân thì tí em sẽ lên các chị mã khác. Đấy chứ ạ, nó sẽ có sai các chị 70 cân. Chị Quyên Thị Nguyễn chốt đơn ạ. Ủa nhiều chị nhận mã này xong là hôm trước em bị hết hàng nhưng các chị không thấy gọi chốt đơn. Các chị đang bảo là chị đặt mãi mà không được cái mã này đúng không? Đây này, màu nâu cho em này. Đó, màu nâu cho em các chị nhá. Khoác chữ D cho em ạ, tông màu nâu và kèm số điện thoại ạ. Toàn bộ khoác len S của hàng loại 1 luôn. Nâu đậm cho em này. Bò co giãn 60 cân em có chị ơi, tí em sẽ lên luôn. Chị Nguyễn Mị rồi ạ, chị Trung Quân chốt đơn hàng ạ. Khoác chữ D và kèm số điện thoại cho em. À, giá cho các chị ngày hôm nay là 340. Chất áo này đẹp lắm chị ơi, bây giờ em còn ít nhá. Nên là các chị mua trước, các chị đừng bì nhá các chị nhá. Đừng bì với cái giá hôm trước, tại vì là hôm trước em về được số lượng nhiều. Nhưng bây giờ nhà em còn sót một ít thôi thì em tặng các chị nốt là giá 340. Đấy, hôm trước các chị mua giá cao hơn một tí thì các chị mình thông cảm giúp em với, tại vì hôm nay đã là mùng 9 âm lịch rồi. Thế em bán đến tầm khoảng là một tuần nữa là em nghỉ Tết rồi các chị ạ. Đấy, chị thích áo chữ D nhưng không vừa đúng không? Mã này chị nào dưới 60 cân các chị chốt đơn nhá. 40 cân đến tầm 58 60 cân thôi. Khoác chữ D ạ, kèm số điện thoại cho em mình lên đơn ạ. Đây màu này là màu đen cho em ạ, màu vàng nữa. Đấy em cái màu vàng. Cho các chị xem màu vàng luôn đi. Khoác chữ D cộng số điện thoại cho em, khoác lên ép này. Cầm một nặng tay như thế này luôn ạ, 520 rồi sale một phát xuống ạ, 340. Sale một phát xuống 340 luôn ạ. Đấy, ngày mai lại còn đúng cái túi luôn ấy.
chị em mình ngày mai nhanh tay nha. Chị nào không chốt được thì thông cảm giúp em với. Tại vì hàng em không về nữa. Hàng em bắt cắt mẫu luôn, không về hàng nữa. Đây em tím lên áo đá luôn. Phong ngắn hàng đẹp em có chị ơi. Đây các chị này. Lấy cho em áo ren đi chị ơi. Lên áo ren nhá. Đợi em lên áo ren rồi áo đá tiếp theo các chị luôn. Chị Vân Mai ok quá, chữ D ạ. Chị ơi màu đỏ cam nhá, không phải màu cam đâu. Với ngoài của nó là màu đỏ đậm, gần như cả màu đỏ cam ấy. Nếu không phải là đỏ chót, nó là tông màu đỏ đậm cho em ạ. Quá chữ D ok chị Thu Huyền. Chị Nguyễn Huệ chốt đơn hàng ạ. Rồi em qua mẫu luôn. Em qua mẫu luôn chị ơi. Form dáng rất là trẻ trung luôn. Form dáng trẻ trung. Khoác chữ D và kèm số điện thoại cho em với ạ. Chị ơi cái điện thoại em đâu đi. Rồi cho các chị thêm một mã nữa nào. 738 bỏ qua này cho em đi. Lên các chị một cái mã áo đá đi nhá. Ôi áo khoác thì đó là một size chị ơi, nó không có size nhỉ, tất nhiên cái form này sẽ là form nhỏ, ai cũng mặc được chị ạ. Nói chung là cái dưới 60 cân, từ 40 cân đến 60 cân em chốt đơn. Đáng nghĩ chị rồi ok chị ạ. Được chưa, em lên các chị một mã khoác, mã này là khoác chữ D, 340.000. Ôi dồi, cho các chị gọi là đi khảo giá thị trường thoải mái luôn mã này. Nếu chị nào mà khách mà chưa mua hàng em bao giờ để cho các chị thoải mái tham khảo cái mã này luôn. Thế thì cái khoác K14 ấy, K14 nhà mình có còn hàng không? Đây, tiếp theo các chị mã này đi, 8705 đi. Chị ạ, một tiếp mã áo đá nữa luôn nhé chị ơi nhá. Tiếp một mã áo đá nữa luôn. Mã này cũng có ít, 8705 này cũng có ít. Ok chị ạ, mã này các chị comment là mã 705. Để chị ạ, tiếp các chị một cái áo đá, áo cổ sơ mi luôn các chị nhá. Để chị ạ, một cái mã áo cổ sơ mi luôn này. Ô, nó là áo sơ mi dài tay. Áo sơ mi ren. Nó là mã áo sơ mi ren nhá các bác ơi ạ. 3 size. Tay điệu nhỉ. Đây, đá màu cho em các chị này. Một con sơ mi. Quần bò baggy á, quần bò baggy thì đợi em một tí để em tí em kiểm tra, tại vì quần bò em chưa soạn được mẫu ra đây đâu chị ơi. Quần bò đang vẫn ở trong kho cho em soạn mẫu chưa được nhá chị nhá. Đây, đá màu này. Cái này mặc được cả đông cả hè luôn. Mã này mặc được cả mùa đông mùa hè, tại vì nó là ren hai lớp. Để chặn nó là ren hai lớp, áo hay dây mặc chị tìm một em xem áo hay dây em để ở đâu vậy. Quắc lên Tri Ân á, nhà mình còn không? Chị tìm một em luôn đi. Xem Tri Ân nó còn bao nhiêu mã cho các chị nốt giá đẹp đi. Tri Ân này mình xem có treo không phải không? Không. Tri Ân có treo. Đây này, Huyền này. Đây này, Huyền ơi, treo ở trên này này. Mã này các chị lên mã này cho em là áo đá cổ lộ em có. 705. Mã này các chị comment cho em là 705 và kèm số điện thoại nhé các chị nhé. 705 cộng số điện thoại cho em ạ. 185.000. Em có sang các chị 40 cân đến 65 cân. Cảm ơn chị Ngô Thị Thái nhận được khoác len rồi, đẹp lắm ấy, cảm ơn chị yêu. Mã này các chị comment, đừng comment là sơ mi ren chị ơi, chị comment em là mã 705. 705 ạ, các chị nhìn cho em ạ, cái phần cổ đính đá chị này, phần cổ đính đá cho em ạ, mặc rất là sang luôn nhé chị yêu nhá. Mỗi này là 185.000 ạ, cổ lọ tí em lên sau chị gái ơi. Mã này các chị comment là 705 đi ạ, 705 và kèm số điện thoại cho em. 185.000 đồng ạ, đá đổi màu cho em các chị này. Đấy, sơ mi đá cho em các chị nhá. Cổ sơ mi. Đấy, chị áo sơ mi ren hai lớp cho em ạ. 705 rồi chốt. Ôi đẹp lắm chị ơi, 3 size MLXL. Các chị mình từ 40 đến 65 con em chốt đơn. Đấy chị ạ, mình vừa thoải mái cho em ạ. Ren co giãn cho các chị luôn, mặc rất là sướng. Mã này các chị mặc được cả đông cả hè. Đấy chị ạ, mặc được cả mùa đông cả mùa hè luôn. Mã hàng chưa là 705 ạ, cộng số điện thoại ạ. Áo đá cổ tròn đợi em một xíu chị ơi, nhiều mã lắm ý. Hôm nay rất là nhiều mã đẹp luôn, các chị mình cũng bình tĩnh chờ cho em một tí. Để chạy chị sang Triệu ạ, Trần Series ok chốt đơn hàng ạ. Chị Trương Vân chốt đơn ạ, 185.000 đồng ạ. Chị Nguyễn Dung ok em chốt đơn hàng ạ. Chị Đặng Trịnh ok này, đá đẹp quá các chị này, đá nó sáng, đá đổi màu cho em. Để chạy đá đổi màu ạ. Ơi, sao đấy? Còn bao nhiêu cái?
Mã này có ít thôi, mã này có ít. Ở chị Ân hôm nay chị Ân luôn à? À áo dây này. Đây áo dây, mặc áo dây 2. Áo dây 2 các chị lấy quần áo hai dây các chị này. Mã này có hai màu các chị nhá. Ơ, chị ơi, chị đưa cho em có một màu vậy. Màu đen chị đang mặc đây. Không, lấy cả màu đen đi, màu đen nó mặc bên trong ấy. Đây này. Nhìn như kiểu cái gói hướng dương ấy nhỉ. Đây cái mã chị Ân em còn có vài cái thôi, tổng bao nhiêu cái? Đây còn chục cái. Thằng ghế chị Ân ấy. Chục cái đúng không? Rồi còn tầm chục cái. Ba màu đây ra có màu be, còn một cái màu đỏ. Còn một cái màu đỏ này. Để chị ạ, còn một cái màu đỏ của mã chị Ân dưới 65 cân các chị nhá. Đấy chị ạ, từ 45 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. Chị Ân cho em ạ, tông màu be. Và chị Ân màu nâu em còn chục cái ba màu như này. Đấy, chục cái ba màu như này ạ. Đổi cái gì chị Thủy, nhà em có hỗ trợ đổi sai số mà chị. Chị Nguyễn Thủy ơi, chị để lại số điện thoại hoặc là các chị gọi vào số hotline giúp em với. Lúc các chị mà nhận hàng các chị không vừa ấy. Thế các chị gọi vào số hotline bên em giải quyết đơn hàng luôn. Đúng không ạ? Tại vì nếu mà chị gọi vào số của nhân viên thì máy lúc nào nó cũng bận. Tại vì nháy máy nhà em lúc nào cũng trong tình trạng mà gọi chốt đơn thì máy nó bận đấy chị ơi. Nên chị gọi vào số hotline giúp em với. Chị ngồi chốt ok em chốt đơn ạ, chị Nga Lê, chị Đặng Ánh chốt đơn hàng ạ. Nhà em có hỗ trợ đổi sai số mà chị. Các chị không vừa chặt thay rộng các chị gửi lại em đổi. Bán áo em mặc đi ạ. Áo em mặc là mã 705 chị. Đỉnh 4 màu nâu dồn đơn ok chị Thảo Linh. Áo em mặc là mã 705. Cách số điện thoại cho em 185.000 đồng ạ. Mã này em có sai các chị dưới 65 cân đổ về. Màu đỏ 65 cân à. Bây giờ nhá các chị nhá. Đấy nhá. Trước khi bán ấy, em cũng xin phép các chị luôn. Những chị nào ấy mà hôm trước mua giá mà vẫn giữ cái giá mà em sale rồi nhưng mà giá nó cao hơn ngày hôm nay. Đấy chứ ạ, các chị đừng thắc mắc nữa nhá. Đấy nhá, tại vì em bán cho nó gọn mẫu tại vì mỗi ngày em còn chục cái thôi. Em xả luôn các chị này. 320 luôn. Hôm nay là chị Ân thật sự luôn ạ, giá gọi là giá sập nguồn các chị ơi ạ. Mã này các chị gọi chị Ân màu B. Chị Ân màu B và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Đây các chị này, màu B ạ, form các chị dưới 65 cân đổ về các chị nhá. Dưới 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Khoác nhung em không hết hàng rồi chị ơi. Em xả lúc các chị là 320. Màu B còn mấy cái? Màu B còn nhiều. Chị ơi em tặng các chị nốt là 320 nhá chị nhá. 320. Dưới 65 cân ạ, các chị coi bên là mã chị Ân màu be và chị Ân màu nâu ạ, đỏ em còn một chiếc thôi các chị này, đỏ còn sót đúng một cái đang treo mẫu thôi, là hết hàng ạ. Chị Trương Vân ok chốt đơn hàng ạ. Đây các chị này, bây giờ em nó còn màu be màu nâu thôi, mỗi màu em còn tầm 4-5 cái là hết. Đấy, mỗi màu còn 4-5 chiếc thôi ạ, màu đỏ riêng màu đỏ còn mỗi một cái các chị nhá. Em sản lúc các chị là 320.000 ạ, hàng 520-550 nhà em đang bán, còn ngoại trừ các chị vẫn đang mua hơn 700.000 một cái. Các chị vẫn đang mua hơn 700.000 một cái. Để cho em tặng luôn các chị là 320.000 đồng. Dưới 65 cân em chốt đơn. Để cho chị Ân cộng số điện thoại cho em ạ. Chị Vũ Dung ok này, chị Quê Dương ạ, chị Kim Tuyến thôi em không đọc tên cái mã này tại vì nó còn có chục cái thôi. Còn có chục cái em sẵn luôn các chị luôn ạ, 320.000 em không đọc tên nữa nhá. Nhớ mà ngày mai là em đọc tên mà chị nào mà các chị không có là cái là các chị lại quay ra các chị lại bảo là em bán hàng gọi là câu view chết. Hàng em cũng có nhiều đâu các chị nhá. Của chị Hoa Hướng Dương ở Hải Phòng. Hôm nay có xem live của em không ạ? Chị Hoa Hướng Dương ở cái gì An Lão Hải Phòng ấy. Hôm qua ở Phương Trừ Nam đúng không? Hôm nay chị có xem live của em không? Hôm qua em mất thời gian chút đơn cho chị. Em bảo chị cọc tiền. À chị gọi điện cho em trước đúng không? Xong rồi chị nhắn tin mà em ơi, chị chuyển khoản em nhặt cho chị cái này. Cái ngày hôm nay em gọi chị gọi là từ sáng đến chiều tối không nghe máy. Không nghe máy. Chị lấy không lấy chị cũng phải bảo em một câu để em còn chốt cho khách khác đấy chị. Chị Hoa Hướng Dương ở Hải Phòng nhá, ở gì nhỉ? Phương Trử Nam ấy, cái gì An Lão Hải Phòng đúng không? Đấy. Không biết là chị có đang xem live của em không, tại vì nhà em có mấy chị nick Facebook là Hoa Hướng Dương nhưng có một chị ở Hải Phòng đấy. Em nói đích danh luôn trên live ấy, tại vì là đã gọi điện đến rồi xong rồi bảo em nhặt hàng, em mất công em nhặt hàng cho chị rồi xong là gọi điện cho chị lại chẳng nghe máy nữa. Áo em đang bận là mã 705 chị ơi. Ren cao cổ em có. Rồi chị bỏ mã này cho em ạ. Mã này có ít, có hơn 100 cái rồi. 75 cân à, để em xem đã. Nào, cho các chị mã chữ này đi. Chữ này mã gì nhỉ? 8709 này. 8709. Để em kiểm tra xem nó có bao nhiêu cái đã.
Mã này có ít này, có tầm 150 cái. 8709, các chị đem mã này cho em ạ. 8709 cộng số điện thoại cho em ạ, đá chữ các chị nhá. Đá chữ ạ, 8709 ạ. Đến xem giá tiền. Rồi. Mã này các chị đây là 8709 và kèm số điện thoại ạ. Đây các chị này. Chị nào không thích nguyên một màu đen các chị lấy cái mã chữ cho em. Mã này cũng có đủ size đủ số. 8709 và kèm số điện thoại ạ. Cho nó quay quay. Đấy, người thì được gọi chốt đơn xong là gọi lại thì chẳng nghe máy. Còn các chị thì mong mãi chả thấy gọi chốt đơn được ấy. Chị Trang Nguyễn ok em chốt đơn ạ. Đây cầm máy của Huyền xem. Đấy cái nhắn gọi vào máy của Huyền đi. Máy của em hôm nay em gọi máy 183. Đấy gọi bao nhiêu của không nghe. Đến nơi gọi thế làm sao mà bưu tá người ta gọi nghe máy để phát hàng được. Đúng không? Khó gọi như thế đến nơi bưu tá sao gọi được điện thoại để nhận đơn được. Đây chị này. Rồi ok chị Nguyễn Thị Nam. Gửi nhanh, ngày mai gọi vào số hotline để em hướng dẫn để đổi đơn chị nhá. Chứ nhiều chị là không biết các chị gửi chuyển phát nhưng là cước cao lắm đấy. Gửi chuyển phát nhanh có một cái áo mà 60-70 nghìn tiền cước là khó lắm chị ạ. Lúc đấy là nhà em sẽ khó giải quyết đơn ấy. Các chị gửi nếu mà các chị gửi chuyển phát thường thôi thì cước nó sẽ thấp hơn. Mã này các chị lên đơn hàng cho em là gì nhỉ? 8709. Các chị comment em là 709 thôi. 709 mà kèm theo số điện thoại ạ. Ôi các chị này, nhìn trên cái cổ của nó nhá. Để chạm 709 ạ, các chị comment là 709 thôi. Comment 3 số thôi, 3 số cuối thôi. 709 mà cộng số điện thoại cho em ạ, 3 size MLXL. Đó, ôi, cứ 8709 thôi, 8709 được. Các chị comment là 8709 luôn này. À, em dơ cái màu nâu thôi chị Hương Nguyễn ơi. Tại vì là cái màu nâu em chỉ còn có vài chiếc thôi mà. Được chưa? 8709 mã này cho em các chị lên đơn ạ. Đá đen em có. Mã này các chị ơi em lên từ từ. Tại vì nhiều mẫu lắm chị ơi. Mã này 8709 cho em ạ. 100. Ôi nghe giá của giật mình luôn này. 175.000 một áo. Em vừa đẹp vừa rẻ luôn các chị nhá. Cái phần thân nó là hai lớp này. Cái phần tay cũng là một lớp. Phần tay một lớp và phần thân hai lớp cho em. Các chị nhá, 8709 mà kèm số điện thoại mình chốt đơn hàng ạ. Form em chốt đơn các chị 40 cân đến 65 cân ạ. Từ 40 cân đến 65 cân em lên đơn. 8709 mà kèm theo số điện thoại ạ. Lấy chị một cái mã áo vest đi. V1 đi. Vest V1 đi em ơi. 8709 ạ. Sao không gọi cho chị nghe luôn? Là sao? Chị Loan Mai. Cái gì đấy? 709 hay 8709 cũng được. Còn 8709 là 175.000 một áo các chị nhá. 175.000 các chị này. Toàn bộ hàng mới về. Dạ 175.000 một áo ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn hàng ạ. 8709 và kèm số điện thoại cho em là mình lên đơn. Đó, các chị ơi vừa đẹp vừa rẻ luôn. Mắt em có tầm 150 áo các chị nhá. 150 áo ạ. Nhà may Hồng Nhung ok, chị Đinh Thảo em chào chị ạ. Chị Hoàng Linh ok em chốt đơn ạ. 40 cân đến 65 cân các chị này. Từ 40 cân đến 65 cân đổ với em chốt đơn mã này. Chị Nguyễn Ngân comment lại số điện thoại chị ơi. Comment sai số rồi, thiếu số điện thoại rồi ạ. Chị Hải Nga, chị Nguyễn Hiền, chị Hương Tài ok em chốt đơn hàng ạ. Em mời các bác uống nước cam Hàm Yên nhé. Cam sành Hàm Yên em mời các bác ạ. Ngày nào cũng phải có một cốc này, bổ sung vitamin. Da lúc nào cũng phải căng bóng, đẹp. Chị Huệ Đặng ạ, chị Lan Đinh ạ, chị Đặng Minh chốt đơn hàng ạ. 8709 ạ, có tầm 150 áo các chị ơi. Có size lớn để em chờ em ơi, để chờ em ơi, size lớn à. Cho mình xin khoác lên một form to đi. Khoác lên to ấy, cho các chị tầm 70 cân ấy. Khoác lên mà form to to ở ngoài kìa, nó còn có vài cái ấy. Cho các chị lấy, không có chị đợi lúc nãy giờ không có cái nào form to. Mai dưới 65 cân thôi chị ơi. 65 cân đổ với em chốt đơn ạ. 8709 và kèm số điện thoại ạ. 8709 và kèm số điện thoại cho em. Mã này còn nhiều H6 còn không? Đây là 8709 chị ơi. Cổ lông màu đỏ là G14 em ơi.
À, thế nên các chị muốn áo ren điệu điệu các chị mặc Tết đi. Đây. Cái kiểu này á, chị gì nhỉ? Chị Trang à? Chị Trang Nguyễn ạ, à? Kiểu gì chị cũng phải lấy này. Xinh đẹp dã man luôn ạ, à. Len hãng, à quên, cái này là ren lông cho em ạ, à. Ren lông các chị này. Ren lông 8709 em qua mẫu nhá chị nhá. Quần tất xị nhá, chị thích thì ngày mai em về một chuyến được không? Tại vì em lười bán quần tất quá. Em về hôm trước một chuyến là hết sạch luôn, không còn hàng ạ. Mã này các chị comment cho em là gì nhỉ? Đỉnh bao nhiêu đây? Đẹp chưa các chị ơi? Đẹp phải ve này, có hai size SM các chị nhá. Hai size là size S và size M ạ. Đỉnh 5 mà kèm số điện thoại ạ. Nhìn lại xem phải đỉnh 5 không? Đây ren lông các chị này. Ren lông hàng cao cấp luôn nhá. Đấy các chị về các chị mặc cho em những cái mã này cực xinh luôn. Đấy form cho lượng các chị 40 cân đến tầm khoảng 58 60 cân ạ. Cùng chị bằng em chào chị nhá. Áo chị mặc còn em ơi, mã hàng cho em là mẫu 8709. Áo em mặc là mã 8709. Chị Phùng Dựa à, Hùng Dựa ok chốt đơn ạ. Nguyễn Dung có lấy lên mã hàng với số điện thoại cho em đi chị gái ơi. Đây các chị này, nhìn hàng cho em với ạ. Đẹp quá các chị ơi, hai size SM. Để chị ạ, hai size SM ạ. Các bác lên chuẩn mã hàng và kèm số điện thoại cho em mà mình có đơn ạ. Ô mẫu này màu be không có nhiều đúng không? SM 2 size. Đấy, nâu này. Màu nâu cho em nhá, mẫu này ren lông ạ. Không, mã này mã mới về mà em. Mã này có trùng với mã hôm trước đâu. Ôi chị ơi, mã này không trùng với mã hôm trước, khác nhau hoàn toàn luôn. Đó, không giống tí nào luôn nhá. Đây, màu em mặc là màu nâu. Màu em mặc màu nâu ở 40-60 cân nhá. Nhưng em có áo cộc tay. Hàng hè nhà em có sẵn rồi các chị ơi, nhưng mà em đang bán hàng đông nữa, tại vì thời tiết nó vẫn đang lạnh ấy. Mã này các chị comment là đỉnh 5 ạ. À. Màu em mặc là màu nâu đấy các chị này. Màu nâu này, màu này là màu be các chị nhá. Màu be này, và đây là màu trắng ạ. À. Nâu be trắng ạ, hai size là size S và size M cho em ạ. 40 cân đến 60 cân. Xem mã này nào. Em cho các chị là giá 290.000 một áo. 290.000 đồng các chị này. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. 290 ạ. Đấy các chị ơi, nhìn cho em ạ, toàn bộ của loại hàng loại 1 các chị nhá. Toàn bộ hàng loại 1 luôn, nó sẽ có hai size SM. Các chị mình cứ từ 40 cân đến 60 cân em chốt đơn ạ. Được chưa? 40 cân đến 60 cân em chốt đơn hàng ạ. 40 cân đến 60 cân, đừng có bên là ren lông chị ơi. Chị Nguyễn Hương ơi, comment em là mã VIP nạ, à, quên đỉnh 5 cho em. Đỉnh 5 ạ, kèm theo màu số điện thoại cho em với ạ. Đây là màu trắng các chị này, màu trắng ạ, màu nâu và tông màu be nhá chị nhá. Rồi chị Quý Tuấn ạ, mã này em về được một ít, tại vì hàng này của em là hàng vượt gọi là nhanh mới có. Thì gần Tết bán những cái mẫu này rất là đắt hàng luôn. Dòng này thị trường vẫn đang bán rẻ nhất là 350.000 một áo. Được chưa ạ? Chị Phạm Tính ok chốt đơn đỉnh 5 này. Chị ơi lấy cái áo lông đỏ sau lưng cho em xem với. Hết rồi em ơi. Cái mã đấy lúc nãy khách chốt nhiều hết rồi. Bây giờ không lên mẫu đấy nữa. Lên là không có hàng chốt em ạ. Chị Đoàn Thị Phương ạ, chị Tâm Trịnh ok. Chị ơi chị Nguyễn Hồng comment em ạ, đỉnh 5 với ạ. Dưới 60 cân em chốt mã này các chị nhá. Dưới 60 cân em thử mặc cho các chị xem cái tông màu be này. Màu be có ít nhưng vẫn mặc lên các chị xem cái màu với form dáng của nó luôn. Cái đai của nó bo rất là chắc luôn ạ chị này. Rất là đẹp luôn ạ. Khánh Linh à? Khánh Linh là của à, Bồng Bống là Linh. Đây các chị này. Đấy, nó đi tiêm Covid về không biết là mai nó có đi làm được không. Chị Mỹ Dung ok chốt đỉnh 5. Chị Nguyễn Thoa, Đình Ngọc, Hồng Vân chốt đơn hàng ạ. Đây mặc là màu be các chị nhá. Màu be và đây là màu trắng. Trắng là một kiểu màu trắng kem kem ấy. Đấy ren lông lại mặc nó mềm lắm, nó không bị ngứa bị dặn một tí nào luôn á. Đó, hàng loại 1 lúc các chị nhìn qua cái tem mác của nó các chị biết nhá các chị nhá. Để cho chị nàng ngốc và chị Yến Yến này. À, tương tự mà 63 cân á, 63 cân thì được không làm sai L, chị ơi nó không có L XL. Nó chỉ có xa các chị tầm ở 40 cân đến 60 cân thôi. Chị cô út nhá. Chị Đinh Thân lại chị Hoàn Lê rồi ok chốt đơn hàng ạ, màu be này, có đây là tông màu trắng cho em. Tông màu trắng ạ, lấy chị một mã áo len ép này. Áo len mà có chữ B đá. Để xem hôm nay về được màu gì nhiều. Đỏ với màu gì. Đây các chị này.
Linh không đi được, chị nhắc bạn khác kiểu hết. Chắc là vẫn đi làm được chị ạ. Chắc vẫn đi làm được. Kiểu tiêm tiêm mũi ba nó bị sốt sốt thì nó đau ấy, nó đau người. Đây màu trắng cho em. Đây chạm màu trắng cho em ạ. 290 các chị nhá, đỉnh 5 ạ. Màu trắng kèm số điện thoại cho em ạ. 290.000 chị Thanh Tâm ơi. Chị Lương Lê ạ, chị Nguyễn Hiền, ok em chốt đơn hàng ạ. Có 3 màu cho em ạ, ren nó mềm lắm các chị này. Để chạm ren nó mềm lắm. Đặng Nga, chị Nguyễn Hải Hải, ok. Chị Nhàn Tô ạ, thôi qua mẫu đi chị ơi. Qua mẫu luôn đi các bác nhá. Lên áo size lớn đi em ạ, đợi em tí. Cái áo len thì có một size, nó form to thôi. Đâu, lấy chị con đấy đi. Lên tiếp các chị một áo len hãng đây cho chị này. Chị chặn lên tiếp các chị một mã len hãng, mỗi đêm cũng khác mà Huyền. Đúng không mẹ? Khác màu chị. Khác cái nơ của nó ấy, khác nơ ấy. Đúng không? Khác màu không? Khác màu chị ạ. Khác màu là nơ, nơ có thể là nơ Fendi còn như nơ LV này. Ba màu nó ba. Mấy màu? Ba màu đúng không các chị này? Mã này là màu gì? Đỉnh sáu. Đây là màu B này. B nâu với lại màu tím của màu nho ấy. Đấy chưa? Tím cẩm. Ừ, cái màu này màu kiểu màu cẩm cẩm ấy nhỉ? Màu tím cẩm ấy đẹp quá này. Cái màu này trông nó lạ lạ. Thì chặn nơ của nó nơ lụa cho em nhé. Pha rất là xinh luôn các chị này. Mã này các chị coi là VIP 6 á. À đỉnh 6. Đỉnh 6 và cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Đỉnh 6 và cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng các chị ơi ạ. Áo ren trắng á. Mai đỉnh 6 cho em đây từng mã một các chị nhá. FC cho em các chị này. Lên hãng ạ. Đỉnh 6 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Form này chốt đơn các chị từ 40 cân đến 60 cân nhé các chị nhá. Đỉnh 6 ạ, từ 40 cân đến 60 cân em lên đơn. Đó, các chị nhìn hàng cho em, đây màu nâu cho em này. Màu nâu đây các chị nhá, màu nâu ạ. Đây là em mặc là tông màu B. À, toàn hàng đẹp, em cảm ơn chị. Đấy, đây là tông màu kiểu màu tím, kiểu tím tím cẩm các chị này. Màu tím cẩm cho em ạ. Tông màu các chị lên mã hàng cho là đỉnh 6 và kèm số điện thoại ạ. Em tặng các chị mẫu này là 290.000. Đấy chứ ạ, 290.000 đồng cho là mã đỉnh 6 và kèm theo số điện thoại cho em với ạ. Đó, rất là xinh luôn các chị nhìn cho em ạ. Toàn bộ hàng len xịn, hàng len chất lượng các chị luôn. Cổ của nó, cổ nơ cho em nhá. Đỉnh 6 đúng không? Chị Bùi Thức, ok các chị chọn luôn màu em đi. Cái K14 này các chị em vẫn có màu đấy. Thì chị cứ lên mã hàng với số điện thoại đi chị Nguyên nhá chị nhá. Áo đá đen là đợi em tí chị Nguyễn Hạnh ơi. Chị Nguyên Hóa em nhìn thấy chị nhá. Mã này các chị có bên là đỉnh 6 á. Kèm số điện thoại từ 40 cân đến 60 cân em chốt đơn. 40 cân đến 60 cân em thử lên các chị xem cái màu nho này. Đấy chứ, cái màu kiểu màu tím cẩm ấy, rất là xinh luôn. Có áo đá cổ tròn các em có. Đây mã đỉnh 6 cho em ạ. Cộng số điện thoại cho em 290. Cái hàng này là áo len hàng kiểu hàng len FC ấy. Chất nó rất là đẹp luôn ạ. Đây. Màu này là màu kiểu màu nho ấy, màu cẩm cẩm một tí. Đấy, cái màu này ít khi nó có về hàng lắm. Thì nhìn trông kiểu nó màu nó lạ lạ ấy. Được chưa? Rất là sang luôn này các chị này. Em lại không khéo cái khoản thắt nơ. Màu tím cẩm ok chị Tính này, chị Đăng Phùng ok chút đơn màu be này, chị Hoa Tuyết ok chút màu nho này. Màu này em cứ gọi là màu cẩm nhá các chị nhá, màu kiểu màu tím cẩm ấy. Đấy, màu tím cẩm cho các chị biết là cái màu gạo cẩm rồi đấy. Đấy, hoặc là cái màu rượu cẩm ấy. Đấy các chị này, rượu cẩm nhớ cho em là rượu cẩm nét nước 1 đấy chị nhá. Cốt 1 cho em ấy. Rượu cẩm cốt thứ 10 là nó sự màu rất là nhạt luôn. Nhưng màu cốt 1 cho em màu tím rất là đẹp đúng không ạ? Đấy các chị nhìn màu của nó này. Đó. Mã hàng trên là đỉnh 6 kèm số điện thoại ạ. Dưới 60 cân em chốt các chị mã này nhá. Mã này các chị có phải là đỉnh 6. Chị ơi, chị Trang Nguyễn ơi, comment lại mã hàng cho em đi. Không có K14 màu tím nữa chị ạ. Mã này trên là đỉnh 6 ạ. 290.000 chị gái. Hàng của lên hãng cho em là các chị này. Để cho các chị nhìn hàng cho em mà các chị biết chất lượng rồi đúng không ạ? 290.000 đồng ạ. 290.000. Đỉnh 6 ạ. Màu tím cẩm. Màu tím cẩm. Chị Hồ Gia Phúc ơi, 290. Đây em có nâu be với tím nhé các chị nhá. Nâu be tím cẩm cho em ạ. Đỉnh 6 màu tím mà kèm số điện thoại. Màu tím đi xem có bao nhiêu cái. Em biết rồi nhưng mà nó có đủ trả cho khách không ý. Tại vì hàng này không có về hàng nữa đâu.
đẹp lắm các chị này. Chị Trang Nguyên ok chốt đơn ạ. Chị Nguyễn Thị Nhữ chốt đơn hàng ạ, đỉnh 6 ạ. Của nó cái phần này nó sẽ là pha lụa cho em nhá. Cái phần cổ pha lụa này và cổ nơ cho em chị nhá. Các chị thắt nơ rất là đẹp luôn ạ. Em lại không khéo cái khoản thắt nơ lắm cho nên là nó không lên được xinh này các chị này. Em kiểu thắt qua các chị xem cái form dáng của nó luôn ấy. Chị Trần Khuê rồi ok, Phạm Thị Tính chốt đơn hàng ạ, chị Nguyễn Hiền ok chốt đơn ạ, chị Tuyến Ngô chốt đơn hàng ạ, chị Nguyễn Vinh ok. Em lấy các chị thêm cái mẫu áo len áo đá đấy chị yêu nhá, 60 cân có vừa chị ơi, nó áo len mà chị. Áo len nó sẽ là pha cái phần ở giữa là xương à, cái phần là giữa nó sẽ pha lụa cho em nhá. Pha lụa rất là mềm luôn ạ. Chị Huyền Trâm ok, chị Vương Huyền chốt đơn hàng ạ. Rồi, cho em mọi người đi. Kẻ đi. Lên phố Sơ Mi đi, kẻ ô kìa. Ngoài kia. Nó có hai em mới. Con này là con này. Mày đi luôn. Này là con này à? Không, con đi kìa. Mang cái đấy đi, bốc cái đấy luôn này. Đấy. Ừ. Mà có cả mấy mẫu rồi, nó nhiều mẫu rồi. Nhưng mà đa số là có màu này đúng không? Ừ, đúng rồi, kẻ ô này xinh này. Ui, mắc một ôi, hàng. Toàn bộ hàng của Minh Phê cho em. Rồi đỉnh 6 em qua mẫu nhá. Phao dài em có. Em có phao dài. Để mai em lên phao dài ấy chị nhá. Paka em hết hàng rồi chị ơi. Paka em hết sạch rồi ạ. Tiếp theo mã này các chị comment là đỉnh 7 ạ. Đỉnh 7 và kèm số điện thoại cho em ạ. Quá đẹp luôn các chị ơi. Len ép tiếp này. Để chợ tiếp các chị một con khoác. À quên, một con áo len ạ. Phối cho em các chị nhá. Một con áo len phối ạ. Cái gì đây? Con xin mẹ đấy thích gì cầm tiền đi mà chọn mua trên mạng làm gì. Úi giời, kinh chưa? Mua trên mạng làm gì. Ok em chị này, mãi đỉnh 7 cho em ạ. Đỉnh 7 và kèm số điện thoại. Có rất là nhiều chị khi mà mẹ mua xong là bảo là mẹ ơi mua trên mạng làm gì, người ta lừa đấy, không cho mua, không cho mua. Thôi, tại vì là nếu mà cảm thấy không tin tưởng thì thôi chị ạ, không tin tưởng thì thôi. Đấy, cái lúc nào mình cảm thấy là ok, tin tưởng thì mình mua nhá. Được chưa, các chị nhìn cho em hàng này. Rồi ôi, không có hàng mà bán luôn ý. Sợ gì lừa đúng không? Bây giờ chẳng ai lừa được ai. Nhận hàng, bốc hàng, kiểm tra, không đúng như mẫu trả lại. Đấy. Mã này các chị yêu lên cho em là đỉnh 7 đúng không? Đỉnh 7 và cộng số điện thoại. Cái màu xanh thì xem có mấy chiếc? Hàng 3 chiếc. Cái mẫu này, cái màu này có 4 cái à? Cái màu này có tầm chục cái đúng không? Rồi. Ok chị ạ, đỉnh 7 cho em ạ. Em xem nào. Mã này chốt các chị 310.000 đi. 310.000. Đúng không ạ? 310.000 đồng ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn ạ. Từ 45 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Mã hàng cho là đỉnh 10 cộng số điện thoại. Màu này em à quên, đỉnh 7 cho em nhá. Màu này em gọi là màu nâu đi. Để chạm màu nâu và tông màu này tông màu xanh rêu cho em ạ. Xanh rêu với tông màu nâu hai màu ạ. Đỉnh 7 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn hàng ạ. Đó, đẹp dã man luôn các chị này. Mình muốn mua trên mạng nhà em loan mà không được, không mua được đây này. Đấy, nói chung là không phải đâu chị ạ. Nhiều chỗ shop người ta lừa ấy. Là nhiều người kiểu là người ta kiểu mất lòng tin ấy. Chỉ vì những cái shop người ta bán lừa đảo ấy. Những cái chỗ mà thường là kiểu chạy quảng cáo là hay bị thế. Nếu như bây giờ các chị mua các chị phải được kiểm tra hàng là các chị đã lấy, đúng không ạ? Đấy, không đúng như hàng quảng cáo các chị mình giả lại. Như thế là thoải mái luôn. Rồi, mua hàng là loan nhiều chưa bao giờ thất vọng, em cảm ơn chị ạ. Đỉnh 7 cho em ạ, 310.000 các chị nhìn cho em hàng này. Để chị ạ, nhìn chất len cho em với ạ, nhìn chất len cho em với các chị này. Mẫu này em có đúng 3 cái màu xanh thôi. 3 cái màu xanh của nó là màu nâu các chị này. Tại vì màu nâu em gọi số lượng hàng nó nhiều hơn. Nhưng mà màu này thì không có, không có. Em màu nâu cho em nhé chị nhá. Để chị ạ, 310.000 đồng các chị ơi ạ. 310.000 các chị lên đơn hàng cho là đỉnh 7 cộng số điện thoại cho em với 65 cho em chốt đơn ạ. Dưới 65 các em chốt đơn hàng. Được chưa? Hàng đúng như trên like các chị mình nhận hàng cho em ạ. Không đúng như trên like các chị mình giả lại. Ok chưa? Đây các chị này, lên ép cho em các chị nhá. Lên ép cho em ạ. Màu xanh có đúng 3 chiếc thôi. Dép lắm không có áo mà gửi cho em xin một cái. Em Hằng Lê ơi. Em Hằng Lê à. Cố gắng ăn uống cho đầy đủ em nhá. Chị Lương Lê rồi. Ok, chị Ngát Vũ chốt đơn hàng ạ. Loan ơi, phao 822 chị mà không vừa đổi cho chị nhé. Chị Nguyễn Thị Huế á, cho em số điện thoại hoặc là chị gọi vào số hotline đổi hàng chị nhé. Hôm nay chị được 3 đơn hàng đẹp lắm, em cảm ơn chị ạ. Chị Huế chưa ok này, đỉnh 7, ôi, mình màu xanh có đúng 3 chiếc mà chị. Màu nâu bên ngoài nó đẹp như này mà chị.
Đấy, màu này bên ngoài nó đẹp lắm ý. Cảm ơn chị Trang Nguyễn nhá. Có 310.000 ạ. Các chị mua hơn 400 giá thị trường. Những cái hàng này các chị đang mua 400.000 ạ, 400 đến 450.000 các chị nhá. Em tặng các chị cái giá 310.000 tại vì hàng em bán số lượng thôi. Chị Hương chị có đơn hàng ạ. Đúng rồi, tại vì chỉ vì cái lý do mà có nhiều shop là live chi một đằng là người ta gửi, người ta live là live hàng loại 1. Nhưng mà khi người ta gửi cho các chị, người ta sẽ gửi các chị hàng nó không, nó chỉ gọi là giống như trên live thôi, còn chất lượng của nó là hoàn toàn khác. Đó, chính vì lý do như thế mà nhiều khách hàng là mất niềm tin mà khi mà mua hàng ở trên mạng. Đó, chính vì những cái chỗ mà lừa đảo làm gọi là nhiều khách hàng gọi là cứ đánh đồng là ừ mua hàng trên mạng là nó hay lừa. Đúng không ạ? Nhưng mà các chị ơi, cứ mua hàng chỗ nào các chị cho kiểm tra hàng, các chị mình yên tâm. Để chứ ạ, không đúng như trên live các chị mình giả lại. Ok chưa ạ? Những cái đơn hàng mà anh em dưới 500.000 thì em sẽ không có cọc tiền. Đó, nếu mà chị nào mà chưa mua hàng em bao giờ, các chị mua thử một sản phẩm. Để chứ ạ? Đến nơi các chị nhận hàng, bóc hàng, kiểm tra hàng cho em ạ, có đúng như em loan bán ở trên mạng hay không? Đấy, xem có đúng như em đang quảng cáo hay không? Thì các chị mình nhận hàng cho em. Không đúng như live mình giả lại. Đâu có gì mà lừa đảo nhau đúng không chị? Chị Quý Tuấn ok, chị Bon Bon. Thùy Vinh Lương ok, chốt đơn ạ. Chị mã này em dừng nhận chốt nhá, tại vì là hết hàng rồi ạ. Hết hàng, không có nhiều. Đó, đúng hàng tem mác các chị nhận cho em ạ. Đúng hàng tem mác này các chị mình nhận cho em nhé các chị nhá. Ok chưa ạ? Mã hàng cho em ạ. Rồi cảm ơn chị Trần Toàn Trần. Cảm ơn chị Hiền Đặng nhá, chị mới mua em loan 1 tháng mà đã mê tít bán hàng. Chúc ta lớn để mua quần áo em loan à. Rồi ạ. Nghỉ thôi mai lại bán em ạ. Ôi chị ơi, em cũng tranh thủ mấy hôm nữa là em bắt đầu em nghỉ Tết rồi. Đấy, cố gắng là sang đây các chị mấy cái mẫu mà hàng đẹp đẹp để các chị diện Tết cho xinh. Đấy, lúc nào mà mặc thì nhớ cho em chụp cho em xin cái ảnh nhé chị nhá. Cho em xin một cái phản hồi ạ. Chất lượng rồi là đến là mẫu mã. Đấy, cho em xin một lời nhận xét chị nhá. Rồi em qua mẫu luôn ạ. Áo len cổ đẹp quá, em cảm ơn chị ạ. Ờ, xem nào. Ừ, lên một mẫu nữa đi. Một mẫu không có người cái màu đâu đâu. Đây. Mẫu đấy là đây này, đúng không? Đây này. Cái mẫu này xem nó về được bao nhiêu cái. Đây này. Kìa nâu một cọc kìa chị Hoa ơi. Đi đấy như kiểu là người gọi là bay bay đấy. Đây mẫu này với mẫu này nó khác gì nhau đâu, nó khác màu thôi. Mang sao đưa cho em mỗi một cái. Đây này. Đây các chị này, hôm trước về mẫu này hết sạch luôn này. Giờ chị mới được thăm em mà. Đấy, chị vào muộn thế. Đỉnh 8 cho em mẫu này ạ. Để chạm đỉnh 8 mà cộng số điện thoại ạ. Mẫu này hôm trước màu. Hả? Một màu rồi. Ồ, cái đấy là cái shop của Phen lần trước. Shop á? Chị shop một cái màu vàng á? Ủa hết sạch à? Bao tiền? Con này bán bao tiền? Rồi đỉnh 8 ạ. Huyền kìa, vào đọc comment của chị Loan Mai kìa. Cắt rồi. Mã này lên cho em là đỉnh 8. Cái này em về được màu nâu ấy nhá chị nhá. Để chạm về được màu nâu thôi, còn sót đúng một cái màu vàng. Sót đúng một chiếc màu vàng đấy ạ. Mã này em còn màu nâu, còn tầm khoảng là 8 cái màu nâu. Đó, đỉnh 8 màu vàng ạ, 310.000 một áo các chị nhá. Đỉnh 8 cho em màu nâu của cộng số điện thoại ạ. Để chạm nâu nó sẽ là pha B. No pha B này các chị này, dưới 65 cân em chốt đơn ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn hàng ạ, đỉnh 8 cho em ạ, 310.000 ạ, hàng của FC các chị nhá. Hàng FC cho các chị nhìn chất lượng của nó này, đẹp lắm, nó chất len của len F. Áo đá cao cổ đi, rồi qua mẫu này xin áo đá luôn. Nhiều mẫu lắm, chị thì bảo em ơi lên len đi, chị thì bảo em ơi lên áo đá đi. Chị thì bảo là em ơi lên cái nọ lên cái kia đi ạ, một mình em không xoay nổi. Các chị cứ bình tĩnh cho em với ạ, mình sẽ lên lần lượt các chị nhá. Đỉnh 8 trên màu nâu ạ. Đấy, chị thì em ơi lên khoác len có mũ đi. Xem nào, len khoác mũ nhà mình còn mẫu nào nữa nhỉ? Cắt 603 nhá, hết rồi nhá. 603 hết hàng rồi, hết rồi. 603 hết rồi. Nó bù hàng, K14 đi. Rồi, K14 đi. K14 đợi tí. Ôi, đỉnh 8 có đúng 7-8 chiếc các chị nhá. Có đúng 7-8 chiếc màu nâu thôi. Còn màu vàng có 1 chiếc hết hàng rồi ạ. Đẹp nhỉ. Rồi, nhìn nó sang cái này cơ mà các chị. Chị cái màu nó sang cái này luôn, màu vàng em hết luôn rồi chị ơi. Màu vàng hết luôn ạ, à. Biết thế trả rơi màu vàng lên các chị cứ tưởng màu vàng. Màu vàng này sót của mã VIP. Và sót đây chị Trang luôn này. Hàng này luôn đang săn thì tốt, chị sang hàng. Hoàng Lê Hồng Loan là sao? Hoàng Loan không phải Hoàng Lê Hồng Loan chị ơi, Hoàng Loan. Hoàng Loan. Chưa, Hoàng Loan chứ không phải Hoàng Lê Hồng Loan đâu chị.
Đúng á. Bịch 8 ạ, à, em hết đi chị nhá. 310.000 là hết hàng luôn này. Tiếp đi. Một mẫu áo đá nữa các bác ơi ạ. Rồi mẫu này đi, hôm nay về đủ size rồi. Hôm nay mã này em về đủ size rồi các chị này. Đây đá đen đây. Để em xem mã này về được bao nhiêu áo đã. Mã này các chị comment là đá 7, đá 37 cho em. Các chị có nhớ cái đá 37 này hôm trước về em về được nguyên size M không? Bây giờ nó về đủ được đủ size các chị nhá. Về đủ size rồi. Đó, các chị này, mã này các chị comment là đá 37 và kèm số điện thoại H6 còn, chị ơi đợi em tí. H6 còn. Đấy, hôm trước về các chị cứ hỏi cái mã này này, là em ơi bao giờ có size to? Mã này hôm nay về bù được size to rồi nhá các chị nhá. Về đủ size MLXL. Đấy chứ ạ, về đủ size MLXL ạ. Các chị mình lên đơn hàng cho em là đá 37 cộng số điện thoại ạ. Đấy chứ ạ, đá 37 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Các chị ơi nhìn cái cổ nó rất xinh luôn mà đá toàn bộ đá đổi màu các chị nhá. Đấy chứ ạ, đá đổi màu cho em ạ, 3 size MLXL. Đám ơi. Rồi, thoải mái luôn. Áo này hôm trước bán bao nhiêu tiền đây? Là 195.000. À đâu? 199.000 à? 199.000 ạ. Đá 37 cho em 199.000 đồng ạ. Rồi mình mua áo len nhà bạn rồi ạ. Chất lượng rất ok, em cảm ơn chị ạ. Rồi, mua hàng lan quá chuẩn lên đỉnh 9 đi ạ. Đợi em tí. Mã này các chị comment cho em là đá 37 và kèm số điện thoại ạ. Ủa cao này em vừa lên mấy mã chị ơi? Đợi em tí, chị Hải Nghi Nguyễn nhá. Mã này các chị comment là đá 37 cho em 199.000 đồng một áo. Em có sang các chị 40 cân đến 65 cân ạ. 40 cân đến 65 cân. Cái phần thân là cốt tông các chị nhá. Phần thân là cốt tông. Còn phần tay của nó sẽ là pha ren lưới ạ, đính đá cho em. Pha ren lưới đính đá. Mã này hôm nay về được đủ size ạ, dưới 65 cân em chốt đơn hàng ạ, 40 cân đến 65 cân. Chị ơi, không có 2XL chị nhá, nó chỉ có là MLXL thôi. MLXL các chị 40 cân đến 65 cân là em chốt đơn mã này cho các chị yêu. Mã này là em lên hơi muộn ấy, lúc nãy mà lên tầm lúc 2000 người xem mà không có đủ hàng chốt luôn ấy. Đấy. Lên cho em ạ, chuẩn mã cho là đá 37 cộng số điện thoại ạ. Hôm trước em về được nguyên size M đây này. Hôm nay về được đủ size MLX. Sơ mi có cổ em có hai mã đấy chị. Sơ mi có cổ lúc nãy em lên hai mã ấy, nó là mã 705 với lại mũ 8625 gì đấy đúng không? Rồi đá 37 cho em ạ, chị nào có đơn hàng các chị lấy dồn đơn mã này luôn này, đá rất là đẹp luôn. Cái cổ nó cũng xinh đấy chị nhá, cái cổ nhìn trông nó đẹp lạ này. Đó, đá 37 ạ, lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Đỉnh 8 à, ôi comment ẩn quá. Đá 37 cho em ạ, mã số 37 ấy. Chị Thế Hồ nhá chị nhá. Huyền ơi, mai nhắn tin về trong nhóm ấy, bảo ai nhà ai có xả rồi là có lá quế mang đến nhá. Để mai cho bọn nó. Đấy. Xong, xong, xong. Xong một gì ạ? Ừ. Cho mỗi đứa nghỉ 20 phút. Thay nhau. Mai lúc nào đứa nào xong chung với chị gọi chị nhá. Cho Huyền, Huyền với lại là Huyền với chị Hoa ngồi nhau, chị Hoa mất phải mất niềm tin vào cuộc sống. Ta phải ngồi với đứa nào? 6-7 cân ạ. 6-7 cân là không, em nói chung là 6-7 cân phải tùy chiều cao. Chị Diễm Kiều Đoan chốt đơn ạ, chị Minh Trương ạ, khoác chữ D ok chị Nguyễn Hương. Rồi cho em xin mã H6 chị khoác khoác len đi. Có nhiều loại lắm chị ạ, em mới lên được loại này là loại thứ mấy rồi. H6 đi, lên là mã áo H6 cho các chị luôn nhá. Đây cơ. Tiếp với chị tí em lên mã gen, nói chung là một line em lên rất là nhiều mã đấy các chị này. Còn màu gì nữa? Em sẽ lên từng cái mã hàng này em. Đấy chưa ạ, đây các chị này, thiếu màu đen. Còn màu đen không rồi? Thiếu đen, thiếu be. À thiếu đen, thiếu nâu. Sao lại đứa nào lại rút cái hàng mẫu của em vậy? Không phải. H6 trên kia kìa, 299 kìa. Còn lâu không, nhanh tay hộ em với, nhanh cái chân lên. Hình như không có lâu rồi. Đây H6 đấy các chị này. Cái con bé giảm cân. Đấy chị ạ, mã H6 cho em. Nâu hết đúng không? Nâu hết, đen hết. Nâu hết, đen hết. Ủa, mã này còn đúng 3 màu. Đen còn 1 chiếc. Đen có đúng một cái các chị ơi, chị nào chưa chốt được H6 các chị nhanh tay nhé các chị nhá. Mã H6 và kèm theo số điện thoại cho em với. Rồi ôi em xả các chị 299.000 đồng một áo này. Đá 37 em chỉ có một màu thôi. 520 ạ, sale 299.000 đồng ạ. Được chưa? Các chị lên đơn hàng cho em là H6 và kèm số điện thoại cho em con áo khoác len. Đây có đúng một cái các chị mình nhanh tay nhá. Em xả các chị là 299.000 ạ.
Em xả luôn các chị là 299.000 đồng một áo. Các chị comment là H6 và kèm số điện thoại ạ. Em mặc là màu đỏ các chị này, đầu là đỏ đậm nhá. Đấy, màu be cho em ạ. Mỗi này các chị nói chung là mỗi màu còn ít thôi, đang hết đen hết nâu rồi. Bây giờ em còn 3 màu này. Em còn 3 màu này em tặng các chị giá 299.000 đồng cho em ạ. Hàng đợt đầu tiên thì em bán là 520. Các chị đã mua rồi, các chị biết chất lượng rồi đúng không ạ? Mà bao nhiêu chị đã nhận được áo khoác len này của mã H6 này rồi, các chị vào cho em xin một cái feedback rồi. Đó, các chị này khoác len ép hàng loại 1 luôn ạ. Form dáng em chốt các chị mẫu này từ 40 cân đến 62 cân. 40 cân đến 62 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Chị Nguyễn Hiền ok này, chị Đặng Vân chốt đơn dồn này. Mã này H6 cho em các chị nhá. H6 và kèm số điện thoại giúp em với ạ. Em tặng các chị luôn 299.000 đồng một áo. Em bảo rồi, chỉ bằng một cái áo len thường thôi. Đấy, xả các chị luôn ạ, một con khoác len ép này. Toàn bộ hàng của nó khoác len loại 1 luôn các chị nhá. Khoác len loại 1 luôn ạ. Mỗi màu em còn 5 cái thôi. Mỗi màu còn 5 cái, hết đen, à đen còn một cái. Màu màu nâu thì em hết hàng. Nâu hết hàng, đen còn một chiếc. Còn mẫu này màu vàng, màu đỏ, màu be, mỗi màu còn 5 cái thôi. Chị nào mình nhanh tay mình có đơn ạ, em xả các chị 299.000 đồng ạ. 299.000 đồng ạ, các chị lên đơn hàng mà kèm theo số điện thoại giúp em ạ. H6 nhá các chị nhá. Đẹp chất lượng như này các chị mình tranh thủ luôn. Em đứng lên màu be nha. Em phải đang nhìn màu để em lên đây này. Đấy, màu be này, màu be còn 3 chiếc. Không phải còn 5 chiếc mà còn có 3 chiếc. Bộ em còn chị ơi, bộ em còn lẻ size 702 là cái nào nhỉ? 702 em hết lâu rồi chị ơi. Chị Hương Nguyễn nhá, 702 em hết rồi. Chị Trần Lê rồi, ok chốt đơn hàng ạ. Mã này các chị có phải là H6 kèm số điện thoại ạ. Đấy, số đơn màu đỏ ok chị luôn. Chị Anh Tuyết ok chốt đơn hàng. Đây có màu vàng luôn chị này. 40 cân đến tầm 63 cân. Để chạy trên 40 cân đến 63 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Màu vàng bên ngoài nó sẽ đậm đậm như này các chị nhá, không phải vàng chanh như trên line đâu. Màu vàng trên line nó sẽ sáng hơn một tí. Áo đá em mặc là 199.000 đồng chị yêu ơi. Áo đá em mặc là 199.000. Lên khoác có mũ là K14. Chị xem em K14 nó còn nhiều không? Bây giờ là hầu như là áo khoác em còn số lượng rất là ít. Đó, khoác em bây giờ còn số lượng rất là ít. K14 hết đen rồi, bây giờ có về được hàng nữa đâu chị. Em bán bây giờ là toàn bộ là giá cắt mẫu rồi chị ạ. Đây 299 ạ, 63 cân tùy chiều cao của chị. Nếu mà người chị kiểu gọn gọn, chị cao cao thì chị 63 cân mặc được với chị này. Tại vì khoác lên nó co giãn, thoải mái luôn, 63 cân mặc được nhá. 63 cân mặc được cho em. Đây ạ, rất là đẹp luôn các chị này. 299.000 đồng một áo. Mã này các chị có phải là H6 cho em ạ. H6 và kèm số điện thoại chị nhá. Chị Nguyễn Lan Anh ạ, chị Nguyễn Tiết ok chốt đơn hàng ạ. Comment một lần mà đúng số điện thoại cho là mình lên đơn. Chị ơi comment nhiều quá, nó chèn hết comment của người khác rồi. Áo đá mặc trọng là mã đá 37 à? Đá 37. Trên váy mặc hết hàng rồi chị yêu. Còn hai màu đấy á? Ui cái K14 cũng còn có hai màu thôi. Khoác len có hai từ bên em còn. Còn cái gì bán cái đấy là gì còn? Bây giờ còn cái gì bán cái đấy này. Các chị ơi, khoác len này bây giờ cái K14 em còn đúng hai màu thôi các chị nhá. Em còn đúng hai màu thôi. Em mũ bé em comment mã hàng với chị với em ơi. Đây lên mũ đây. Lên mũ còn đúng hai màu ạ. Rồi H6 em qua mẫu luôn nhá các chị nhá. H6 còn ít lắm các chị mình nhanh tay cho em ơi. 63 cân mét 62 vừa thoải mái luôn H6. Vừa thoải mái luôn cho em. Tiếp theo mã này các chị comment là K14 ạ. K14 cộng số điện thoại cho em. Các chị lên đơn ạ. Đây chị này, khoác lên mũ ạ. Khoác lên mũ mã K14 ạ. Còn bao nhiêu cái? Chị chưa nhìn được K14 à, còn có vài cái thôi á. Ồ, chục cái đúng không? Còn chục cái. Còn màu đỏ với màu vàng á chị nhá. Đỏ với vàng của K14. Form này chốt lâu các chị 40 cân đến 58 cân ạ. 40 cân đến 58 cân em chốt đơn hàng. Mã này các chị comment là K14 ạ, cộng số điện thoại cho em. Đây các chị này, màu đỏ màu vàng. Hàng hơn 600 các chị nhá. Xem các chị luôn ạ, 300 ạ. 40.000. Hôm nay xả các chị 340. Đúng không ạ? Nhưng mà còn chục cái thôi các chị nhá, không còn nhiều ạ. Hết màu rồi ạ, hết màu bây giờ còn vàng với đỏ thôi ạ. 340.000 đồng ạ. Bây giờ các chị vẫn đang mua xỉ ở 480-500.000. Đấy, đợt đầu như em bán là 540-550. Bây giờ xả các chị luôn ạ, 340.000 đồng một áo. Các chị comment cho em là K14 ạ, kèm theo màu số điện thoại ạ. K14 kèm theo màu số điện thoại cho em ạ. 340.000. Còn chục cái hai màu như này. Màu vàng cho em các chị nhá. Vừa có túi vừa có mũ các chị này. Vừa có túi và vừa có mũ ạ. K14 cho em ạ. Toàn bộ hàng loại 1 luôn ạ các chị này.
toàn bộ khoác len ép của hàng loại 1 luôn ạ. Đó, chị Nguyễn Giao, ok, chị Nguyễn Lệ chốt đơn hàng. Các chị ơi, màu vàng, màu đỏ, hai màu ạ, 40. Có lên bộ không để chị lót lá chuối ngồi học. Chị ơi, bộ thì em bây giờ còn cái bộ B55 mới lại bộ B47 ấy chị. Đấy, còn các màu như hình như hôm kia em có lên hàng đấy chị. Dưới 58 cân đấy chị nhá. Chị 62 cân mà nay không vừa. 62 cân mà nay không vừa. Em sợ nó bị chật đấy. Đấm 58 cân thôi. Chị Yến Yến ok ạ. Chất nhìn đã mê đúng không chị? Đây chị này. À, chị Nguyễn Hiền đấy có K14 và chị cứ lên số điện thoại giúp em đi chị. Còn có chục cái thôi, hai màu này chị này. Q3 còn chị Hoa Sứ nhá. Q3 còn. Em đang giảm các chị luôn 340. Đấy. Lã mua sau lại còn được giá tốt nữa luôn. Đấy, đợt đầu em bán được trước là 550 ấy, tại vì đợt đầu giá nhập rất là cao luôn. Bây giờ em xả vì nó còn có ít thôi, còn số lượng ít. À, không, cái mẫu này không có size to chị ơi. Người đang nhìn cái mã khoác lên mà kiểu kẻ kẻ ấy. Đấy, trước hôm trước bộ K27 với lại K bao nhiêu nó có size to ấy. K22 đấy. 029. Đấy, K45 bao nhiêu ấy. 029 đâu đây chị xem nào. Ở ừ, phong này to hơn nhưng mà chị 70 cân cơ mà. 70 cân không vừa, chứ để 65 cân mã đấy thôi, 029 ấy. Nhiều mã lắm. À, quần kaki dáng bách kim hết rồi chị ơi. Chị Nguyễn Nhiên ok chốt K14 chị ơi, mỗi K14. Áo ấy mặc bên trong là mã đá 73, chị gái họ Nguyễn là 199.000 đồng chị nhá. 199.000 ạ. Chị Đào Thắng ơi, bây giờ em chưa tìm được size to. Bây giờ hàng nó nhiều lắm chị ơi. Bây giờ phải bới từng mã ra để tìm ấy chị ạ. À. Chị Anh Tuyết ok. Thôi chị cứ đi ngủ đi, lúc nào em like size to em báo. Lúc nào em like size to em sẽ đăng tút lên là hôm nay có like hàng size to, chị vào chị xem nhá. Thì hôm nay có toàn size các chị dưới 65 cân thôi. Hay là mua một cái về treo để được giảm cân chị ơi. Đó, chị Đào Thắng mà. Chị Trà My ạ, ok chốt đơn rồi này. Chị Anh Tuyết chốt đơn hàng ạ. Mã này cho em là mẫu đá mà còn đá 37 chị nhá. Đá 37 đúng không? Đá 37. Kèm số điện thoại cho em ạ, 40 cân đến 65 cân. Q3 hai cái rồi, ok, Q3 là 125.000 ạ. Chị Nguyễn thôi. Cái mã 603 em hết hàng. Thành thật xin lỗi chị, tại vì áo đấy em đang hết hàng ạ, không có hàng nữa. Cho nên là anh em sẽ không gọi chị ơi. Xem mã khác ạ, K14 65 cân không vừa chị ơi. 65 cân không vừa được chị nhá. Tiếp cho các bác một mã này luôn này. Mã 701 này. Đây đi, tiếp các bác một mã này luôn. 701 và kèm số điện thoại ạ. Không vừa chị ơi, Nguyễn Văn ơi. Chị đang hỏi cái áo khoác len đấy 65 cân thì không vừa. Màu đỏ đun ok thì Trần Yên. Đây chị một bóng này nữa này. Đây chị ạ. Cổ đen, cổ gen cho em ạ, tay gen dealer cho em các chị nhá. Mã này thì có cũng có ít thôi ạ. Em lúc nãy mà em lúc đầu like em không dám lên, lúc nãy đông người quá. Cho chị K14 vậy ok chị Nguyễn Thơ. Áo len chữ vàng là cái nào chị? Chị comment như thế không lên được đơn đâu chị ơi, phải comment đúng mã cho em với. Q3 68 cân chưa có size đâu chị Tâm Bảo Lê ơi, chưa có size đâu. Đây các chị ơi, mã này các chị comment cho em là đá 701 nhá. Nó là gen nhiệt đính đá cho em. Nhiệt gen đính đá. Mã hàng cho em là 701 và kèm số điện thoại ạ. Con này thì đẹp hết được chấm luôn. Được chưa? Rồi, cái cài hội chị đằng sau cái. Dendio cho em. Rất là xinh luôn các chị nhá. Mã này thì các chị là ngon bộ rẻ luôn. Đấy, đá bi em hết sạch thì xanh không còn cái nào ạ. Đá bi hết sạch mà về hai chuyến hết hàng luôn. Về bù hôm sau là hết hàng. Cái đá 96 em hết ạ. Mã 701 cho em này. Đấy, đằng sau sẽ có cài cúc ạ. Mã này có 3 size MLXL các chị nhá. MLXL 3 size. Các chị lên mã này cho em là 701 và kèm số điện thoại ạ. 185.000 đồng một áo. Rồi, ô các chị này. Cái phần tay nó sẽ là tay gen đi ơ các chị nhá. Tay gen đi ơ, cái phần thân là cốt tông, co giãn ạ. Và cái phần cổ gen nó sẽ đính đá. Phần cổ sơ mi đức cho em như này. Các chị này, cổ nó cũng cổ gen các chị nhá. Và toàn bộ những cái hình cường của nó sẽ là kiểu là dập chân đinh cho các chị luôn, cho nên giật thoải mái chứ không bị bong. Để chạm giật thoải mái cho nên nó không bị bong các chị này. Mã hàng cho em là 701 cộng số điện thoại cho em với ạ. 185.000 đồng một áo. 185.000 đồng các chị lên đơn hàng mà kèm theo số điện thoại ạ. 185 cho em. Xịn đét luôn này các chị này. Đá đen cho em ạ. Đá rất là sáng và chắc các chị nhá. Đó, 8 đá 701 cộng số điện thoại là mình lên đơn hàng ạ.
đẹp lắm ạ. Mã này cũng về được 150 áo. Em phải đến mã chính xác các chị luôn. Ok chị ạ, 701 và kèm theo số điện thoại cho em mình lên đơn. Ồ, xem lại em cái này. 701 và kèm theo số điện thoại này. Đó, các chị mình chốt đơn hàng ạ. Ờ, cái này này là nó mày ngược, cái này bị ngay ngược này. Thế mặc lại cái này cho các chị xem luôn. Tháo em ấy mặc lại cái này. Cái này là cái gen cổ nó may ngược, nó bị lỗ một cái này. Đấy, nó phải may như này. Đấy, em thấy nó có gì khác khác luôn này. Đây mới là đúng nhá chị nhá. Cái này bị lỗ thì bỏ ra luôn này. Nó may bị ngược cái cổ gen. Đó, em nhìn nó khác khác, em phát hiện ra. Thế ra nó cũng chả vấn đề gì nhỉ. Thế qua là các chị lại sợ lúc các chị lúc em gửi hàng các chị lại bảo là không giống với chị Lai ấy. Đây này, em mặc đúng cái mẫu của nó luôn này. Có một cái là nó khác thôi. Một cái này như kiểu là công nhân nó may ngược cái cổ. Đấy. Đây này, cổ nó như này mà. Thấy không? Nó may nhầm. Cái cổ của nó là nó đúng như thế nhưng nó may ngược lại ren lại. Đây ạ, 701 cho em các chị nhá. Đằng sau nó sẽ cài cúc. Đấy, cái cổ đằng sau cài cúc cho em ạ. 701 và kèm số điện thoại cho em 185.000 đồng một áo các chị này. 185.000 ạ. Đó, ủi cổ nó lên nó đẹp như thế này mà. Lúc nãy lên cái cổ kia thì bảo sao nó đá tối mò đấy. May lộn ngược. 701 cho em 185.000 ạ. Kèm số điện thoại cho em mình chốt đơn. Đẹp quá à các chị này. Phần thân là cốt tông. Còn phần gen tay của nó sẽ là gen bio cho em nó mặc nó không bị dặm bị ngứa một tí nào. Đó, mặc không dặm không ngứa một tí nào luôn ạ. Lên áo lên là kệ đi chị. Chị lên rồi, lên lúc đầu like rồi em ơi. Lên từ lúc đầu like rồi ạ. Mã này 701 cho em. 185.000 đồng một áo các chị nhá. Đẹp xịn nét luôn các chị này. Toàn bộ hàng Quảng Châu luôn. Gen nó mềm lắm. Đá nó sáng và nó chắc. Đá sáng chắc luôn ạ. Sao à? Lên thích sao à? Các chị mình mã lên đấy đi. Lên lên cho các chị lấy kèm đơn đi. Lấy chị một con sơ mi phối ở chân huyền đi kìa. Đấy. Lên FC. Các chị ơi mã này 701 cho em có 185.000 một áo thôi mà nó đẹp như thế này. Các chị mặc đi làm đi chơi cũng là sao các chị nhá. Có áo giữ nhiệt em có mà chị đây cũng là dòng giữ nhiệt mà chị. Nó cũng là một dòng giữ nhiệt đấy chị. Rất là ấm luôn. Đấy, phần thân của là cốt tông. Có tông cho em ạ, pha gen này, pha gen của gen lưới. Không có màu khác, chỉ có màu đen mã này thôi. Mã này chỉ có màu đen thôi chị yêu ơi. Màu này gọi màu đỏ, màu này gọi màu vàng. Màu này gọi màu nâu. Đấy, ba màu này cho em này. Đỏ, vàng, nâu. Cộng số điện thoại này. Đó, đỏ vàng nâu nhá. Mẫu này đỏ vàng nâu ba màu. Rồi 701 em qua mẫu nhá. 701 em qua mẫu. Đấy các chị lên đơn hàng mà kèm theo số điện thoại cho em với ạ. H6 hết màu nâu rồi. Cái kìa. Chị ơi lấy cái mã tri ân ở trên kia cho vào xuống đi. Treo ở trên kia lúc ngày mai nó không nhìn thấy. Bọn nó lười đi tìm ý. Rồi 701 em qua mẫu này. Mã này các chị comment là mã đỉnh bao nhiêu đây? Đỉnh 9. Đúng chưa? Rồi ạ, đỉnh 9 cho em sắc không sách cho thứ tự đi. Tiếp theo các chị một cái mã len F của FC luôn các chị nhá. Len FC luôn các chị này. Đó, mã này các chị coi là đỉnh 9 ạ. Đỉnh 9 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn. Màu này là màu nâu các chị nhá, màu nâu ạ, len phối sơ mi ạ, hàng đẹp các chị mình luôn này. Xịn đét luôn, bác nào đang dư sao cho em xin sao các chị nhá. Chân váy em đang mặc hình như là còn mấy cái nhưng mà em để mặc mẫu chị ạ, hết hàng, đợt này hàng không nhập được chị gái ơi. Hàng đợt này không nhập được, ủa, len đẹp chưa. Rồi ôi các chị này, mã này các bác nhìn cho em ạ, đường kim mũi chỉ của nó rất là sắc nét luôn các chị nhá. Những cái hàng gia công các chị nhìn đường kim mũi chỉ nó rất là chán đời luôn. Các bác nhìn chất len cho em này.
Nhớ chợ phố Sơ Mi các em hàng đẹp các chị nhá. Mã này các chị có phải là đỉnh 9 á. Giữ nhiệt nhung á. Em còn chị ơi, nhưng mà nó còn lẻ một ít thôi. Cọc tay đi chị ạ. Đây mẫu này các chị có phải là đỉnh 9 á. Đỉnh 9 cho em màu nâu và kèm số điện thoại cho em. Đỉnh 9 màu nâu ạ. Đẹp xuất sắc luôn. Bố nó đâu gọi, bố nó ra đó nó về đi. Mã này lên cho em là đỉnh 9 ạ. Em mặc màu nâu ấy chị nhá. Đây là tông màu đỏ này chị này. Em gọi màu đỏ này. Đó, đỉnh 9 cho em màu đỏ ạ. Len phối sơ mi của hàng cao cấp nha chị nhá. Trước các chị từ 40 cân đến tầm khoảng là 65 cân đổ về. Ok chị ạ, 40 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn ạ. Toàn bộ của nó là hàng len phối sơ mi của hàng hãng luôn các chị này. Chất nó đẹp nhức nách luôn ạ. Mã hàng cho em là đỉnh 9 ạ, màu đỏ này. Màu này em gọi là màu đỏ nhá. Để chạm màu đỏ cho em này. Và đây là màu vàng. Để chạm màu này em gọi là màu vàng ạ. Áo cho em mặc 95.000 em có bán. Chị Hồng Nghiệp em có đen với trắng đấy. Mã đỉnh 9 em có 3 màu ạ. Màu này em gọi là màu vàng các chị này. Màu vàng cho em ạ, đỉnh 9 cho em ạ. Em tặng các chị giá. Em bảo rồi, các chị mua bên ngoài toàn hơn 400.000 một cái. Toàn hơn 400.000 một cái. Em tặng các chị giá 310.000 đồng. Ok chị ạ, 310.000 đồng ạ. Chuẩn hàng hãng cho các chị luôn. Ok chưa ạ, các chị nhìn tem mác cho em này. Đỉnh 9 ạ, cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Đây màu nâu cho em các chị này. Nâu nó sẽ pha B. Đấy chị ạ, nâu pha B này. Còn đây là vàng ạ, vàng pha nâu cho em các chị nhá. Vàng pha nâu này. Và tông màu đỏ pha đen ạ, pha B cho em ạ. Rất là đẹp luôn các chị nhá. Đỉnh 9 ạ, cộng số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn hàng. Dưới 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Đỉnh 9 và cộng theo số điện thoại giúp em với ạ. Cái này nick cái gì đẹp nhỉ? Chân váy rồi quần sóc hay là quần bò. Đây các chị mặc đi chơi đi đi làm đều gọi là rất là đẹp. Đấy, chất lên thì chất lên S cho em nhá. Chị mẫu Giang Bơ rồi ạ. À, chị Nguyễn Hiền chốt đơn hàng ạ. Đây em thử màu đỏ luôn này. Màu đỏ có nhiều không? Màu đỏ. Vừa có ít không? Màu đỏ có ít đúng không? Đỉnh 9 ạ. Ok, chị Nguyễn Hiền chốt đơn ạ. Chị Hương Quê chốt đơn hàng màu vàng này. Em mặc là màu nâu các chị nhá. Nâu của nó pha B. Nâu pha B ạ. Len S các chị nhìn mặt len của nó này, rất là đẹp luôn các chị nhá. Nguyễn Hồng Nhung rồi ok, chốt màu vàng này. Chị yêu lấy màu vàng các chị lên đơn em thử các chị xem màu vàng của nó này. Chị Nguyễn Thắm ok, chốt đơn hàng ạ. Áo này của nó là 310.000 ạ. Chị Thu Bùi rồi ok, chốt đơn ạ. Đỉnh 9 cộng số điện thoại cho em với ạ. Hoa hấp về chơi. Dám về không? Dám về. Sợ quay ra lừa em thế. Em cho chị về trước mà chị ơi không về. Thôi tí nữa cháu này cùng về chứ sớm muộn. Và hôm nay lên sớm để cho chị nghỉ sớm mà có lên được sớm đâu. Tao còn làm cả ngày này chả mệt chứ mày làm gì đâu mày. Đấy chị có làm gì đâu, suốt ngày đi ấy ngấy căn cụ này. Đấy hôm nay có xe mới chả rửa xe nhá. Điêu. À rửa mỗi mấy lon nước. Mỗi lúc một con đực một con cái lại còn. Đẹp nhỉ. Đấy, đỉnh 9 cho em màu vàng. Đỉnh 9 màu vàng ạ. Và đỉnh 9 cho em màu đỏ. Cộng số điện thoại cho em với ạ. 310.000 các chị này. Toàn bộ của nó hàng len cao cấp cho em các chị nhá. Toàn bộ của hàng len cao cấp ạ. Các chị lên chuẩn mã hàng và kèm theo số điện thoại cho em với ạ. Mã này các chị mua toàn hơn 400.000. Cho các chị gọi là khảo giá thị trường ạ. Thoải mái luôn cho em. Đó, khảo giá thị trường thoải mái luôn cho em. Có 310.000 các chị được mua giá nhà em thôi. Chị Nga Nga rồi chốt nâu ạ, Thanh Bình chốt nâu ạ, Thu Huỳnh chốt nâu này. Chị Giang Nguyệt chốt đỏ này. Em từ lại lên các chị màu đỏ các chị nhá. Màu đỏ có mấy chiếc Huỳnh ơi? Đỏ có 5 cái. Thế xem hộ em cái chữ B xem là có những màu gì nhiều. Chữ B hôm nay về nhiều không? B đỏ nhiều. Đấy, em lên tiếp các chị luôn nhá. Chị Hương Trinh rồi ạ. Chốt đơn hàng ạ. Đỏ vàng xanh hồng. Đây màu đỏ cho em này. Màu đẹp này pha thì nói chung là cái phối màu của nó rất là xinh luôn. Nhã nhặn đẹp và trông rất là sang luôn các chị yêu nhá. Mã này các chị coi là đỉnh 9 ạ, đỉnh 9 màu đỏ cộng số điện thoại giúp em ạ. Đấy, đỉnh 9 màu đỏ và cộng số điện thoại giúp em với. Chị An Nguyễn ok, chị cười ha ha rồi. Cái nick Facebook rất là gọi là nhớ đúng không? Đọc một lần là nhớ luôn. Chị Ngọc Bích ok chút nâu ạ, chị Thu Bùi chút nâu ạ. Ồ em hết các chị nhá. Đấy, em đấy vừa đọc tên xong với chị. Em vừa đọc tên chị xong đấy. Rồi em qua mẫu luôn. Tiếp qua chị một mã áo len nữa này. Rồi cho em ạ. Đỉnh 10 và kèm theo số điện thoại ạ.
Nên các chị mẫu này, mẫu này hôm trước không có về đúng không? Mẫu này hôm trước không có về, mãi đỉnh 10 cho em ạ. Đỉnh 10 và kèm theo số điện thoại giúp em với các chị ơi. Đỉnh 10 và kèm số điện thoại cho em, các chị nhìn mã hàng này. Xịn quá này các chị ơi ạ. Hôm trước bán mẫu này bao tiền này? Ờ, lấy cái này đi cho chị Trang này. Có mà. Ờ, thì bỏ ra ngoài đống đi đi. Có màu nâu ấy. Còn nó 6-7 cái rồi. Ơ, thế hôm nay bỏ không có. Hoa mỏi đâu ra em biết rồi. Ôi, đánh chết bây giờ ấy. Ôi, sao lại có một cặp ở đấy? Lúc khách hỏi bảo không có hàng. Thế không phải ở đấy, thì đến chỗ khác đi. Đấy, bỏ ở đống nâu hộ em cái. Lúc lại khách hỏi mẫu đấy nhiều lắm ấy. Thế bỏ ở đây khác. Buồn cười thế nhở. Đấy, nếu như có ai mà. Đấy, ừ, khách hỏi màu vàng nhiều, có ai đỉnh 10 cho em? Không, mẹ còn muốn ăn nước ca mà. Con ngồi đây, ngồi đây. Tôi là hảo bắt cài này. Mẹ có muốn uống nước cam không? Ngồi đây cho ấm nhá. Vâng. Nhá. 8625 em lên rồi, chị Đào Dư ơi. Chị mãi đỉnh mấy? Đỉnh 10 à? Đỉnh 10 các chị ơi, em có màu vàng này, màu đỏ này các chị này. Đỉnh 10 cho em màu đỏ và đỉnh 10 cho em ạ, màu hồng. Ba màu cho em các chị nhá. Hồng nó sẽ là pha xanh than. Hồng pha than cho em ạ. Đỉnh 10 cho em và kèm số điện thoại ạ. Áo này bán các chị bao tiền? Để em xem lại giá. Hôm nay giảm các chị luôn 299.000. Để chạm hôm nay kỷ niệm các chị là 299.000 đồng một áo. Mã này các chị coi là đỉnh 10 và kèm số điện thoại ạ. Hồng nó sẽ là pha thanh than nha các chị này. Cái hồng có mấy chiếc ạ? Hồng có mấy cái các bạn, các bác nhá. Để chạm các bác lên mã hàng này cho em là đỉnh 10 ạ, kèm theo số điện thoại ạ. 8738 bên bên rồi, chị Thanh Nguyễn Nguyễn ơi, mã đỉnh 10 cho các chị chọn luôn màu, mỗi màu có vài chiếc thôi ạ. Thế bây giờ len này, len hãng này về không về được đâu các chị ơi. Cái chạm về bù của chuyến trước, hôm nay nó cũng về bù thêm cả màu vàng nữa. Về thêm bù thêm màu hồng, hôm trước nó chỉ về được màu đỏ thôi. Mà nay các chị có phải là đỉnh 10 cho em ạ. Đỉnh 10 cộng số điện thoại cho em màu đỏ này. Đó, đỉnh 10 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Tông màu đỏ ạ. 299.000 đồng, hôm nay rẻ hơn được 10.000 một cái. Hôm nay các chị được mua rẻ hơn thêm được 10.000 so với giá nhà em nhé. Còn cái kỵ mua ngoài toàn hơn 400 một cái thôi. Toàn hơn 400.000. Đó, em tặng các chị giá 299.000 đồng một áo ạ. Lên trên là đỉnh 10 và kèm theo số điện thoại. Chị Đào Dư ơi, chị comment à, tí chị xem lại like của em với nhá. 8738 là cái nào chị nhỉ? À, chị có phải mẫu này không? Đưa cho em xem cho khách xem lại với. Mấy chị vào sau. Đúng không? Rồi ôi, em gọi là nhìn phát em biết luôn. Đỉnh 10 ạ. Chị xưởng xỉ Khánh Hoa, Khánh Hoa chốt đơn ạ. Chị Trang Nguyễn chốt đơn hàng ạ. Áo chị mặc là 299.000 đồng em ơi. Ngắm hoa lại rơi lâu lắm mới nhìn thấy em đấy. Đằng này em đi đâu thế? Đấy, mất tích ở đâu thế? Đây màu đỏ cho em này. Đấy, màu đỏ nhá chị nhá. 299 em ơi, hàng lên của hãng FC đấy. Wow. Anh để cho con nằm dưới kia à. Bé nó về cho nó ngủ đi. Đẹp nhỉ. Đỉnh 10 ạ, đỏ ok chị Vương Nguyễn. Phong này chốt các chị dưới 65 cân nhá. Dưới 65 cân em lên đơn ạ. Chị Đặng Ánh ơi, không đọc tên nhưng các chị vẫn được chốt đơn bình thường ấy. Tại vì là nghe em lọc đơn ở trên máy, cứ có số điện thoại ạ, có mã hàng trên là có đơn. Chị gái ơi, nhà em sẽ gọi chốt đơn. Và có thể là một like em chốt trong vòng 2 ngày chị nhá. Thế là chị em mình một, nếu mà ngày hôm sau mà chưa thấy gọi, có nghĩa là nhà em chưa gọi đến thôi chứ không phải là bỏ sót đơn hàng đâu chị ạ. Đó, đây các chị này. Mã này các chị comment làm đỉnh 10 ạ, màu hồng cho em nhá các chị nhá. Hồng nó sẽ là pha than như này. Hồng pha than và cộng số điện thoại cho em ạ. Màu đỏ pha đen. Được chưa? Đỏ pha đen và tông màu vàng sẽ gọi là hơi chứ là pha đậm cho em một tí. Đó, màu cho em này, len toàn bộ len ép. Hàng chất lượng luôn ạ, 299.000 đồng một áo. Chị Vũ Bích Khuê rồi ok chốt đơn hàng ạ. Đây để em tí em lên lại cái mã 8738 đây. Ôi cái mã này thì em đăng lên một phát mà khách hàng gọi là nhắn tin gọi là cháy điện thoại luôn. Được chưa? Đây em tí. Đây là 8738 đấy chị này. 8738 đây chị yêu ơi. Đây chị ơi. Đẹp nhức nách luôn. Mã này lúc nãy khách hàng gọi là nổ comment luôn. Nổ comment, nổ tin nhắn luôn ạ. Em đăng từ lúc chiều nay mà khách hàng gọi là đã chốt trước rồi ạ. Chuyển khoản đặt cọc rồi. Đấy chị này.
tách xỉa tách lô rồi các anh ạ. Bác ơi ạ, cũng không có nhiều đâu các chị nhá. Vào đấy làm gì? Ờ, hôm mới hôm qua 31 mà hôm nay đã hạ rồi à? Thế à? Em cũng không nhớ lắm chị ạ. Thôi em bán nốt cho nó gọn đấy chị ơi. Nó cũng không còn nhiều, nó còn ít thôi. Nó về bù hàng ấy chị. Đây chị ơi, mã này là mã 8738 chị nhá. 8738 kèm số điện thoại cho em. Mã này là 185.000 đây chị này. Chị nào chưa chốt được mã này hôm nay các chị nhanh tay giúp em với, tại vì mã này nhà em chỉ về được một lần thôi, không có chuyến thứ hai luôn á. MLXL em có 3 size, các chị 40 cân đến 65 cân, 40 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng ạ. 8738 kèm số điện thoại ạ. Lên mã đằng sau đi á. Mã đằng sau em lên rồi mà chị. Đẹp chưa? Ôi ôi, xịn đét luôn ạ. 8738 mà có 185.000 ạ. Mã 8738 chị yêu ơi. Phần thân là cốt tông chị nhá. Thân là cốt tông co giãn. Đấy chị ạ, phần tay của nó ren lưới. Tay ren lưới. Mã này hôm nay khách inbox nhiều lắm ấy các chị ơi. Hàng chưa về mà các chị đã nhắn tin hỏi xem là bao giờ về hàng để các chị hóng xem like đấy. 8738 cho em ạ, 185.000 ạ. 185.000 đồng các chị lên đơn hàng, mã hàng và kèm số điện thoại ạ. Đấy, comment một lần mà đúng số điện thoại cho em là mình chốt đơn hàng nhá. Còn áo đá à, còn áo mặc áo đá cổ thấp không em có, chị Kim Xuân đợi em tí. Có mà áo đá cổ thấp cổ cao nhà em đều có hết chị ạ. 68 cân thì tùy chiều cao các chị nhá. Bình thường em chốt dưới 65 cân. Đấy, bình thường em chốt dưới 65 cân thôi ạ. Chị Mai Vũ Nguyễn Lan Anh chốt đơn hàng ạ. Mã hàng cho là 8738 ạ. Đá của nó đá đổi màu với sướng ấy chị ơi. Đá đổi màu cơ. Cái trạng rất là đẹp luôn ạ. Nhìn cái cổ nó rất là xinh luôn các chị này. Mặc ở trong áo vest ấy, nó để lộ cái phần cổ đá này. Mà nhất là chị nào mà hay mặc cái vest mà di lê ấy, áo dạng di lê, vest di lê ấy, để phần cho em cái cánh tay này, cái phần cổ áo cho em ạ. Toàn bộ điểm nhấn là cái bao nhiêu cái đẹp nó khoe ra hết luôn. Like mấy cái áo mũ hàng trên bên trái đi à. Mã đem lên rồi chị ơi. Mã đem lên rồi. 8738 cho em. Các chị lên đơn hàng. Đẹp xịn dã man luôn. Đấy. Đẹp xịn dã man luôn. Lấy chị một cái áo mũ gen kia đi. Áo gen kìa. Lấy nó mũ gen đi. Chấm biếm hết hàng rồi. Có về được hàng ở đâu chị? Dưới 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Chị săn áo phao mũ lông ráng lỡ nhà em nhiều lần mà không mua được. Phao mũ lông ráng lỡ. Mũ lông ráng lỡ có mà. Mua hàng nhà Loan nhận hàng kết luôn ạ. À. Rồi ok luôn chị ơi. Thế là nghiện luôn đấy chị ạ. Cái nào to hơn à? Để em xem. À đây các chị một bộ áo ren. Chữa xong có sẽ à. Em mà sẽ thôi. Cái này là có 2 size này chị. Bóng ơi. Không về à? Đá cục tay hiện tại em chưa bán chị ơi. Tại vì làm thời tiết nó vẫn đang là mùa đông. Riêng mẫu này các chị để mặc bình thường lúc mà thời tiết nó se lạnh. Và là lạnh các chị mặc ở bên trong những áo vest ấy. Áo vest, áo da ấy, áo dạ này. Kiểu cổ ve cho nên rất là đẹp luôn ạ. Rồi mã 8738 các chị nhá. 185.000 đồng. Đấy, 185.000 đồng các chị lên đơn hàng cho em một kèm số điện thoại ạ. Tám bảy hai mươi lại có ít nhở. Đây lên cái mẫu này nhá, ren các chị nhá, lên mẫu ren luôn này. Rồi 8728 các chị ngắm kỹ cho em mã hàng các chị chốt đơn nhá, tại vì nhà em rất là nhiều mẫu áo đá đấy ạ. Có áo len bo không á? Có chị ơi, có áo len bo. Chết kìa, một mã phối cái nữa đấy, mã phối chân chị ấy. Con đấy thì cực xinh luôn rồi. Chiếc các chị một mã áo á, len phối chị nhá, chiếc áo len phối luôn. Ôi, chị xem cái màu nâu nâu này có nhiều không? Em màu nâu đẹp quá. Xem màu này có nhiều không này? Dạ? Mỗi màu có một tí á. Nói chung là mỗi màu có ít thôi các chị. Mã này của nó có một cái điểm là nó sẽ có cái phần rút eo. Để chặn nó sẽ có phần dây rút eo. Mã này các chị yêu lên cho là đỉnh 12. Đúng không? Đỉnh 11. Chị Xuân Mùa em nhìn thấy chị ý. Nhưng mà em không đọc tên thì các chị cứ lên mã hàng với số điện thoại giúp em với ạ. Áo đá này là mã 8738, còn đá 38 là mẫu khác chị nhá. Đá 38 là mẫu riêng, còn mã 8738 là mẫu khác. Các chị cứ comment đúng cái mã hàng mà em đọc tên các chị ý. Đọc tên ở trên like này thì mình mới chốt được chuẩn cho em với.
Tiếp theo đây các chị một mã khác nhá. Lên á. Lên đằng sau em lên rồi. Em lên rồi mà chị. Tí nữa nếu mà chị thích thì em lên lại. Em lên tiếp mẫu này với chị này. Màu nâu này, màu cốm này, màu kẻ và màu đen. Nâu cốm kẻ đen ạ, 4 màu, mỗi màu có đúng 3 4 5 cái. Mỗi màu có 3 4 5 cái ạ. Các chị lên đơn hàng cho em là đỉnh 11 cộng số điện thoại giúp em. Đó, đỉnh 11 và kèm số điện thoại ạ. Là các chị mình chốt đơn hàng. Đây các chị này. Form này chốt đơn các chị từ 40 cân đổ lên các chị nhá, đến tầm khoảng là 60 62 cân đổ về. Đến tầm 60 62 cân đổ về. Hôm nay nhận được len pha lê chất luôn, em cảm ơn chị Nguyễn Xuyến. Mã này lên cho là đỉnh 11, em mặc là màu nâu các chị này. Màu nâu ạ, em đang có cả màu cốm này, kẻ và màu đen, 4 màu các chị nhá. 4 màu cho em ạ. Xịn đét luôn các chị ơi ạ, toàn bộ hàng len chất lượng luôn các chị này. Chị Trần Thị Tịnh ok này, chị Nguyễn Thị Nhự chốt đơn hàng lên số điện thoại giúp em rồi ạ. Chị Nguyễn Loan ok này. Áo em mặc là mã đỉnh 11 chị Phong Hồ ơi. Các chị nhìn xem màu cốm của nó này. Các chị nhìn xem màu cốm của nó luôn ạ. Toàn bộ hàng len loại 1 luôn các chị nhá. Hàng len hãng các chị nhìn qua cho em với ạ. Len chuẩn mã hàng kem là đỉnh 11 và kèm theo số điện thoại cho em mình chốt đơn ạ. Mã này tặng các chị luôn ạ, 310.000. Các chị đang mua hơn 400 các chị nhá. Hơn 400 ngày hôm nay tặng các chị giá 310.000 đồng ạ. Các chị mình lên đơn hàng ạ. Chân váy em mặc là chân váy dạ chị ơi, nhưng mà hết rồi. Mã này các chị có mình là đỉnh 11 và kèm theo số điện thoại cho em, một là màu vàng kiểu màu cốm ấy chị nhá. Bên ngoài còn là màu cốm đấy. Đó, đỉnh 11 cho em ạ. 310.000 một áo. Ok chị ạ, 310.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng và cộng số điện thoại cho em ạ. Xịn đét luôn các chị nhìn kẻ này. Cái áo này nó sẽ có cái một cái dây rút rút eo các chị nhá. Đó, trông rất là xinh luôn. Mẫu này của nó là len sẽ là phối sơ mi, len phối cổ sơ mi, đỉnh 11 các chị chọn màu cho em với ạ. 40 cân đến tầm khoảng 60 62 63 cân đổ về em chốt đơn ạ. 60 62 63 cân đổ về chốt đơn hàng ạ, đỉnh 11 và kèm số điện thoại ạ. Màu của nó mới có màu cống cốm, không phải màu vàng các chị nhá. Không hẳn là màu vàng đâu ạ. Đấy, chất len của nó mịn màng dã man luôn. Sờ chất nó đanh. Mã hàng đỉnh 11 cho em ạ. Cộng số điện thoại này. Mã này có ít thôi. Chị gì ạ? Chị Nguyễn Nhung à? Chị comment cái gì em không đọc được. Nhìn cả nhìn, nhìn bóng ạ. À con mua đi, con mua đi. Tám bảy ba tám ok chị Vũ Hoài Thanh. Con này xinh mà nhỉ, đỉnh dã man luôn. Màu này mặc rất là tôn da nhá, có cả kẻ luôn này, kẻ nhìn trông cũng rất là trẻ trung. Đó, có kẻ đen, có kẻ đen trắng này cho em này. Đỉnh 11 màu cốm rồi ok chị ạ. Mã hàng đỉnh 11 cộng số điện thoại giúp em với. Đây màu đen các chị nhá, đen trắng này. Đen trắng á, đỉnh 11 và kèm theo số điện thoại giúp em ạ. À, còn áo phao xịn dáng dài nữa không em? Phao xịn dáng dài em hết rồi. Được chưa? Hết size của chị vừa rồi ạ. Đỉnh 11 màu nâu ok chị Công Ba, chị Lâm Luật ok chút đá, tá à, mã 8738 này. Có cả kẻ các chị nhá, có cả kẻ cả đen luôn này. Chất len rất là xịn luôn các chị nhá. Sờ chất nó rất là chắc tay luôn các chị nhá. Nó không bị rão rão như kiểu cái hàng len của hàng len rẻ rẻ đâu. Mã này các chị mua đầu tiên của nó cũng là hơn 400.000 một cái, 450, 420, 450 tùy shop bán. Đấy, bây giờ em tặng các chị giá là 310.000 đồng một áo. 310.000 đồng một áo cho em ạ, hàng len xịn các chị luôn này. Lên mã hàng và kèm theo số điện thoại cho em với ạ. Len không phối em có chị Mây Hồng ơi, rất là nhiều luôn. Kẻ đen trắng ok chị cười ha ha. Chị Phúc Chân có ạ. Mã hàng cho em và kèm số điện thoại. Bây giờ em không biết là còn size gì đâu chị Hoài Năm ơi. Bây giờ em đang like len để chị hỏi áo phao, giờ em không nhớ được mã phao nó còn những size gì. Nhưng em lại chưa kiểm lại mã. Đây kẻ đen trắng này còn mấy chiếc thôi. Chị Thu Trần lên số điện thoại cho em mấy chị ơi. Ôi kẻ này xem bọn em có mấy cái vậy. Có 5-6 cái thôi các chị nhá. Không có nhiều bộ kẻ đâu ạ. Đấy, nó có cái dây rút rút eo đấy chị này. Lên len không phối đi em ạ. Cho em một mã len không phối này chị này. Đây là mẫu này này, xem có bao nhiêu cái. Kỷ niệm các chị ngày mai có đơn hàng kèm theo luôn nhá. Len pha lê nhá, hôm nay nhiều chị nhận được len pha lê như em rồi phải không ạ. Mấy giờ rồi? Ui, chưa chết rồi, 11 rưỡi rồi.
lên mã này chốt nốt phát cuối các chị nhá, chốt phát cuối kèm đơn hàng ạ, cho các chị một giá gọi là giá đẹp luôn này. Tôi để mai mình lên tiếp, bây giờ kỷ niệm các chị thêm một mã này, các chị dồn đơn đấy, xong là mai mình lại lên sớm hơn, tại hôm nay hàng về muộn quá, hôm nay hàng về muộn quá. Tiếp các chị một mã len pha lê đây, len này thì em đã bán quá nhiều rồi các chị này. Đó, bác nào đã nhận được len pha lê rồi các chị vào cho em xin phản hồi với hàng lên đợt trước cũng giá các chị hơn gọi là hơn 300.000 một cái. Đấy chứ, hơn 300.000 một cái. Chị ơi xem màu nâu này có bao nhiêu cái không em với? Nhưng mà có ít thôi nhá các chị nhá. Mã này các chị comment là đỉnh 12. Phải không chị? Phải. Đỉnh 12 cho em ạ. Thôi, cuối phát like chốt các chị một mã giá đẹp luôn nhá. Chị Lan Linh Anh comment là đỉnh 11 giúp em với. Các chị này em mặc có màu nâu nhá. Để chạm đây là tông màu trắng cho em ạ. Màu trắng là trắng ạ, màu trắng kem. Ơ, có mỗi 3 màu à? Không có đâu. Ôi giời, ôi có 3 màu à? Số lượng như nào? Số lượng có mỗi cả cọc nó có chữ kia mà. Em tưởng mã này có nhiều, em lên em kỷ niệm kèm đơn chứ này. Mã đỉnh 12 cho em ạ. Em tặng các chị luôn 150.000 đồng một cái. Đỉnh 12 cho em 150.000 đồng một cái. Được chưa ạ? Các chị lên đơn hàng cho em ạ. Một con áo len pha lê nhá. Rồi ôi các chị ơi ạ, thử cho em con này luôn các chị này. Lấy kèm đơn luôn nhá. 45-65 con em chốt đơn. Màu hồng các chị ơi ạ, màu hồng cho em ạ. Đỉnh 12 cho em. Kèm theo số điện thoại ạ. Với mặc màu nâu các chị này. Màu nâu, màu trắng kem với tông màu hồng ạ. Nâu, màu trắng kem với tông màu hồng. Các chị lên đơn hàng cho em mẫu này ạ. Cộng số điện thoại giúp em mới len pha lê các chị nhá. Lan pha lê cho em các chị nhìn hàng này. Hàng 320, bây giờ xả các chị luôn 150.000. Kèm đơn hàng luôn. Đó, kèm đơn hàng luôn ạ. 45 cân đến 65 cân đổ với em chốt đơn ạ. Chị dập cái này vào cho em vào nhé. Ôi đẹp nhức nách luôn. Đó, màu trắng kem này. Đỉnh 12 các chị để dồn đơn nhá. Trời ơi, gần 12 giờ rồi đấy. Ngày mai lên tiếp thôi. Em nói nhiều em cũng mệt lắm chị ạ. Nói nhiều cũng mệt lắm, sắp sửa sang canh rồi mà em vẫn còn đang đứng ở đây. Em sắp chân lạnh toát rồi đấy chị ơi. Mai mình lên tiếp chị ơi, em cũng muốn bán lắm chứ chị. Nhưng mà ngày mai nhân viên nó không chốt kịp đơn ý, không chốt kịp cho các chị luôn ý. Đấy chị này, đỉnh 12 chị nhá, màu hồng. Đấy màu hồng kiểu gần như kiểu màu hồng đỗ ấy. Màu hồng đỗ cho em này, em tặng các chị 150.000 đồng, các chị lấy kèm đơn hàng cho em đi. Hàng này em sale lúc các chị 150 ạ. 150 ạ, lên đơn hàng mà kèm theo số điện thoại ạ. Ôi các chị ơi, chất len nó đỉnh cao như này ạ. Mà em tặng các chị có 150.000 kèm đơn hàng nhé các chị nhá. Kèm đơn hàng. Ngày mai chị nào có đơn các chị lấy thêm đi. Lấy thêm con này về mặc. Ở đầu các chị mua giá rất là cao. Thôi mai em lên phao đi chị ơi. Cái chị Phụ Lai chị bảo là hôm nay mà làm đến 12 giờ là ngày mai chị không làm cho em nữa. Đấy, bây giờ các chị làm thế nào để chị ở lại chị hộ em mà mai chị vẫn hộ em tiếp. Gà sắp gáy rồi. Gà sắp gáy rồi, chị sợ ma đêm chị không dám về đâu chị ạ. Về muộn quá, qua 12 giờ là không dám về nhà luôn. Cho tôi về, tôi không về chứ. Đấy, cho về trước về mình cũng không dám về luôn ý. Mai em lên tiếp các chị nhá. Để chị em nghỉ đây ạ, ngày mai hẹn các chị em lên live tiếp. Toàn bộ siêu phẩm ngày hôm nay em chưa lên hết đâu. Ngày mai em lên tiếp. Đấy, lên nhiều mẫu các chị phân vân không biết chốt mã nào. Nào, cảm ơn. Hết đây, hết nhá. Em nghỉ đây. Em nghỉ đây ạ. Bye bye các chị yêu nhá. Chúc các chị yêu mình ngủ ngon ạ. Bye bye các chị ạ. Hẹn các chị ngày mai lại vào live của em Loan lại săn tiếp mẫu đẹp nhá các chị nhá. Hôm đầu bán 230. Hôm nay xả các chị 150. Hôm nay tặng các chị 150. Bán em gọi là giờ này em xả hết cho nó hết hàng để em nghỉ Tết thôi đấy. Xả lỗ rồi ạ. Cái mẫu này các chị ngày mai lấy kèm đơn hàng cho em nhá. Nhiều đá lắm em mà chưa lên đâu chị ơi. Đây các chị yêu.